Chương 74, vào thôn thì e sợ tình cảm. Ai, tôi cũng đã lâu không gặp ông ấy, lần đó ông ấy bảo muốn ra ngoài đi dạo chơi một lúc rồi cứ thế đi hơn một năm rồi. Ai, Diệp Phàm nghe nhắc đến cũng thấy dầu lòng, sư phụ phí thật đúng lai vô ảnh khứ vô tung. Ngay trong 10 năm khổ luyện với lão thì hắn cũng ít nhìn thấy sư phụ, năm thẳng gặp được một hai lần, gặp Diệp Phàm nói vài câu cần thiết cho việc tập luyện rồi lại đi. Ngay cả Diệp Phàm cũng không rõ ràng sư phụ rốt cuộc thật là ẩn sĩ hay là chơi đùa, thậm chí hắn còn nghi ngờ lão có phải là một trưởng lão nào đó của Võ Đang, Thiếu Lâm, Thanh Thành hay không. Ngay cả nấm mộ mà sư phụ luôn coi như chân bảo kia cũng để hoang phí, một tấm bia cũng không có. Sư phụ không hề sửa chữa, chỉ khi nào thấy cỏ dài quá mới cắt bỏ đi một chút. Diệp Phàm khi còn bé cũng đã hỏi người trong mộ là ai nhưng lão phí chưa bao giờ lên tiếng mà đều trầm mặt xuống. Diệp Phàm biết người trong mộ chắc có một đoạn cố sự với sư phụ nhưng lão không chịu kể mà hắn cũng không hỏi thêm. Chỉ là mỗi năm vào tiết thanh minh thì đều đến bái tế rồi sửa sang một chút để tỏ lòng hiếu kính. Hiện giờ nghĩ đến sư phụ, lòng hắn cứ có cảm giác đau xót khó chịu. Tề Thiên thấy Diệp Phàm hồi lâu không lên tiếng cũng biết là chạm vào tâm sự nên ngậm miệng, nói thêm vài câu rồi dặn dò Diệp Phàm ngàn vạn lần đừng đem chuyện quân công 910 nói ra. Trước khi ra về còn để lại một tấm danh thiếp điện thoại. 10 ngày sau, mấy vết thương Diệp Phàm cũng đã khá ổn rồi nên nằng nặc đòi xuất viện. Trở về thị trấn, hắn lần lượt đến báo cáo công tác với Chủ tịch Thái và Bí thư Tần. Thái Đại Giang đối với hắn không nóng không lạnh, Tần Chí Minh thì dặn dò hắn phải chú ý giữ gìn thân thể. Diệp Phàm, bước kế tiếp của cậu là phải làm tốt công tác chuẩn bị của cuộc bầu cử, cố gắng vào Tết Nguyên Đán có thể tiến hành bình thường. Bầu xong chủ tịch thôn thì sang năm mới cậu có thể trở về thị trấn được rồi. Còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa là phó bí thư Chu của thành phố Mạc Hương đặc biệt phê chuẩn 10 vạn đồng sửa đường, tiền nào việc ấy, đảng ủy thị trấn quyết định số tiền này do tổ công tác thôn Đập Thiên Thủy chịu trách nhiệm. Quản tốt dùng tốt, ngàn vạn lần đừng để cho người khác bàn tán. Ai, thôn Đập Thiên Thủy, con đường kia cũng nên sửa chữa rồi, nếu là xong sớm sẽ không chết nhiều người như vậy, ai? Tần Chí Minh có chút thương cảm hướng về phía cửa sổ phát một chút ngốc, đoán chừng là chân chính nóng lòng. Tần Chí Minh còn là một tốt cán bộ là một thật muốn vì dân làm chút hiện thực giác ngộ thực người. Ở thị trấn Lâm Tuyền danh tiếng cũng không tệ lắm. Đối với khoản tiền lớn này, Thái Đại Giang cũng không dám khấu trừ chút nào, trực tiếp chuyển giao. Thật ra thì Thái Đại Giang cũng phải nén giận trong lòng vì lần trước đồng ý với Đại sư Cát Phác Đúc một pho tượng đồng Bão Phác Tử còn chưa có tin tức. Tuy nói mấy tháng này đã chạy đông chạy tây, giật gấu vá vai, bớt thôn này một tí, xén thôn kia một tẹo nhưng gộp lại cũng vẫn chỉ được mấy vạn đồng, chưa đủ đến một đôi chân của Bão Phác Tử, quá buồn a. Y cứ vậy trơ mắt ra mà nhìn khoản tiền lớn 10 vạn lọt qua tay. Theo như quy tắc ngầm ít nhất có thể chặn lại 6 vạn, chỉ là khoản tiền này là do Phó Bí Thư Chu tự mình phê chuẩn, còn có Bí Thư Huyện ủy Lý Hồng Dương, Chủ tịch huyện Trương Tào Trung và đài truyền hình chứng kiến. Cho nên Thái Đại Giang gan lớn bằng trời cũng không dám động vào số tiền kia. Lúc hắn nhìn Diệp Phàm cầm số tiền đi, trong lòng thật không dễ chịu, giống như là nhìn tiền túi của mình bị lấy đi vậy. Xế chiều, lúc trở về thôn Đập Thiên Thủy, Bí Thư Tần còn đặc biệt gọi một chiếc Mitsubishi đưa Diệp Phàm trở về. Khi vừa nhìn thấy sự biến dạng của con đường dẫn về thôn Đập Thiên Thủy thì Diệp Phàm cũng ngây người. Con đường nguyên trạng lúc đầu chỉ có 4 mét đã được lính công binh của sư đoàn dã chiến quân khu lĩnh Nam và lính công binh của quân khu Nam Phúc phối hợp mở rộng ra chừng 10 mét. Tuy nhiên vì khi đặt thuốc nổ mở đường vì thời gian gấp gáp nên chỗ rộng chỗ hẹp. Trên vách đá cũng lởm chởm mấp mô, có chỗ còn lung lay sắp sập. Trên đường, bùn đất cũng ngập ngụa làm con đường vô cùng khó đi, thêm vào hai bên đường đá lớn chất đống. Nếu như chỉ dựa vào 10 vạn đồng muốn làm phẳng đường cũng đã khó khăn. Đừng nói là mua thuốc nổ để làm đường quốc lộ chính quy. Bất quá đối với những thôn dọc đường của Đập Thiên Thủy lại là một cơ hội thật tốt, nếu như có thể thêm vào một chút tiền là có thể mở rộng toàn tuyến, để nó có thể trở thành một con đường tiêu chuẩn cấp 2, tuy nhiên tất cả đều phải dựa vào tiền. Ngay khoản tiền 10 vạn đồng mà Phó Bí Thư Chu cấp cho cũng là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Bí Thư, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các sở, phòng, ban đều nhìn vào chằm chằm. Ai cũng muốn chia một chén canh, không ai chịu nhường ai. Tuy nhiên vì thôn Đập Thiên Thủy có đặc thù, tuy nói mọi người đều muốn kiếm chắc một chút nhưng không ai dám làm con chim đầu đàn, chỉ sợ thôn dân Đập Thiên Thủy đem bản thân mình đập chết.
Đặc biệt là qua lần vây bắt tội phạm này, người dân thôn Đập Thiên Thủy đã lộ ra uy phong làm đám cán bộ của thị trấn Lâm Tuyền lạnh hết cả người, năng lực công kích của bọn họ không thua gì quân đội, công an chính quy, người ta ngay cả tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt cũng dám chơi, chẳng lẽ còn sợ mấy người bí thư, chủ tịch nhà mình. Cho nên trong lòng mọi người đều có bóng ma, cuối cùng đảng ủy mới có thể theo nước đẩy thuyền, nói là hưởng ứng bí thư thị ủy Dương Quốc Đống mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ. Đem 10 vạn đồng này cho thằng nhãi chưa ráo máu đầu như Diệp Phàm quản lý, thực ra là kín đáo đẩy cho hắn một quả bom hẹn giờ. Bốn khoản tiền này sẽ do một vị phó chủ tịch thị trấn nắm giữ, kỳ quái chính là lần này đám phó chủ tịch thị trấn đều ngậm miệng, cuối cùng mới tiện nghi cho Diệp Phàm. Bất quá quyền sử dụng khoản tiền này lại nằm trong tay đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm muốn sử dụng nó phải làm ra một kế hoạch chi tiết được đảng ủy thông qua rồi mới có thể tiến hành. Nói trắng ra Diệp Phàm chỉ làm cu li lao công, chân chính. Trở lại trong thôn, tuy nói đã qua hơn 10 ngày nhưng trong thôn vẫn phảng phất một không khí bi thương. Diệp Phàm ngồi yên trên xe thật lâu không dám xuống, hắn sợ. Sợ đi vào cung cũ lại thấy cảnh đó mà người đâu. Cuối cùng hắn cũng kiên quyết đi vào, nhị nha tử đã sớm chạy đến đón. Cung cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên vết đạn vẫn còn đó là nhân chứng cái chết của Diệp Nhược Mộng và một thanh niên họ Lý khác, mỗi người đều được truy tặng danh hiệu liệt sĩ, người nhà cũng nhận được 3 vạn đồng tiền tuất. Diệp Kim Liên mỗi tháng còn nhận được mười mấy đồng tiền trợ cấp, bà ngơ ngác ngồi bên cạnh cái cối xay đá trong cung cũ. Thân hình vốn mập mạp thoáng cái đã sọp đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh đã loáng thoáng vài sợi bạc, nhìn như già đi mấy chục tuổi. Gương mặt trông cũng phù nề, chắc là do thương tâm mà khóc lóc quá độ. Bà thấy Diệp Phàm đi vào cũng không lên tiếng, trên tay nắm chặt một con búp bê bằng vải mà Diệp Nhược Mộng thường chơi đùa. Dì Kim Liên, cháu đã trở về. Diệp Phàm nói nhẹ, giọng khàn khàn. Diệp, tổ trưởng Diệp, Nhược Mộng mất, con bé đã vĩnh viễn mất, nó không quan tâm gì nữa, Nhược Mộng. Diệp Kim Liên đột nhiên bộc phát, khóc sung bần bật, nước mắt chảy ra như mưa. Nghĩ đến Nhược Mộng là vì đỡ đạn cho mình mà chết. Nghĩ đến trước khi chết còn cầu xin mình chăm sóc mẹ cô, Diệp Phàm cũng nhìn không được nữa nhào tới quỳ gối nghẹn ngào nói. Dì Kim Liên, từ lúc này dì chính là mẹ nuôi cháu. Suốt đời này cháu sẽ chăm sóc dì, mẹ. Tiếng kêu của Diệp Phàm và tiếng khóc của Diệp Kim Liên quanh quẩn rất lâu trong cung cũ. Dì Diệp Liên, cháu cũng làm con gái bác. Xuân Thủy cũng nhìn không được khóc rưng rức. Trên cung cũ mây mù che phủ, nhị nha tử đứng cạnh quệt nước mắt. Đoàn Hải mắt cũng đỏ mọng đứng yên lặng hút thuốc, khó chịu a. Trong thời gian này gã hòa nhập rất tốt vào tổ công tác, trong huyết án đêm hôm trước cũng rất dũng cảm, điểm này Diệp Phàm ghi tạc trong lòng. Chương 75, Long Mộ mới vừa hủy thì nảy ra một tòa sen. Được rồi, gì không sao, lại còn khiến mọi người bận tâm, ai? Một lúc lâu, Diệp Kim Liên lau khô nước mắt rồi nói nhẹ. Con nói thật đấy mẹ nuôi. Diệp Phàm cầm tay dì Kim Liên, ánh mắt đầy vẻ chân thành. Đừng nói nữa tổ trưởng Diệp, cô Xuân Thủy, các cháu có lòng là được rồi, dì cảm ơn. Dì đi pha trà cho các cháu uống. Diệp Kim Liên tránh ánh mắt của Diệp Phàm, cúi đầu đi vào phòng bếp phía sau cung. Xuân Thủy, kể lại tình hình thôn Đập Thiên Thủy cho tôi nghe xem nào. Diệp Phàm thấy việc này cũng cần phải từ từ. Thôn Đập Thiên Thủy tất cả bình thường, thôn dân đều rất tự giác. Tổ công tác có chuyện gì đều rất phối hợp. Tất cả mọi người nói, tổ trưởng Diệp là ân nhân thôn Đập Thiên Thủy, là một đại anh hùng, nếu như làm khó tổ công tác thì không phải là người. Đặc biệt là dì Kim Liên, tất cả mọi người đều rất kính trọng dì. Thạch quan trong Long Mộ vì chưa tìm ra phương án khai quật tốt nhất nên giáo sư Lan của Đại học Hải Giang đề nghị tạm thời không nên động đến, vẫn để dưới vách cầu hùng. Tuy nhiên hài cốt tổ tiên họ Lý, Diệp, Ngô đã chuẩn bị chuyển sang chôn ở núi Thần Nữ, còn đặc biệt mời Đại sư Cát Phác đến xem qua. Đại sư Cát Phác nói là vì lở núi nên long khí ở Long Mộ đã hao hết. Còn chỗ tòa sen dưới núi Thần Nữ là thế đất tốt từ thời thượng cổ, núi sông liền mạch, khí hoa sen dồi dào, là một âm mạch cực tốt. Tuy nhiên người ba họ còn có chỗ khúc mắc, làm sao phân phối được chỗ đất này, họ nào sẽ chiếm phương vị nào, lại bắt đầu xảy ra tranh cãi rồi. Cuối cùng ba tộc trưởng mới của ba họ là Ngô Thiên Lĩnh, Lý Tuyên Thạch, Diệp Vĩ Cường, cùng với đại diện các họ khác là Trương Cư Thủy đại biểu cả thôn Đập Thiên Thủy quyết định, chuyện này sẽ chờ tổ trưởng Diệp trở lại định đoạt. Ai, sợ rằng có chút phiền phức rồi.
Lý Xuân Thủy lo lắng không dứt. Long mộ, Long mộ, thật là âm hồn không tan a. Mới vừa nổ xong thì lại nảy ra một tòa sen của núi thần nữ, không khác phong thủy của Long mộ. Phiền toái, xem ra vấn đề khó khăn của thôn đập thiên thủy cũng không phải một mình Long mộ là có thể giải quyết. Cho dù có đem tòa sen ở núi thần nữ nổ tung thì cũng chắc là không giải quyết được tận gốc vấn đề ở chỗ tư tưởng dòng họ cũ kỹ còn rơi rất lại từ thời phong kiến. Muốn giải quyết tận gốc phải đem lý luận khoa học hiện đại khai mở cho bọn họ. Tuy nhiên nói thì dễ làm thì khó a. Tư tưởng cũ của thôn đập thiên thủy cũng không phải một lúc tạo thành, đã có nguồn gốc từ mấy ngàn năm rồi. Nó cũng không phải là hoàn toàn xấu, ít nhất là cũng tạo nên sự đoàn kết trong gia tộc. Hễ nhà ai có khó khăn thì mọi người đều đứng ra trợ giúp, nhân tình so với thành phố đậm hơn rất nhiều. Diệp Phàm nghĩ một hồi rồi thở dài. Chuyện này từ từ tính đi. Xuân Thủy, giáo sư Lan ở đâu tôi muốn đến gặp. Đoàn Hải, anh chịu trách nhiệm báo cho các tiểu tổ trưởng và toàn thể cán bộ ủy ban thôn tối nay họp ở cung cũ, gọi điện thoại bảo xe từ thị trấn Lâm Tuyền mang tới vài thứ đồ ăn. Tối nay vui vẻ một chút để tăng thêm tình cảm, xóa đi phần nào không khí bi thương. Giáo sư Lan ở gian phòng của chủ tịch Ngô ở cung cũ, giờ chắc là đi Long mộ rồi. Ông ấy coi thạch quan ở Long mộ là bảo bối, không biết lấy đâu ra 5 vạn đồng chiêu đãi thôn dân bảo vệ mộ, mỗi ngày phát cho mỗi người 20 đồng, còn nhiều hơn cả tiền lương chúng ta, tôi cũng muốn đi bảo vệ mộ vậy. Khanh khách, tuy nhiên huyện ủy cũng rất coi trọng chuyện này, bí thư Lý Hồng Dương đặc biệt cấp 5.000 đồng làm kinh phí hoạt động cho tổ công tác thôn đập thiên thủy chiêu đãi khách, cần chi tiêu gì nếu hợp lý cứ báo lên. Lúc trước thường xuyên có phóng viên tới phỏng vấn, đài truyền hình cũng có quay phim. Giờ thôn đập thiên thủy chúng ta đã là thôn ngôi sao rồi. Lý Xuân Thủy khẽ nghiêng đầu, lộ ra vẻ duyên dáng động lòng người, dịu dàng xinh đẹp. Tiếc là Diệp Phàm còn nặng lòng với Diệp Nhược Mộng vừa mất đi nên không có tâm tình để thưởng thức. Lúc ăn cơm, giáo sư Lan và phóng viên đeo kính trở lại, ngoài ý muốn là có cả cô nàng băng giá Lan Điền Trúc vừa đánh cho Diệp Phàm tơi tả, hôm nay cô nàng diện một bộ quần áo mới tinh. Một cái quần dài bằng nhung trắng toát bồng bềnh như công chúa dáng thế, áo lông cừu cao cổ, tuy nhiên vẫn không thể che được hai ngọn núi cao ngất mê người. Theo tiếng cười nhẹ nhàng, cặp núi kia khẽ rung đầy khiêu khích, cũng may cô cười không lâu, nếu không lòng xuân của Diệp Phàm cũng sẽ bắt đầu dạo dực. Cặp mông tròn nhỏ tạo thành một đường vòng cung uốn lượn, đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân đi một đôi giày thể thao thanh nhã. Toàn thân Lan Điền Trúc toát lên một khí vị thanh xuân, mỗi khi bước đi, thân hình uyển chuyển khẽ đung đưa làm người khác thần hồn điên đảo. Yêu tinh! Diệp Phàm cảm giác ở dưới thắt lưng nhói lên, mắng một câu. Anh mày bị em trong nháy mắt biến thành nông dân rồi. Giáo sư Lan, chào mừng ngài đến đập thiên thủy, tôi là Diệp Phàm ở tổ công tác thôn, cũng là học sinh của ngài, ha ha. Diệp Phàm đưa hai tay ra ôm lấy Lan Cơ Đồng, ánh mắt lộ vẻ sùng kính. Lan Cơ Đồng là một học giả chân chính không sợ quyền thế. Hình tượng của ông trong lòng sinh viên Đại học Hải Giang rất tốt. Nghe nói có lần một vụ trưởng Bộ Giáo dục xuống trường, Giám đốc Sở Chu Phục Thủy vì nịnh bợ lãnh đạo đã đặc biệt gọi một sinh viên nữ xinh đẹp tiếp khách. Kết quả cô gái kia uống rượu đến chảy máu dạ dày. Lúc ấy viện trường Lan nghe tin lập tức chạy đến mắng Chu Phục Thủy tại trận, tiếp đó đắc tội với vị vụ trưởng kia, bằng không đã sớm lên chức hiệu phó rồi, tuy nhiên nghe nói cũng sẽ nhanh lên thôi. Thằng nhóc này không tệ. Cậu chính là Diệp Phàm đấy à? Một sinh viên của Đại học Hải Giang có thể phục vụ cho nhân dân ở đây, ta rất vui mừng. Tới đây Diệp Phàm, để tôi giới thiệu cho cậu vị này là Giám đốc Viện Bảo tàng Thủy Châu, Cố Tắc Phú. Lan Cơ Đồng chỉ vào một ông lão rất khoác thước. Giám đốc Cố mạnh khỏe. Diệp Phàm nhiệt tình chào hỏi. Vị này là Phó Hội trưởng Hội Khảo Cổ tỉnh Nam Phúc, Chu Khải Minh tiên sinh. Lan Cơ Đồng chỉ vào người trung niên tầm khoảng 30 tuổi. Trông có vẻ rất biết chăm sóc bản thân. Hội trưởng Chu mạnh khỏe. Diệp Phàm Lai chào hỏi. Ha ha, tiểu Diệp, cậu nên mau thắp hương đi. Giám đốc Cố ở bên cạnh cười vẻ thần bí, chỉ vào phó hội trưởng Chu. Thắp hương. Diệp Phàm không giải thích được lẩm bẩm, nhìn giám đốc Cố không biết lão ám chỉ điều gì. Đồ đầu đất. Lan Điền Trúc đẹp mê hồn ở bên cạnh khinh thường hừ một tiếng chỉ vào pho tượng thần tài trong cung cũ. Trên mặt lộ ra một nét cười quyến rũ khó thấy, thầm mắng Diệp Phàm, yêu tinh phát huy rồi, thần tài, hội trưởng Chu không phải chỉ là phó hội trưởng khảo cổ thôi đâu, khảo cổ nghiên cứu làm gì có tiền mà mua văn vật,
sao lại có thể quan hệ với thần tài? Nhìn Diệp Phàm vẫn ngơ ngác, cô nàng rốt cuộc nổi giận. Nói ngươi đầu đất thật không sai, tôi nghi ngờ bằng tốt nghiệp Đại học Hải Giang của anh có phải thật hay không nữa. Hội trưởng Chu chỉ là một chức danh, là nghề nghiệp dư. Ông ấy chính là phó chủ nhiệm ban tài chính tỉnh Nam Phúc đấy biết không, đồ đầu đất. Thần tài chính tông đứng trước mặt còn chưa biết. Điên Trúc, nói dễ nghe một chút đi, mở miệng là đầu đất, trường đại học của cậu ta không thua trường con đâu. Tiểu Diệp, xin lỗi nhé. Lan Cơ Đồng nghe chướng tai nên khẽ mắng. Chương 76, yêu nghiệt a yêu nghiệt. Không có chuyện gì, viện trưởng Lan, cháu chính xác vốn là một nông dân trồng khoai, đâu có gì mất mặt. Cô Lan nói cháu ngay cả thắt lưng cũng không nỡ mua phải dùng một sợi dây da bò, còn giúp con gái nhà người ta nhổ khoai lang, ha ha. Tuy nhiên khoai lang rất ngon ngọt, còn có thể đầy bụng, ha ha. Diệp Phàm cười khan một tiếng nhìn bức tượng thần tài rồi tiện tay cầm một thẻ hương đốt lên cắm vào nói. Cháu phải cúi chào trước, thôn cháu nghèo như vậy thật vất vả tới đại thần một phương, hơn nữa còn là đại tài thần giàu nứt đố đổ vách, không nịnh bợ không được. Thần tài, người nên giúp đỡ rót ít dầu đèn xuống cho thôn cháu để không còn người nào đói bụng. Hôm nay cháu may mắn ra ngõ gặp thần tài a, tin tưởng thần tài sẽ không ngồi nhìn thôn cháu đói khổ, giáng bạc trắng xuống a. Hành động của Diệp Phàm làm mọi người trong điện sợ ngây người, đều nhìn cả vào phó chủ nhiệm ban tài chính tỉnh Chu Khải Minh, ánh mắt hết sức quái dị, lát sau nghe một tiếng cười ha hả vang động cả mấy bức tường. Khá lắm thằng danh, dám giễu cợt tôi chỉ là một chủ nhiệm, còn là phó, thầy cậu là hiệu trưởng Lan không đi lạy thì lạy ai? Nên biết rằng Đại học Đại Hải xếp thứ 6 toàn quốc, nổi tiếng thế giới. Không phải ở đó có một viện khảo cổ sao, trong đó chất đầy vàng đấy. Tiểu Diệp, cậu chỉ lấy vài miếng vàng lá là được rồi, ha ha. Chủ nhiệm Chu Khải Minh thoải mái cười to. Giáo sư Lan thăng chức hiệu trưởng rồi sao? Hai mắt Diệp Phàm sáng lên, dứt khoát cúi người một vòng. Cháu có mấy lễ này, các vị đều là thần tài cả, cháu cũng không có yêu cầu gì, chỉ muốn hỏi cách thức liên lạc với các vị tiền bối, sau này mong được giúp đỡ. Là hiệu phó, đừng nghe lão Chu nói khoác ở đây. Chúng ta là một trường học, làm có gì tiền. Đây là phương thức liên lạc chú, rảnh rỗi gọi điện thoại là được. Lan Cơ Đồng thuận tay đưa cho Diệp Phàm một tấm danh thiếp. Diệp Phàm cẩn thận nhận lấy danh thiếp vừa đưa mắt nhìn Cố Tác Vũ và Chu Khải Minh. Ý tứ cho dù là kẻ ngu cũng có thể đoán được. Ha ha, cầm lấy đi, thằng nhóc không tệ. Cố Tác Vũ và Chu Khải Minh cũng lấy danh thiếp đưa cho Diệp Phàm. A, Tiểu Diệp, cháu vừa nói cái gì mà quả phụ nuôi heo, giúp nhổ khoai lang, còn có cái gì da trâu dây lưng? Chắc có quan hệ với Điền Trúc à? Giáo sư Lan nghi ngờ hỏi, quay đầu thấy con gái mình vẻ mặt mất tự nhiên, hơi tránh né thì thoáng cái đã hiểu ngay, giận dữ nhìn cô mắng. Điền Trúc, có phải con gây ra chuyện gì hay không, nói mau. Viết một bài báo có gì kỳ lại, con còn giúp hắn nói khoác đấy chứ. Hừ, Lan Điền Trúc vinh mặt. Ách, để cha xem con viết thế nào. Giáo sư Lan không buông tha. Không có chuyện gì, giáo sư Lan, cô Điền Trúc giúp cháu thôi. Diệp Phàm vội vàng giải vây. Tuy nhiên giáo sư Lan và Cố Tác Vũ và Chu Khải Minh tụ lại xem bài báo của Lan Điền Trúc. Sắc mặt hết sức quái dị. Giáo sư Lan cực kỳ tức giận, vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ. Làm bậy, Điền Trúc, con có biết báo tỉnh là thế nào sao, sao dám phá hoại cuộc đời một cán bộ. Làm một người viết báo, nhất định phải thực sự cầu thị. Con nhìn xem, cái gì mà tư tưởng quan niệm cũ kỹ, điều này có thể nói lung tung sao. Tiểu Diệp lại là một thanh niên tốt nghiệp Đại học Hải Giang lại có thể đến đây. Tinh thần chịu khổ như vậy không phải mấy đứa con cưng như con có thể làm được. Lan Điền Trúc bị cha mắng cho cúi đầu, trong mắt đã rơm rớm nước. Bình thường giáo sư Lan rất hòa ái nhưng khi nổi giận lên rất đáng sợ, toát ra một thứ quan uy lâu năm. Ông giờ là hiệu trưởng Đại học Hải Giang ngang cấp bậc với phó bộ trưởng, uy phong đúng là làm cho người khác phải sợ hãi. Giáo sư Lan, việc mở quan tài có cần cháu giúp đỡ gì không, nếu cần chú cứ ra lệnh. Diệp Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Anh thì có thể giúp được gì, đâu biết gì về khảo cổ mà giúp. Lan Điền Trúc bắt đầu xía vào, hệt như có cửu oán với Diệp Phàm. Diệp Phàm rất buồn bực, trong lòng thầm mắng mắng yêu nghiệt a yêu nghiệt, cứ quậy nữa là thiếu gia sẽ đè ngươi xuống tại chỗ thi hành chính pháp bây giờ. Cảm ơn, chúng ta thật đúng là cần Tiểu Diệp hỗ trợ,
Thạch Quan vẫn chưa tìm ra phương pháp an toàn để mở, có chút kỳ quái. Chúng ta cũng đã từng đào qua mấy mộ cổ, đều gặp phải thạch quan bị bịt kín không tìm được chỗ để mở. Nếu cứ cưỡng ép chỉ e phá hủy thạch quan thì đáng tiếc. Lan Cơ Đồng liếc mắt nhìn con gái một cái rồi cũng nguôi giận, không khỏi thở dài. Tuy nhiên Lan Điền Trúc cũng không sợ ông, lại vênh mặt với Diệp Phàm. Ha ha, nói không chừng cháu có thể giúp đấy. Diệp Phàm cười vẻ bí ẩn, bởi vì Diệp Phàm đã sớm xem qua thạch quan, phát hiện trong đó có một luồng khí tức rất quen thuộc với bản thân. Chỉ cần bản thân tiến tới gần thạch quan thì khí lưu trong đan điền trở nên rất nhanh. Diệp Phàm suy đoán ở miệng mở thạch quan chắc là đã bị cao thủ nội gia dùng kình khí đặc thù hòa tan một loại chất gì đó đặc biệt mới khiến cho kín như bưng. Rõ ràng là mấy phiến đá ghép vào nhau nhưng lại liền miệng, không phát hiện được khe hở. Người đóng quan tài này quả thật lợi hại, khiến Diệp Phàm bội phục sát đất, tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của hắn. Lúc ấy hắn vận thuật thiên thị địa thính xem xét thì thấy thạch quan có biến hóa, nên phương pháp này có thể làm được. Anh, cũng đừng nói phét quá đáng như vậy chứ, khảo cổ đòi hỏi một kỹ thuật rất cao, không phải dùng miệng lưỡi là được. Lan Điền Trúc chu miệng. Tôi hiểu rồi, tuy nhiên cô Lan có dám đánh cuộc với tôi một lần hay không? Diệp Phàm cười híp mắt, có vẻ giống như một con sói vần môi, thầm nghĩ nhất định phải đem con công kiêu ngạo này đùa giỡn một chút. Nếu không thì mình thành con cóc ghẻ rồi. Đánh cuộc gì? Lan Điền Trúc dứt khoát hỏi, mấy người trong điện cũng thú vị nhìn hai người trẻ tuổi đang cãi cọ. Thì đánh cuộc mở hòm quan tài, nếu như tôi may mắn có thể mở được thạch quan thuận lợi thì thắng. Cô thua cũng không phải làm gì lớn, chỉ có buổi tối thì rửa chân cho tôi một lần đi. Nếu như tôi thua thì tùy cô muốn làm sao cũng được. Diệp Phàm nói vẻ quỷ dị. Anh! Lan Điền Trúc xanh mét mặt. Rửa chân cho một cái đầu đất, không phải biến mình thành một nữ nhân viên xoa bóp chứ. Lan Điền Trúc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói vẻ cay độc. Họ Diệp, bổn cô nương đánh bạc, anh thua thì phải đứng ở cửa cung kêu lên 10 lần tôi là con heo, như thế nào, ha ha ha. Lan Điền Trúc phảng phất nhìn thấy Diệp Phàm mặt đỏ lựng đứng ở cửa cung kêu lớn tôi là con heo, trong lòng vô cùng sảng khoái cười lên khanh khách. Thầm nghĩ đầu đất chính là đầu đất. Cha mình và mấy chuyên gia nghiên cứu mấy ngày còn chưa tìm ra cách, chỉ bằng một tên đầu đất như ngươi có thể mở được thì bà cô đây mua một miếng đậu phụ đập đầu chết quách, lần này thắng chắc rồi. Cô nói đánh cuộc gì, nói to lên một lần nữa tránh cho lúc đó lại quỵt nợ. Diệp Phàm hình như nghe không rõ. Tôi là con heo, nghe rõ chưa? Hừ, lỗ tai không có điếc chứ. Lan Điền Trúc không hề nghĩ ngợi lặp lại một lần. Còn sợ Diệp Phàm nghe không rõ sẽ quyệt nợ nên nói rất to làm mọi người trong đại điện đều nghe rõ. Ngay cả Diệp Kim Liên cũng kỳ quái lắc đầu thở dài nói. Cô Lan cũng thật là, sao lại cứ kêu gào mình là heo chứ? À, cô là heo. Diệp Phàm ra vẻ bừng tỉnh, cứ gãi đầu bộ dạng đã hiểu. Ha ha ha. Cảnh tượng này chọc cho đám người Lan Cơ Đồng, Chu Khải Minh đều cười phá lên, đúng là tình cảnh người thông minh quá sẽ bị hại. Chương 77, điểm danh phê bình. Lan Điền Trúc nghe tiếng cười lập tức hiểu rõ bản thân mình thông minh lại có thể bị một đồng chí nhổ khoai tây như Diệp Phàm đồng chí đùa bỡn, nhất thời giận đến trợn mắt tròn xoe, hai tay chống nạnh giống như một mỹ nữ dạ xoa, rồi lại chỉ vào Diệp Phàm. Tốt, tiểu Phàm tử anh, tiểu Phàm tử, anh chờ đó, đến lúc đó đừng khóc. Nói xong uốn lượn thân hình thở phì phì đi lên lầu, gương mặt đỏ bừng như một viên ô mai. Trong lòng hối hận đến muốn đá vào tường. Hừ, tiểu Phàm tử, để sau này làm sao thu thập anh. Nghĩ đến Diệp Phàm thoáng cái biến thành thái giám tiểu Phàm tử, tâm tình Lan Điền Trúc cũng tốt hơn nhiều, hung hăng hô thêm vài lần, tiểu Phàm tử tự sướng một mình. Ha ha ha, trong điện lại là một trận cười vang, Diệp Phàm cũng cười đến đỏ mặt. Hắn thầm nghĩ tiểu bì nương thật đúng là ớt, là một hot girl lạnh lùng. Tuy nhiên anh đây là vua ăn ớt rồi. Còn sợ ớt sao, cay đến mấy cũng phải sơ tái. Cuộc họp thường vụ của huyện ủy huyện Ngư Dương đến giờ vẫn chưa kết thúc. Bí thư Lý Hồng Dương mang vẻ mặt khổ sở, còn chủ tịch huyện Trương Tào Trung thì tái xanh, hiếm khi nhất trí về thời gian họp như hôm nay. Cả hai còn gọi người đem tới mười mấy thùng mì tôm, 11 đảng ủy viên và hai thư ký ghi chép đều mệt nhọc tiếp tục đề tài. Nhìn sắc mặt tối sầm của mọi người chắc tối nay về không thể ngủ ngon giấc. Cảnh tượng gì đang diễn ra đây? Quan công chiến Tần Quỳnh.
Bởi vì huyện Ngư Dương ngày hôm qua khi triển khai, xây dựng khu kinh tế Duyên Hải Mặc Hương, chủ tịch và bí thư huyện bị ba vị lão đại là bí thư thị ủy Dương Quốc Đống, chủ tịch thành phố La Hạo Thông, phó bí thư Chu Cản Dương điểm danh phê bình. Chủ tịch huyện Trương Tào Trung chịu trách nhiệm phụ trách kinh tế nên phải đứng ra giơ đầu chịu báng. Lý Hồng Dương cũng không cúi đầu, sắc mặt bình thản như lão tăng ngồi thiền, bình tĩnh Cũng không phải bởi vì sắc mặt của y hiện lên màu tím xanh, gần giống với màu đen của bao công. Bí thư thị ủy Dương Quốc Đống nói giọng sắc bén, rất không khách khí chỉ ra. Thành phố Mặc Hương chúng ta ở tỉnh Nam Phúc năm ngoái xếp hạng thứ 7, năm nay thì sao đây? Vứt xuống thứ 8 rồi, theo xu thế này thì vị trí thứ 8 giữ được cũng còn khó khăn. Đây là tại sao, chúng ta có mặt ở đây cần làm rõ những vấn đề gây cản trở phát triển kinh tế. Vĩ Nhân đã nói, cải cách mở ra để phát triển kinh tế, chúng ta là càng đổi càng tụt hậu, có phải cải cách có vấn đề, đây tuyệt đối là lời lẽ sai trái. Nói 1000 lần vạn lần chính là đầu óc cũ kỹ, thiếu hụt tinh thần cầu tiến đổi mới. Đặc biệt là huyện Ngư Dương, xếp hạng cuối cùng ở thành phố Mặc Hương. Nói là xếp thứ 12, tôi cũng không phê bình, đó là do lịch sử, địa lý, khí hậu vân vân nhiều nguyên nhân tạo thành. Tôi chỉ không thể tha thứ là khoảng cách giữa nó và huyện Hồng Tinh xếp thứ 11 ngày càng lớn. Năm ngoái, huyện Hồng Tinh tăng trưởng 3%, còn huyện Ngư Dương được 2%, coi như cũng là suýt soát. Năm nay thì sao chứ? Huyện Hồng Tinh tăng lên 4%, huyện Ngư Dương bao nhiêu nói ra các vị sẽ giật mình, mất mặt Tăng trưởng GDP mà tính theo số lẻ, đó là khái niệm gì? Chính là dậm chân tại chỗ, thật ra còn thụt lùi bởi vì người trước tiến còn nhanh hơn. Tiền lương hàng năm càng lớn, chi tài chính cũng tăng 3 tầng mà thu vào dậm chân tại chỗ. Lỗ thủng lớn như vậy lấy cái gì để lấp vào, vài ngàn vạn Đem bán cả huyện Ngư Dương cũng không biện pháp bổ sung. Con ngựa mà lười biếng thì để làm gì? Làm thịt còn có thể bán lấy mấy đồng. Những thứ khác không nói, bí thư và chủ tịch huyện Ngư Dương trở về suy nghĩ thật kỹ xem có thể tìm ra phương án hữu hiệu nào không. Nếu không ra ông đây sẽ lấy cái mũ quan của các ngươi, nếu không thì sẽ có người lấy mũ quan của ông. Cả thành phố Mặc Hương bị các ngươi làm nhục, vị trí thứ 8 của nó có nguyên nhân chủ yếu là từ huyện Ngư Dương. Tôi không nói nữa, nói ra thật quá mất mặt. Nói tới đây, bí thư thị ủy Dương Quốc Đống đấm bàn một cái uỳnh, thuận tay đập tập báo cáo xuống. Phía dưới bí thư và chủ tịch huyện giật mình đánh thót, không biết Dương Quốc Đống sẽ trút giận vào ai. Đặc biệt điển hình đúng là xã Miếu Khanh của huyện Ngư Dương, một xã không lớn, cùng lắm là bỏ đi. Tại sao tôi lại biết nó, tôi đâu phải là thần thông quảng đại có thể đi khắp mấy trăm xã của Mặc Hương. Tôi không có thời gian và sức lực làm điều đó, không thể bao quát hết. Vậy tại sao tôi lại chỉ có ấn tượng với mỗi mình xã Khanh Hương? Bởi vì sao? Bởi vì ở đó có người chết đói đây là khái niệm gì? Hoa Hạ cũng đã từng có nạn đói vào năm 60 của thế kỷ trước, đã đăng báo rồi. Còn bây giờ là thời đại nào rồi mà còn người chết đói? Lý Hồng Dương, Trương Tào Trung, trở về lập tức đem chuyện xã Khanh Hương giải quyết thỏa đáng, cách chức bí thư xã và trưởng làng tại chỗ, nếu không làm tròn trách nhiệm xử theo pháp luật. Làm xã này sống lại cho tôi, nếu không có thể còn người chết đói ai? Sau khi trở về cả huyện Ngư Dương, Đảng ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị, Ủy ban Kỷ luật lập tức được triệu tập. Các ngươi nói một chút đi, giải quyết như thế nào chuyện xã Khanh Hương? Tại sao một xã lân cận với thị trấn Lâm Tuyền thì bị gọi là xã An Mày mà thị trấn Lâm Tuyền là một trong hai thị trấn giàu nhất huyện? Cùng một ban bệ mà sao khác biệt vậy, chẳng lẽ không cùng một cha mẹ sinh ra hay sao? Chẳng lẽ Lâm Tuyền có mỏ bạc, có suối tiên, tiền giải đầy đất? Không thể nào, đều là vùng khỉ ho cò gáy giống nhau, cái này liên quan đến năng lực lãnh đạo của các ban bệ. Lý Hồng Dương vừa lớn tiếng vừa gõ nắp ấm, làm các ủy viên khác đều lo lắng nó bị đập vỡ phí phạm tài sản quốc gia. Huyện Ngư Dương nghèo rất có thể tiết kiệm được một cái chén thì coi là một. Những điều khác tôi không nói, bí thư Lý đã nói rồi. Tôi chỉ muốn nói một câu, chúng ta cùng chung tiến thoái, bí thư thị ủy Dương muốn lấy cái mũ của tôi và bí thư Lý thì tôi nghĩ các chư vị ngồi đây cũng không xong. Bà nó, muốn lấy mũ tất cả mọi người rồi, Chủ tịch huyện Trương Tào Trung xanh mặt trông rất là thất thố, gầm một tiếng rồi ném chiếc bút máy lên bàn, đoán chừng là hỏng rồi. Phòng họp thoáng cái trầm lắng, yên tĩnh đến mức đáng sợ, yên tĩnh một cách quỷ dị.
Trong lòng các vị đảng ủy viên cũng nhảy thon thót. Lần này huyện Ngư Dương bị điểm danh phê bình có thể nói là nguy hiểm cho cái mũ quan của mọi người. Tình huống trước mắt mọi người là 11 con trâu chấu trên cùng một sợi dây, không ai nhảy thoát một mình được. Thật ra thì mọi người trong lòng cũng rõ ràng, người ở xã Khanh Hương cũng không phải là nghèo đến chết đói mà có nguyên nhân riêng. Tuy nhiên ba lão đại thị ủy muốn mượn cớ để chỉnh thì cũng đành chịu, người ta là lãnh đạo mà. Bí thư Lý, Chủ tịch Trương, tôi có ý kiến. Chúng ta phải xuất phát từ góc độ xây dựng đảng nắm chắc tư tưởng cán bộ để thay đổi lối mòn, tạo ra tinh thần tiến thủ cho họ, xóa bỏ tư tưởng lạc hậu. Bí thư đảng Đoàn Trung Minh Nghĩa thoáng cái đã đưa ra đường lối. Lão Vương, việc người chết đói ở xã Khanh Hương anh có điều tra rõ hay không? Chúng ta không thể đổ oan cho người tốt, cũng không thể để sót kẻ thủ ác. Lãnh đạo có trách nhiệm của lãnh đạo, con dâu bất hiếu cũng phải lấy điều lệ chăm sóc ra trừng phạt. Lý Hồng Dương khí thế bức người, lần này thông qua điều chỉnh thường vụ đã tăng thêm hai người. Một chính là Cục trưởng Cục Công an, Bí thư Chính pháp Phương Sương Nhiên, còn người kia chính là Chủ tịch Thị trấn Thành Quan Trần Quang Húc vừa được bầu làm thường vụ Phó Chủ tịch huyện phụ trách Thành Quan nên tất cả có 11 thường vụ. Chương 78, sự kiện có người chết đói. Vốn vị trí Bí thư Chính pháp là của trưởng ban tổ chức Phí Mặc, song Phí Mặc không phải người của Lý Hồng Dương mà theo đuôi Chủ tịch huyện Trương Tào Trung. Bởi vì ở hội nghị thường vụ lần trước Lý Hồng Dương đã để mất một chức vụ chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền nên nghĩ ra một chiêu âm độc rút củi đáy nồi. Y không cho Phí Mặc kiêm nhiệm vị trí bí thư chính pháp, nói là để chuyên tâm vào công tác tổ chức chọn cán bộ tốt cho cán bộ. Sau đó đem thân tín của mình là Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Sương Nhiên thông qua sự phê chuẩn của thị ủy thành phố Mặc Hương mà ngồi vào vị trí bỏ trống. Còn bí thư thị trấn Thành Quan Trần Quang Húc kiêm phó chủ tịch huyện vào thường ủy cũng là do bí thư đảng Đoàn Trung Minh Nghĩa đẩy lên, lại được chủ tịch thành phố Mặc Hương La Hạo Thông tương trợ. Vì Ngư Dương mới tăng hai thường vụ, lại là tay chân của bí thư thị ủy Dương Quốc Đống, chủ tịch thành phố La Hạo Thông làm vị lão đại thứ ba là bí thư đảng Đoàn Chu Càn Dương tức điên người, bởi vì lần này Dương Quốc Đống lại có thể liên hợp với La Hạo Thông cướp được hai vị trí này. Vì có hai vị trí thường vụ này mà uy lực của Lý Hồng Dương tăng vọt vì trong thường vụ y chiếm tới 5 phiếu, theo thứ tự là thường vụ Phó Chủ tịch huyện Thiếu Tuấn Thần, trưởng ban tuyên giáo Lỗ Lệ Châu, chủ nhiệm ủy ban Giang Á Trạch, và bí thư chính pháp kiêm cục trưởng cục công an mới vào thường vụ Vương Sương Nhiên cùng với bản thân. Có 5 phiếu này chắc chắn sẽ ép cho Chủ tịch huyện Trương Tào Trung không thở nổi, hiện giờ gần như Lý Hồng Dương thao túng thường vụ, chỉ cần tranh thủ thêm 1 phiếu là y có thể thông qua mọi chuyện. Chỉ tính bí thư đảng Đoàn Trung Minh Nghĩa và Trần Quang Húc thì đã có thêm 2 phiếu rồi, hơn nữa dựa vào chủ tịch thành phố Mặc Hương La Hạo Thông cũng đã tăng thêm rất lớn quyền phát biểu, khi cần có thể đập cho phe Trương Tào Trung chỉ có 3 phiếu tơi tả. Tuy nhiên Trung Minh Nghĩa lại không kiên định, y như một ngọn cỏ đầu tường khi ngả bên này khi nghiêng bên kia, đục nước béo cò. Dĩ nhiên Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung hiện giờ cũng chỉ còn cách đối với y thật tốt để tranh thủ. Mỗi khi Trung Minh Nghĩa cùng Trương Tào Trung có vẻ hờ hững thì Lý Hồng Dương ngồi bên mừng trộm, nghĩ thầm đã đến lúc ông mày thao túng. Tuy nhiên y cũng không quá yên tâm, Trung Minh Nghĩa nói thay đổi liền thay đổi ngay, chỉ e Trung Minh Nghĩa và Trương Tào Trung cấu kết với nhau thì y lại phiền phức rồi. Cho nên cục diện ở huyện bây giờ hình thành thế chân vạc thời Tam Quốc bao gồm Ngụy, Thục, Ngô. Lý Hồng Dương mạnh nhất đương nhiên thuộc về nước Ngụy, lão nhị Trương Tào Trung có thể so với tôn quyền nước Ngô Quốc. Trung Minh Nghĩa yếu nhất chỉ có thể học Lưu Bị khuất thân tại Tứ Xuyên, có thêm Trần Quang Húc gia nhập coi như chư cát khổng minh, tuy nhiên Trung Minh Nghĩa tuyệt đối sẽ không cho là bản thân mình là A Đẩu mà muốn làm Tào A Man. Bí thư Lý, thông qua điều tra thì bà lão chết đói ở xã Miếu Khanh tên là Trung Thúy Hoa, là người trong thôn núi. Năm nay ông ta 68 tuổi, chồng mất đã được 3 năm, có một con trai tên là Thái Minh Nghĩa, người này là một thợ mổ heo, làm ăn cũng được, không tính là nghèo. Tuy nhiên người này đánh bạc như mạng, có khi thua mà trượt thì dùng thịt heo để trả nợ, lâu dần thành quen nên người trong xã đều gọi gã là Chư Nhục Ma. Mấy năm trước, Chư Nhục Ma xây được một ngôi nhà 2 tầng bằng gạch, có 2 vợ chồng và đứa con vào ở. Còn mẹ của gã lại ở một ngôi nhà đất đổ nát. Trước kia thì hàng ngày gã đưa cơm sang cho mẹ, sau đó thì đổi sang con dâu là Điền Ngọc Linh, mẹ chồng con dâu xảy ra xung đột. Trung Thúy Hoa trong cơn tức giận đã bảo con trai không cho con dâu đưa cơm nữa, mà tên Chư Nhục Ma này chỉ biết cờ bạc, mẹ gã không có cơm ăn cũng không biết.
mấy ngày đầu hàng xóm không thấy con cái đưa cơm còn để cho mấy cái bánh cho Trung Thúy Hoa ăn. Sau đó có mấy em học sinh gái biết chuyện hàng ngày đều qua giúp bà. Mấy bé gái này rất tốt bụng, thường tiết kiệm đồ ăn đưa sang cho bà lão. Tuy nhiên không được bao lâu thì Điền Ngọc Linh biết rồi ngăn cản, còn tìm đến giáo viên nói xấu là mấy đứa học trò đến nhà ả lấy trộm đồ, còn uy hiếp sẽ báo công an làm mấy em sợ không dám đến nữa. Điền Ngọc Linh luôn kể lể mẹ chồng chỉ biết ăn rồi báo hại, mỗi tháng còn thêm 10 đồng tiền thuốc. Ả ta chỉ mong Trung Thúy Hoa chết đi, vì thế mà bà lão ngày càng suy nhược. Hàng xóm bên cạnh giúp đỡ cũng chỉ có hạt, rốt cuộc bà lão nằm chết ở trên giường. Khi đó Trư Nhục Ma nghe tin mẹ gã chết còn vui mừng vì cho là mẹ gã khắc chồng khắc con, giờ chết đi sẽ làm cho nhà đổi vận, vì thế vội vàng đưa bà đi chôn trên núi. Ai ngờ trong thôn có một học sinh tên là Lưu Học Cương học ở thành phố Mặc Hương, ngày hôm đó về thôn thì thấy Trung Thúy Hoa bị đem chôn trên núi. Sau khi trở về thành phố Mặc Hương vô tình kể lại thì bị phóng viên Lôi Vũ Trinh của Nhật báo Mặc Hương nghe được. Cô lập tức đến xã Khanh Hương ngầm điều tra, sau đó không lâu thì đăng báo. Tuy nhiên xã này đúng là quá nghèo, tới 8 phần nông dân ở đây đều rau dưa qua ngày, thu nhập đầu người hàng năm chưa tới 150 đồng, một gia đình 7, 8 miệng ăn mà cả năm chưa tới 1.000 đồng. Nghe nói thịt heo một năm chỉ ăn 1-2 lần, còn như hải sản thì nằm mơ rồi. Ai? Chúng ta không làm tốt công tác, chuyện này Ủy ban Nhân dân xã nhất định là có trách nhiệm. Nghe nói khi Trung Thúy Hoa không có cơm ăn, mấy học sinh và giáo viên còn kéo lên Ủy ban phản ánh, tuy nhiên vì không chú ý nên mới để bi kịch xảy ra. Vương Sương Nhiên nói xong cũng có chút đau lòng. Bịch, bịch, hai tiếng kêu vang lên giòn vang, Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đồng thời đấm bàn làm các vị đảng ủy viên ngơ ngác, nghĩ thầm sao cũng có lúc bí thư và chủ tịch huyện lại thống nhất tư tưởng cùng nhau hành động như vậy. Đồ hỗn trướng, hổ dữ không ăn thịt con. Mẹ không có cơm ăn sao còn có thể làm con? Xử theo pháp luật, nhất định phải xử theo pháp luật, ả Điền Ngọc Linh thì bắt giam lại. Ủy ban Nhân dân xã Khanh Hương không làm tròn trách nhiệm, đặc biệt là chủ nhiệm ban dân chính, chê tiền lương thấp nên chuyện gì cũng không làm. Lý Hồng Dương giận đến rung người. Tôi đồng ý, phải xử lý nghiêm khắc. Trương Tào Trung cũng đồng ý. Các thường vụ khác phát biểu đại ý cũng tán thành, hội nghị nhanh chóng có sự nhất trí cao. Không có ai phản đối hay bỏ phiếu trắng. Bí thư Lý, tôi có một cái nhìn về xã Khanh Hương. Thường vụ phó chủ tịch huyện Thiếu Tuấn Thần ngẩng đầu nói. Nói nghe một chút. Lý Hồng Dương liếc sang Thiếu Tuấn Thần gật đầu. Tất cả mọi người rõ ràng, kinh tế thị trấn Lâm Tuyền đứng vị trí thứ ba huyện sau thị trấn Thành Quan và thị trấn Du Tiễn. Mà đó là nó còn gánh thêm xã Khanh Hương không thì đã đứng nhất huyện, xã này nếu không có nó thì quả thật đã có người chết đói. Lần này tuy điều tra nguyên nhân nhưng đúng là ở xã Khanh Ninh có xu hướng như vậy, nếu kinh tế không sáng sủa lên thì e là sẽ thật sự xảy ra. Vĩ Nhân vào ngày 28 tháng 3 năm 1986 khi hội kiến Thủ tướng Tân Tây Lan đã từng nói. Chính sách chúng ta là để cho một bộ phận xã hội giàu lên trước, sau đó có nghĩa vụ kéo theo những bộ phận lạc hậu khác. Tiêu Tuấn Thần nói tới đây thì dừng lại. Chương 79, nội kinh có thể phân hóa keo dán thời xưa. Trưởng ban tuyên giáo Lỗ Lệ Châu nói tiếp. Không sai, Vĩ Nhân trong mấy ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 1986 lúc ở Thiên Tân lắng nghe báo cáo và tiến hành thị sát đã từng nói. Chủ trương nhất quán của chúng ta là để cho một bộ phận giàu lên trước, phần còn lại sẽ đi sau. Một bộ phận sẽ phát triển nhanh hơn, kéo các bộ phận đi sau phát triển theo. Suy nghĩ của Phó Chủ tịch Tiếu có phải là để thị trấn Lâm Tuyền kéo theo xã Khanh Hương cùng giàu có? Suy nghĩ này rất hay, có thể thử nghiệm. Ha ha, có ý mới, Lão Tiếu nói tiếp đi. Trương Tào Trung cũng khuyên khích, tuy nói Trương Tào Trung không thích thường vụ phó chủ tịch huyện Thiếu Tuấn Thần, nhưng chỉ cần để cho xã Khanh Hương giàu lên thì y rất cao hứng, nếu không bên trên gõ xuống thì đầu tiên gõ vào mông chủ tịch huyện. Nếu như chẳng qua để thị trấn Lâm Tuyền kéo xã Khanh Hương cùng chung giàu có thì Lão Tần và Lão Thái khẳng định mất hứng. Phải biết rằng cho dù là thị trấn Lâm Tuyền so với các thị trấn lớn khác thì cũng chỉ như một tên ăn mày, bản thân mình mới gọi là tạm đủ, sao còn hứng thú chia chén canh cho cái lỗ không đáy là xã Khanh Hương, cho dù là chúng ta ngồi đây cũng không vui. Ý nghĩ của tôi chính là dứt khoát dùng thủ đoạn hành chính sáp nhập xã Khanh Hương vào thị trấn Lâm Tuyền. Thị trấn Lâm Tuyền có 6 vạn người, xã Khanh Hương có hơn 4 vạn người, hợp lại hơn 10 vạn người,
chính là một thị trấn siêu lớn. Nhưng lần này xã Khanh Hương đã bị ba vị lãnh đạo thị ủy điểm danh phê bình rồi, bộ máy hành chính chắc sẽ phải thay đổi. Chúng ta sao không lợi dụng cơ hội lần này thay máu triệt để? Bí thư đảng ủy xã điều sang một phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền cũng coi như tạm được, phó bí thư xã, phó chủ tịch xã thì điều chỉnh sang các phòng của Lâm Tuyền làm chủ nhiệm, có năng lực cạnh tranh làm đến phó chủ tịch thị trấn cũng được, nếu không để thành phố động đến thì họ cũng mất chức. Làm như vậy tương đương cứu sinh mạng chính trị của bọn họ một lần, chỉ là không biết thành phố có đồng ý hay không. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta chỉ cần báo cáo tình huống thực lên trên, bí thư Dương và chủ tịch La chắc không đến nỗi vơ đũa cả nắm. Các anh thử nghĩ xem, nếu như xã Khanh Hương thành một bộ phận của thị trấn Lâm Tuyền thì Tần Chí Minh và Thái Đại Giang phải ra sức vực dây kinh tế cho nó, nếu không sẽ bị ăn đòn. Hơn nữa lần này xã Khanh Hương bị bí thư Dương trọng điểm phê bình, lão Tần và lão Thái coi như bị buộc lên lương sơn làm giặc, không ra sức không được, chỉ là vất vả chút thôi. Tiêu Tuấn Thần có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, lão Tần và lão Thái thực sẽ nhanh chóng thành heo nướng rồi, biện pháp này có ý mới. Hợp lại thì kinh tế xã Khanh Hương nhất định sẽ tốt, còn bên thị trấn Lâm Tuyền chắc sẽ giảm xuống một chút. Tuy nhiên Lâm Tuyền căn cơ vững chắc, giảm một chút chắc không sao. Các anh bàn bạc đi, nếu như đồng ý thì bảo lão Tiếu viết phương án cụ thể rồi báo lên trên xem có thể thông qua hay không. Nếu không cả huyện ủy này sẽ bị xã Khanh Hương kéo sập, gần đây tâm lý cán bộ xã Khanh Hương đều rất hoảng sợ, tất cả đều sợ không giữ được mũ quan. Lý Hồng Dương định ra phương hướng rồi bàn riêng với Trương Tào Trung, cảm thấy cách này có thể được, chẳng qua hơi vất vả thị trấn Lâm Tuyền. Cũng chẳng có cách nào khác, để có thể làm bí thư Dương nguôi giận dù sao cũng phải tìm ra một người chịu tội, coi như lần này thị trấn Lâm Tuyền làm con dê tế thần vậy. Sáng hôm sau, Diệp Phàm dẫn giáo sư Lan và đám người Chu Khải Minh đến mộ. Đến nơi thì thấy phát hiện trong hầm mộ rất ẩm ướt. Nếu không kịp thời nghĩ biện pháp di rời thạch quan thì hài cốt bên trong chắc sẽ bị hư hỏng. Loại mộ cổ này khi chưa khai quật thì hài cốt bên trong dưới điều kiện yếm khí còn được bảo tồn tốt, một khi lộ ra nếu trong 10 ngày không được bảo quản sẽ rữa ra ngay. Giáo sư Lan, Chu Khải Minh và Cố Tắc Phú đều rất lo lắng, ba người THD, chú ý thì võ đô lo lắng không dứt. Ba người thậm chí đều có tính toán mời xe cẩu chuyên dụng cẩu thạch quan ra thôn rồi mới tính tiếp. Tuy nhiên cách này rất khó thực hiện bởi vì từ thôn Đập Thiên Thủy đến vách cẩu Hùng phải đến gần 10 km, lại đi theo đường núi. Nếu như muốn cẩu quan tài thì phải dùng một chiếc xe chuyên dụng, không phải ngày một ngày hai là làm được, lại thêm vấn đề kinh phí. Mặc dù Chu Khải Minh là tài thần đại lão gia nhưng cũng không thể có đủ lực thoáng cái đã xuất ra hơn 100 vạn để mở đường. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu là chủ nhân của thạch quan quá thần bí, không biết địa vị ra sao. Nếu như có thể khẳng định là một vương mộ không chừng nhờ vào ảnh hưởng của ba người có thể xin được mấy trăm vạn, huyện Ngư Dương cũng phái ra 4 cảnh sát vũ trang luân phiên bảo vệ thạch quan. Cả thạch quách rộng rãi chiếm tới 2 gian, tạo hình kiểu cung điện, kết cấu bao gồm 3 khối quách, 6 trụ, 8 lớp quách, nền gồm 3 lớp chồng nhau lát đá hoa cương, cao chừng 1,2 mét, rộng chừng 1,5 mét, dài chừng 2 mét. Trên mặt có tạc hình người cưỡi ngựa, chim muông côn trùng, sông núi. Tuy thô tháp nhưng Diệp Phàm khẳng định là rất quý giá. Từ đó mà đoán thì người trong quan tài là một vị ẩn sĩ siêu nhiên, địa vị không thấp, nhưng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là Lô Định Tông, nhưng Lô Định Tông là ai chứ? Đám người giáo sư Lan điều tra tài liệu cũng không thấy ai là Lô Định Tông kỳ nhân. Chỗ mép nối các viên đá vô cùng tinh mịn, kỳ quái là chúng dính khít vào nhau, gần như là đá nguyên khối. Tuy nhiên Diệp Phàm trải qua tu luyện thuật dưỡng sinh. Vận khí vào mi tâm, thi triển độc môn thiên thị địa thính dò xét hồi lâu thì có kết luận giống như lần trước. Chỗ mép nối là do người dùng một loại vật chất đặc biệt ghép lại, sau đó dùng kình khí nội ra dung luyện vào các khối đá. Diệp Phàm dùng đầu ngón tay sờ soạng một hồi thì tìm được một chỗ mối ghép. Sau đó hắn thi triển thuật dưỡng sinh dùng kình khí nhập vào mép nối. Sau mười mấy phút, Diệp Phàm thu tay lại, kinh ngạc phát hiện khe hở đã trở nên rộng hơn. Loại vật chất đặc biệt chỗ mép nối co rút lại rồi vỡ ra trong lòng bàn tay như bột phấn. Diệp Phàm nhìn kỹ thì thấy nó trong suốt như pha lê, cảm giác rất nặng. Vật chất này rốt cuộc là một loại vật liệu gì? Đem về nghiên cứu không chừng lại phát minh ra một loại keo dán. Nó nếu không chịu tác động của kình khí nội ra thì không khác gì gỗ, dùng để dán trong cơ khí thì cực kỳ hoàn mỹ. Diệp Phàm gom hết loại vật chất đặc thù kia lại,
phát hiện các mép nối đã nhìn thấy được bằng mắt thường, tuy nhiên vẫn có một số chỗ quá nhỏ thì đám người giáo sư Lan dĩ nhiên không thể nhìn thấy. Lan Điền Trúc, chuẩn bị nước rửa chân cho tốt đi, thiếu gia ta sẽ thưởng thức bàn tay trắng trẻo của cô kỳ cọ a, hắc hắc. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm đắc ý không dứt, nghĩ đến cảnh tượng Lan Điền Trúc cao quý cúi xuống rửa chân là thoải mái ra sao a. Tổ trưởng Diệp, có người bên ngoài đến tìm anh. Đang lúc ấy thì nhị nha tử thở hồng hộc chạy tới hét lớn. Người bên ngoài, là ai vậy? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Không biết, bọn họ không nói, ba tộc trưởng bảo anh mau về đi, có chuyện quan trọng cần bàn. Nhị nha tử đáp. Được rồi, giáo sư Lan, các chú tìm đi, cháu về trước. Diệp Phàm gọi, giáo sư Lan, Chu Khải Minh, Cố Tắc Vũ đi vào rồi nhanh chóng bắt tay vào việc, tìm cách mở thạch quan. Diệp Phàm trong lòng buồn cười, nếu không có mình thì có lẽ cả đời các người còn không mở được cách mở quan tài này. Chương 80, Tam thiếu gia nhà họ Lô. Nếu như cưỡng ép cậy mở hoặc là cưa ra thì nói không chừng cơ quan bố trí trong thạch quan sẽ khởi động phá hủy. Tuy nhiên đám người giáo sư Lan tuyệt đối sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy nên Diệp Phàm rất an tâm đi về. Trở lại cung cũ, hắn thấy ba người Lý Tuyên Thạch, Ngô Thiên Lĩnh và Diệp Vĩ Cường đang ngồi trong đại điện nói chuyện với mấy người lạ. Xuân Thủy và Đoàn Hải thì dẫn kỹ thuật viên của trạm kỹ thuật nông nghiệp lên núi chỉ đạo thôn dân tiến hành trồng trọt. Một người thanh niên chừng chưa tới 20 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở giữa đại điện. Gã có vẻ mặt kiêu ngạo cùng với khí tức hơi tà quái, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại có ria mép rất đậm khiến gã có vẻ văn nhã mà không yếu nhược. Hàng lông mày hơi nhăn lộ ra vẻ trầm ổn không đúng với lứa tuổi. Mặc mộ bộ tây phục không có nhãn hiệu, lộ ra vẻ thoải mái. Xem bộ quần áo này rất đặc biệt, hình như là con cái nhà giàu ở nước ngoài hay mặc, nghe nói rất đắt tiền, một bộ trị giá mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn. Từ phong cách của người thanh niên này chắc chắn không phải là hàng vỉa hè, có thể khẳng định tới 8, 9 phần. Diệp Phàm nhanh chóng suy nghĩ, chỉ từ trang phục cũng có thể đoán ra người trước mặt nhất định là công tử con nhà giàu. Thuật dưỡng sinh của Diệp Phàm gần đây đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong nên thuật xem tướng bát quái của sư phụ truyền cho cũng bắt đầu có thành tựu. Mỗi khi vận dụng có thể từ khí chất, nhân khí, tinh thần, tướng mạo, hành động người đối diện để suy đoán thân phận, gia thế, từng trải, năng lực, yêu thích, tốt xấu, vân vân, giống như các tiên sinh đời xưa thường nhìn chữ đoán người. Thật ra các nhà tâm lý hiện đại còn lâu mới sánh bằng mấy đại sư xem chữ coi bói đời xưa. Người ta đúng là đã luyện được mắt lửa ngươi vàng, liếc mắt là hiểu được tâm tư người khác, bằng không sao lấy được tiền. Sau lưng người thanh niên kia là một thanh niên khác và một ông lão. Ông lão này mặc áo choàng ngắn giống như trang phục thời Đường, ánh mắt bình thản, tràn đầy lịch duyệt, làm Diệp Phàm thoáng cái liền liên tưởng đến một thiếu gia đời xưa đứng cạnh một quản gia tinh thông tính toán. Còn người thanh niên đứng cạnh thân thể cường tráng, gã mặc Âu phục có nhãn hiệu nổi tiếng Armani của Ý. Điều này càng khẳng định suy đoán của Diệp Phàm về thân thế gã thanh niên, đồ của gã mặc chắc cũng có nhãn hiệu Armani tuy nhiên đã cắt đi nhãn hiệu. Cặp mắt của gã thanh niên nhìn chằm chằm vào mọi người trong đại điện đầy vẻ cảnh giác, khí thế làm người ta có cảm giác bị một tảng đá lớn đè lên. Trực giác của Diệp Phàm cho thấy gã là một cao thủ thâm bất khả chắc, chắc cùng một dòng hộ vệ như Lý Tuyên Thạch. Anh chính là Diệp Phàm. Người thanh niên nhìn lướt qua Diệp Phàm vừa tiến vào đại điện lạnh lùng hỏi. Tôi là Diệp Phàm, là tổ trưởng tổ công tác từ thị trấn Lâm Tuyền trú tại thôn Đập Thiên Thủy, anh là. Diệp Phàm gật đầu, không tự ti cũng không kiêu ngạo nhìn đối phương. Vốn định đưa tay ra bắt nhưng nhìn tư thế của người thanh niên chắc là không muốn vì ngại bẩn tay nên cũng không hành động, tránh cho lúc đó bản thân mất mặt. Lô Vĩ, người thanh niên lạnh nhạt hừ một tiếng rồi nhíu mày, dường như có chút bất mãn với bộ dạng của Diệp Phàm khiến hắn hơi khó hiểu. Hắn không biết đây là quý công tử của nhà ai, phong cách đúng là hoành tráng, có quản gia, có hộ vệ đứng sau, chỉ thiếu mấy tỷ nữ đi hầu hạ. Lý Tuyên Thạch đứng lên cẩn thận đóng cửa cung lại, dường như có chuyện kín cần thương lượng. Tổ trưởng Diệp, thiếu gia Lô đến từ tỉnh Thủy Châu, chúa công họ Lô an táng trong long mộ đúng là tổ tông Lô Định Tông của thiếu gia Lô. Còn ba lão tổ tông Ngô Thông Thiên, Lý Hoài Viễn, Diệp Hòa Tín của ba nhà Ngô, Lý. Diệp ở thôn Đập Thiên Thủy chúng ta chính là gia tướng của chúa công khi đó. Nghe thiếu gia Lô Vĩ giới thiệu, nói gia tộc họ Lô là đời sau của bậc đại nho đời Hán Lô Đàn. Vào 150 năm,
vì một vài nguyên nhân đặc thù mà nhà họ Lô mất liên lạc với ba nhà chúng ta ở thôn Đập Thiên Thủy. Vừa rồi đài truyền hình tỉnh Nam Phúc đưa tin ở thôn Đập Thiên Thủy chúng ta phát hiện được mộ cổ triều Đường Triều có một pho tượng trên đó khắc chữ Lô Định Tông nên mới kinh động đến gia tộc, vì thế hôm nay tìm đến đây. Lý Tuyên Thạch kích động. Hoan nghênh a, thiếu gia Lô. Lần này Diệp Phàm nhiệt tình đưa tay ra, nếu đúng là Lô Vĩ đến từ Thủy Châu thì chắc tổ tiên gã cũng là dòng vương tộc danh môn, nhìn phong cách cũng biết là ông chủ có tiền. Hiện giờ gã đã đến Đập Thiên Thủy, là đời sau của chúa công nói như thế nào thì cũng phải cho gã chút mặt mũi. Diệp Phàm đang lo nghĩ làm sao để sửa đường vào thôn Đập Thiên Thủy cho tốt để xóa nghèo nhưng còn vướng mắt tài chính. Thần tài tự đưa tới cửa không nhiệt tình sao? Không làm thịt thì hóa ra là kẻ ngu, vậy thì cũng nên cúi mình đi một chút. Ừ, tổ trưởng Diệp mạnh khỏe. Lô Vĩ hừ nhẹ, khẽ dặn ra một nụ cười rồi đưa tay ra bắt nhẹ một cái, tuy nhiên nụ cười của gã cứng đờ làm Diệp Phàm âm thầm nhổ tuẹt trong bụng. Không biết thiếu gia Lô đến thôn Đập Thiên Thủy chúng ta có cần tổ công tác trợ giúp gì không? Diệp Phàm cười cười, cũng không tính tuần. Tôi nghĩ nên thông báo một chút cho tổ trưởng Diệp, thạch quan trong Long Mộ là chỗ yên nghỉ của tổ tiên tôi, bởi vì bỗng nhiên sụp đổ nên bị thôn dân không biết đào ra, đến bây giờ cũng mới biết thêm còn có rất nhiều hậu nhân của các gia tướng của tổ tiên. Điểm này tôi cũng không trách tội bọn họ, một vài thứ đồ gốm, kim khí chân quý bồi táng, chúng tôi cũng có thể quyên cho quốc gia, tuy nhiên pho tượng có khắc tên tổ tiên và thạch quan thì phải do nhà họ Lô chúng ta làm chủ, không ai có thể can thiệp. Tôi nghĩ tổ trưởng Diệp nên báo cho mấy người đang khai quật và mở quan tài lập tức rời đi. Nếu không tôi sẽ báo lên tòa án để bảo vệ lợi ích của nhà họ Lô. Lô Vĩ khí thế bức người, nói rất mạnh mẽ, giống như Diệp Phàm là thuộc hạ của gã vậy. Tượng đất cũng có ba phần khí huyết, huống chi Diệp Phàm còn là một thanh niên chưa ráo máu đầu, hơn nữa còn có một chút bản lĩnh nên lạnh nhạt. Theo như quy định về văn vật của quốc gia, các văn vật khai quật trong mộ cổ đều thuộc về quốc gia. Chẳng lẽ tổ tiên các anh không phải là người Hoa Hạ sao? Chỉ là nếu anh có thể chứng minh mộ cổ này đúng là của tổ tiên họ Lô các anh thì có thể thương thảo rồi. Tổ trưởng Diệp, chúng ta có thể làm chứng. Năm đó ba lão tổ tông chúng ta đúng là bảo vệ chúa công họ Lô nên phần mộ ở giữa chắc là của chúa công. Nếu không vì sao lại chôn ở giữa, Tam Quốc ngày xưa, tiên sinh Khổng Minh luôn ngồi trong quân trướng, chỉ có người bản lĩnh mới có thể ngồi ở giữa chứ. Diệp Vĩ Cường vội vã lên tiếng, ngay cả chuyện Gia Cát Lượng cũng nói ra. Xem chừng tuy đã qua nhiều năm nhưng bọn họ vẫn còn giữ được tổ huấn, là thân phận gia tướng cho họ Lô. Tuy giờ hiện tại không phải là quá rõ ràng nhưng vẫn có ý thức, ảnh hưởng của triều đại phong kiến đúng là sâu đậm, tuy nhiên nói mặt khác thì chính Diệp Phàm cũng có chút tán thưởng. Điểm này còn chưa đủ, còn thiếu vật chứng, làm gì cũng phải coi trọng bằng chứng mà. Nếu không rất khó được quốc gia thừa nhận. Diệp Phàm lắc đầu, chuyện mộ cổ triều Đường liên quan trọng đại, từ huyện, thành phố đến tỉnh khắp nơi đều chú ý. Làm qua quyết nếu một khi xảy ra chuyện sẽ phạm tội xâm hại văn vật quốc gia. Tổ trưởng Diệp, anh được đấy. Tôi là quản gia Lô Thế Trừng của họ Lô ở Thủy Châu, pho tượng triều Đường không phải có ba chữ Lô Định Tông sao? Ha ha, ấn chuyện đời xưa không thể làm giả, đây chính là cổ vật triều Đường. Lão cáo giả Lô Thế Trừng đánh mắt sang một nhân viên bên cạnh. Sau đó thấy một cô gái mặc trang phục chức nghiệp cẩn thận đem một chiếc hộp tinh xảo đặt lên trên bàn, lật mấy tầng lụa vàng bọc bên ngoài thì lộ ra vật bên trong. Một con dấu bằng ngọc cổ xuất hiện trước mặt mọi người. Chương 81, tranh giành mộ tổ. Con dấu này to bằng ba ngón tay, cao chừng một ngón tay, toàn thân ánh lên màu hổ phách pha thêm sắc trắng, thân ấn điêu khắc hình một con quái thú, chắc là thần thú Kỳ Lân hoặc con hươu trong truyền thuyết Hoa Hạ. Chất ngọc bóng loáng mượt mà. Cầm vào mát lạnh hết sức dễ chịu, tựa hồ có tác dụng thanh thần trừ tà. Diệp Phàm tuy nói không là một đại sư gám định đồ ngọc nhưng nhờ được sư phụ phí dạy dỗ nên cũng hiểu được một chút. Bằng trực giác, hắn biết đây tuyệt đối là cổ ngọc, hơn nữa phẩm cấp không thấp, tựa hồ thuộc về dòng cổ ngọc Dương Chi. Nếu đúng là ấn triện thời cổ đại thì chính là một cổ vật cực kỳ quý hiếm. Nếu như chứng thật đúng là có niên đại triều Đường và có cùng ấn giám trên bức tượng trong cổ mộ thì trên căn bản có thể khẳng định người trong mộ chính là Lô Định Tông rồi. Tuy nhiên hắn cũng không thể làm như cảnh diễn trong TV làm được cái gì mà tiên thuật thiên lý nhãn. Điều này chẳng qua chỉ là truyền thuyết trong thần thoại mà thôi, thế gian này làm sao có thần tiên, tuy nhiên cũng có một số ẩn sĩ có năng lực vượt xa người bình thường.
Hiện giờ thỉnh thoảng cũng có một vài người có dị năng, ví dụ như có thể bằng ý nghĩ di chuyển đồ vật, ăn sống thủy tinh, đại sư khí công có thể đá gãy tấm đá. Tuy rằng khoa học hiện đại không có cách nào giải thích tường tận nhưng quả thực là có. Thật ra những điều này cũng không có gì kỳ quái, mà là khoa học chưa phát triển đến mức để giải thích được chúng. Giống như người cổ đại xem trên cung trăng có chị Hằng mà hiện giờ thì phi hành gia người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng. Nếu như y ở vào thời xưa nhất định sẽ được cho là thần tiên như Hằng Nga, chư bát giới. Cô gái trông như thư ký kia rất hiểu ý, chuẩn bị rất đầy đủ giống như một vị cố vấn pháp luật. Cô ta giống như làm ảo thuật, lấy ra một tập văn kiện giám định cổ vật của một vị đại sư nổi tiếng. Theo đó nếu tập văn kiện kia không phải làm giả thì chính xác chiếc triện ngọc kia là cổ vật thời Đường. Tuy nhiên thủ đoạn lừa gạt bây giờ rất tinh vi, để chắc chắn, Diệp Phàm vẫn cảm thấy cần mời đám người giáo sư Lan về giám định. Vừa hay có cả giám đốc bảo tàng Cố Tắc Vũ, dù sao chuyện này rất quan trọng, không thể có một chút sơ suất. Công tử Lô, tôi nghĩ cần mời thêm mấy vị chuyên gia xem xét lại chiếc ấn ngọc này. Diệp Phàm vẻ mặt rất nghiêm túc, tuy nhiên lời nói lại uyển chuyển. Thoải mái đi, tuy nhiên phải nhanh lên, tôi không có thời gian. Lô Vĩ cười nhẹ, ra vẻ không chấp với sự cẩn thận của Diệp Phàm. Ba người bên giáo sư Lan vội vàng chạy về, nhìn xem ấn cổ và tập giám định, sau đó so sánh dấu triện ở ấn và trên bức tượng thì đều phù hợp, khẳng định là thật, qua đó cũng xác định chủ nhân ngôi mộ chính là Lô Định Tông tổ tiên nhà họ Lô. Ba người đều mê mẩn chiếc ấn cổ không nỡ rời tay, lúc Lô Vĩ bảo cô gái kia thu hồi lại thì đều ngẩn ngơ giống như trẻ con bị lấy kẹo, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ. Báo hại Lô Vĩ cảm thấy khó xử vội vàng ra hiệu cho cô gái đem ra lại cho ba người thưởng thức thỏa mãn. Công tử Lô, tôi có một chút thắc mắc, từ ấn triện mà nói thì tổ tiên Lô Định Tông của cậu chắc là một danh nhân, hơn nữa còn là một vị quan. Nhìn ấn triện giống như binh phù điều binh, nói lên chức quan tổ tiên của cậu không thấp. Một quan lớn như vậy sao không thấy ghi chép gì trong lịch sử vậy? Diệp Phàm hiểu rõ tại sao giáo sư Lan lại hỏi câu này. Ha ha. Chuyện này đương nhiên là thuộc về bí mật nhà các cậu, cậu cũng không cần trả lời, chỉ là tôi hơi tò mò mà thôi. Nếu công tử Lô có thể đưa ra một vài bằng chứng gián tiếp về chủ nhân ngôi mộ thì trong việc thuyết phục Ủy ban Quản lý Văn vật của chính phủ cũng có được trợ giúp nhất định. Thật ra thì phương diện này của nhà hộ Lô cũng không phải là bí mật gì. Nếu như ở thời đại cũ thì đương nhiên không dám nói, hiện giờ đã vật đổi sao rời nên có thể nói rõ. Chú Lô, chú nói cho mọi người nghe đi. Lô Vĩ cười nhạt, không có gì giấu giếm. Gã cũng biết muốn nhận lại mộ tổ không đơn đơn giản như vậy, sẽ phải cung cấp hết các vật chứng có thể chứng minh mới là thượng sách. Điều này cũng không thể trách Ủy ban Quản lý Văn vật cẩn thận, bởi vì đã có quá nhiều vụ lừa đảo, văn vật trong mộ cổ chân quý trị giá trên trăm vạn, thậm chí là mấy trăm vạn, ai không động lòng. Đối với tiền mà nói thì họ Lô cũng không quan tâm mà quan tâm chính là di hài và di vật của tổ tông. Là như vậy. Tổ trưởng Diệp, giáo sư Lan, giám đốc Cố, hội trưởng Chu. Năm đó tổ tiên Lô Định Tông Lô Cảnh là một người văn võ toàn tài. Sư huynh của người chính là danh tướng Tùy Đường Vũ Văn Thành Đô mà mọi người đều biết. Hai người vốn cùng một sư phụ, tuy nhiên sau lại thành đối đầu. Tổ tiên Lô Cảnh của tôi đem theo ba vị gia tướng xuất thân từ thôn Đập Thiên Thủy là Ngô Thông Thiên, Diệp Hòa Tín, Lý Hoài Viễn đi theo chủ soái La Thành phù trợ Đường Thái Tông Lý Thế Dân chinh chiến. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sau vì chiến công hiển hách được phong làm Mạc Châu Tam Đảng Công, cầm binh 5 vạn. Thật ra thì Mạc Châu chính là thành phố Mạc Hương bây giờ. Chúa công Lô Cảnh chết bởi bệnh dịch tả, đại công tử Lô Định Tông kế thừa tước vị, tuy nhiên bị giảm một cấp làm nhất đẳng hầu gia, thế tập quản lý Mạc Châu làm thứ sử. Quản gia Lô Thế Trừng kể tới đây thì Lan Điền Trúc nhếch cái miệng đẹp mê hồn lên hỏi. Tại sao lại hạ tước vị? Chẳng lẽ nhà họ Lô xảy ra chuyện lớn gì? Ha ha, con không hiểu rồi, tước vị thời xưa chia làm hai loại, một loại là thừa kế giống như một người là vương gia thì con cháu của y vĩnh viễn sẽ là vương gia. Còn loại thứ hai là giảm dần, cứ mỗi đời giảm một cấp cho đến khi là bình dân, chắc là nhà họ Lô thuộc loại này. Giáo sư Lan đáp lời nói. Giáo sư Lan nói không sai, nhà họ Lô cũng không có chuyện gì. Không lâu sau đó thì cháu của Tần Thúc bảo là Tần Ngọc công tử Lô Anh Kiệt vì tranh đoạt một danh kỹ là Trinh Nhi mà cuối cùng phát triển thành xung đột giữa hai nhà Tần, Lô, nhà họ La cũng bị cuốn vào. Cuối cùng nhà họ Tần dâng tấu lên triều đình nói danh tự Lô Định Tông là bất kính với Hoàng thượng.
Danh hiệu Hoàng thượng là Thái Tông, chẳng lẽ Định Tông là muốn quy định cả Thái Tông, đây là phạm vào đại kỵ, vốn là chuyện này bình thường cũng không sao, nhưng có người gây sự thì phiền toái. Cuối cùng họ Lô ở Thủy Châu bị giáng chức, còn chúa công Định Tông không phục bị giam vào Đại Lao. Ba vị gia tướng của thôn Đập Thiên Thủy đang đêm tiến vào Đại Lao Thủy Châu để cứu Tổ Tông nhưng đáng tiếc Tổ Tông bị tên bắn trúng, khi về tới thôn Đập Thiên Thủy thì đã chết đi. Cuối cùng di thể an táng ở thôn Đập Thiên Thủy, vì tránh né quan phủ đuổi bắt mà cả bia văn cũng không dám lập. Sau đó Thái Tông hạ lệnh, tiêu trừ tất cả ghi chép và tài liệu liên quan, vì vậy hiện giờ thành phố Mặc Hương căn bản là tìm không được bất cứ ghi chép nào có liên quan đến sự tích của Tổ Tông, tuy nhiên một vài gia phả trong nhân gian có ghi lại. Ai? Nói tới đây quản gia Lô Thế Trừng cũng thổn thức tức giận. Không ngờ bên trong lại có nhiều uẩn khúc như vậy. Giám đốc Cố cũng thở dài. Hai ngày sau, thông qua giám định của chuyên gia và nhân viên ủy ban quản lý văn vật cuối cùng đã xác nhận địa vị mộ tổ nhà họ Lô. Lô Vĩ đại biểu cho nhà họ Lô ở Thủy Châu nhắc lại chỉ cần pho tượng và di hài tổ tiên cùng một số di vật liên quan, còn các thứ đổ gốm và bạc thì hiến cho quốc gia. Hơn nữa cũng nói ra yêu cầu không muốn truyền thông đưa tin và đã nhận được phê chuẩn đồng ý từ chính phủ. Chương 82, cái mũ quan muốn bay đi. Tuy nhiên giáo sư, giám đốc Cố và chủ nhiệm Chu chủ nhiệm vẫn không nỡ rời đi, nếu chưa thấy được bí mật trong thạch quan chắc là cả ba người sẽ ngủ không ngon. May sao Lô Vĩ cũng không phải người kiêu ngạo, sau mấy ngày sống chung thì cảm giác thằng danh này cũng không tồi, không phải như ngoài mặt. Khi mọi người đã quen nhau, Lô Vĩ thông qua Diệp Phàm nói là muốn mời ba người bên giáo sư Lan tham gia vào tổ chuyên gia mở quan tài. Nhà họ Lô mời hai nhà khảo cổ học có kinh nghiệm từ thủ đô Yến Kinh để cùng nhau nghiên cứu phương pháp mở quan tài. Tuy nhiên tổ chuyên gia này đã nghiên cứu 7, 8 ngày vẫn không tìm được cách. Trong lòng Lô Vĩ nóng nảy, bởi vì tầng gạch của mộ cổ đã bị phá hủy, lại mở không được thạch quan làm di hài tổ tông bị hủy hoại thì thật là có tội lớn. Họ Lô lúc này mới biểu hiện ra tài lực dồi dào, họ thuê tới 7, 8 cái xe ủi lớn đào không ngừng ngày đêm. Qua 5 ngày thì mở thông một con đường chiều rộng 10 mét nối thông thôn Đập Thiên Thủy và vách núi Cẩu Hùng, trải thêm một ít đá răm là xe cậu có thể đi qua. Diệp Phàm và thôn dân Đập Thiên Thủy dĩ nhiên là cao hứng, tổ chức nhân công phụ giúp miễn phí. Ba họ lớn của thôn Đập Thiên Thủy cũng ủng hộ toàn lực, công tác của Diệp Phàm cũng được triển khai thuận lợi. Lô Vĩ cũng không hẹp hòi, cấp cho mỗi nhà Ngô, Lý, Diệp mỗi nhà 80 vạn, tùy cho các trưởng lão trong họ phân phát. Sau khi xe cầu tiến được vào thì tiến hành cầu thạch quan về thôn Đập Thiên Thủy, tuy nhiên khi vừa động vào thì bên trong phát ra tiếng động răng rắc khác thường làm mọi người đều hoảng sợ. Vì thế không thể làm gì khác hơn là tạm thời đắp xung quanh long mộ một cái dạp bằng gạch, cũng coi như hơi yên tâm. Thật ra thì Diệp Phàm qua 7, 8 ngày tính toán đã tìm ra cách mở quan tài, tuy nhiên vẫn im lặng. Hắn chờ khi Lô Vĩ thật nóng lòng thì sẽ ra tay, nhân tình cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Diệp Phàm cũng không phải định lợi dụng gì Lô Vĩ, hắn chỉ muốn sửa chữa tốt đường vào thôn Đập Thiên Thủy. Vì thế kiếm chút ân huệ cuối cùng là muốn có được một khoản tiền lớn để sửa đường. Mấy ngày qua, Diệp Phàm đều đến trước mộ của Diệp Nhược Mộng ngồi một lúc, cảm giác khá giống với Trương Gia Lâm, có lẽ là đồng bệnh tương liên. Tuy nhiên Trương Gia Lâm chắc chắn là đau khổ hơn, người ta là yêu nhau đến sống chết, bản thân mình chỉ là hơi đau lòng mà thôi, đương nhiên cũng có một chút tình cảm, lại đã từng hòa hợp. Hơn nữa đã chiếm được tấm thân xử nữ con gái nhà người ta, ai có thể vô tình. Trong lúc này, nhà họ Lô cũng có thêm mấy ông lão tới bái lạy mộ tổ. Gần đến Tết Nguyên đán, cũng là lúc cuộc bầu cử sắp diễn ra, trong thôn vẫn rất bình lặng. Vào một buổi sáng, Triệu Thiết Hải gọi điện thoại tới, ra vẻ thần bí nói Diệp Phàm lập tức trở về Lâm Tuyền, nói là đội trưởng Lý coi như nhận án tử rồi, lại muốn hiểu rõ thêm tình huống Diệp Phàm truy kích tội phạm. Thật ra thì lúc Diệp Phàm nằm viện, đội cảnh sát hình sự cũng đã điều tra qua. Lô Vĩ lấy xe riêng của gã chở Diệp Phàm vào thị trấn, xe này nghe nói là giá trị hơn mười mấy vạn, sau khi cải tiến thì giá trị tới 60-70 vạn. Xe tới quán rượu Tử Vân của thị trấn Lâm Tuyền, vừa bước xuống thì bị Triệu Thiết Hải cho một đấm đau điếng nói. Thằng danh cậu cũng trâu bò thật, đi đến thôn Đập Thiên Thủy nghèo kiết xác mà vẫn phát tài. Có phải đào được văn vật từ mộ cổ triều đường rồi kiếm lợi rồi không, hắc hắc. Thấy người có phần, cũng chẳng nhớ đến ông anh. Anh Triệu, em dám sao? Cả vạn ánh mắt nhìn vào chằm chằm, bên cạnh còn có cảnh sát vũ trang đeo súng, anh nói có đúng không?
Diệp Phàm trêu chọc nói. Xe này nha, là mượn đó. Anh Triệu, gần đây trong thị trấn có chuyện gì không vậy, nói cho thằng em nghe đi. Cậu còn chưa biết à, có chuyện lớn rồi. Triệu Thiết Hải nhìn Diệp Phàm thật sự không biết, không khỏi cảm thán thằng danh này phản ứng cũng quá chậm chạp, cũng biết ở cái chốn hẻo lánh đó không có tiền đồ. Chuyện lớn gì, anh nói nhanh xem nào. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Vào thời gian trước, ở xã Khanh Hương đã xảy ra sự kiện có người chết đói, sau đó đã bị bí thư thị ủy, chủ tịch thành phố, phó bí thư điểm danh phê bình. Vì thế huyện ủy Ngư Dương ủy thông qua thảo luận đã quyết định sáp nhập xã nghèo nhất huyện này vào thị trấn Lâm Tuyền chúng ta. Tuy nhiên còn chưa có văn bản chính thức, chỉ mới là lời đồn đại. Tuy nhiên trong thị trấn đã nóng rực lên rồi. Cậu thử nghĩ xem, cán bộ cấp phó phòng ở xã Khanh Hương đã chừng 10 người, còn có bí thư, chủ tịch xã, phó bí thư, phó chủ tịch xã. Nghe nói bí thư và chủ tịch xã chuyển sang làm phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, còn phó chủ tịch xã, phó bí thư đoán chừng sẽ làm chủ nhiệm các phòng, các sở. Các phòng, sở ở thị trấn Lâm Tuyền chúng ta vốn đã vượt biên chế, thoáng cái sẽ tiến vào hơn 100 người cậu bảo làm sao. Người bên kia liều chết chen vào, bên này thì không chống, huyện ủy thống nhất phương án là sẽ có nhiều phó chủ tịch thị trấn, chỉ e rất nhiều sở trưởng sẽ không giữ được mũ quan. Cái này phải xem chỗ dựa và thủ đoạn của mỗi người, ai. Nguy rồi, người anh em, cậu phải bám sát vào. Nếu không khi trở lại thị trấn Lâm Tuyền nói không chừng lại bị nhét vào trạm cơ khí, nông nghiệp bỏ đi nào đó. Triệu Thiết Hải nói thẳng toẹt, y vốn rất quan tâm Diệp Phàm. Anh Triệu không lo lắng cái ghế trưởng sở của anh bị người khác chiếm à? Diệp Phàm đùa giỡn. Không tránh khỏi lo lắng, tuy nhiên giờ đã khá ổn rồi, nói ra còn hưởng sái thằng em đấy. Ha ha! Vẻ mặt Triệu Thiết Hải trông đầy cảm kích. Ăn sái của em, có ý gì? Em đâu phải là cục trưởng cục công an làm sao có thể thăng quan cho anh. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Triệu Thiết Hải. Hắc hắc, cậu nhìn trên vai áo anh xem, có đúng thăng quan hay không, công văn vừa gửi đi hôm qua, chính thức nhậm chức. Tuy nhiên phải cảm tạ thằng em, nếu không phải đêm đó cậu không nghe được chuyện ở miếu ma cô thì cái chức sở trưởng của anh đã toi rồi. Anh nghe nói sau khi hợp lại thì đồn công an thị trấn Lâm Tuyền sẽ nâng lên thành phân cục, sở trưởng sẽ tương đương phó phòng. Tuy nhiên cấp bậc của anh sẽ không nâng lên mà chỉ thêm trách nhiệm thôi, mới chỉ là một sở trưởng cấp trưởng ban nho nhỏ, còn cần cố gắng a. Ai? Triệu Thiết Hải nói tới đây thì thở dài, dường như hơi khổ sở. Nếu như sở trưởng thị trấn Lâm Tuyền tương đương một cục phó cục công an huyện thì cũng không đến lượt y. Cục phó cục công an là cán bộ cấp phó phòng, phải thông qua thảo luận thường vụ báo lên cục công an thành phố Mặc Hương lập hồ sơ, qua rất nhiều khâu. Có bao nhiêu sở trưởng nhìn chằm chằm vào cái vị trí này? Ừ, là thăng, trước kia một gạch ngang ba ngôi sao, giờ là một ngôi sao hai gạch ngang, đây chính là thăng ba cấp á, anh Triệu, chúc mừng anh. Diệp Phàm chúc mừng nói. Tuy nhiên anh Triệu, đêm đó ở miếu ma cô miếu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm đã muốn hỏi từ lâu nhưng lại sợ đây là bí mật của công an. Ha ha, nói cho em biết cũng không vấn đề gì. Đừng nói cho ai là được. Chắc em biết Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử, hai người này vào năm 91 đã phạm vào tội lớn. Vốn hai người này cũng là lính đặc nhiệm chuyển ngành, chỉ vì có hôm có người mắng hắn một câu con mẹ ngươi thì hôm sau cả nhà tên kia bị giết. Sau đó công an tiến hành vây bắt nhưng hai người này vốn là trinh sát đặc nhiệm chuyển ngành, thân thủ bất phàm. Chắc cậu giao đấu với bọn chúng cũng biết rồi, thân thủ tuyệt đối siêu cao. Kinh nghiệm cũng phong phú. Năng lực phản trinh sát siêu cường. Lúc ấy một cục trưởng cục công an thành phố đã từng nói, hai người này là nhân tài siêu cấp, đáng tiếc không đi vào chính đạo. Triệu Thiết Hải nói tới đây thì để lộ ra một cảm giác hoang đường luyến tiếc anh hùng. Chương 83, Dũng sĩ kiệt xuất của Hoa Hạ. Thật ra thì những người hung tàn cũng có một dạng anh hùng, bọn họ tuy nói là bạo ngược nhưng khí khái khiến người ta phải tin phục. Sau rồi như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Bọn chúng cực kỳ hung tàn lãnh khốc, ngay cả cảnh sát vũ trang cũng bị bắn chết hai người, càng làm cho mọi người nổi giận. Lệnh truy nã đặc biệt được phát ra cả nước, hai tên này trên đường chạy trốn thì giết người không ghê tay, lại có thể chạy đến đại quân khu lĩnh Nam đánh cướp, thuận tay giết đi hai quân nhân. Sau lại giết thêm ba người dân cho tới khi bị cậu phát hiện. Ai ngờ bọn chúng lại có thể tổ chức ra một tập đoàn đánh bạc lớn ở phía Nam chúng ta, được gọi là sói lớn. Tuy nhiên tập đoàn cờ bạc này rất bí ẩn,
mọi người chỉ nghe nói nhưng chưa từng thấy qua. Vất vả cho cậu rồi thằng em, nếu đêm hôm đó xảy ra chuyện lớn thì thằng anh đây xong đời rồi. Đêm hôm đó ở miếu ma cô có tới 30-40 người, ngay cả bên Giang Chiết cũng có người đến. Kết quả là tóm trọn ổ, thu được trên 30 điện thoại di động, 6 xe Santana, mười mấy xe gắn máy, mẹ kiếp. Tất cả đều xe thể thao nhập khẩu từ Nhật Bản, có muốn lấy một chiếc không? Với công lao của cậu, chỉ cần anh nói với cục phó cục công an thành phố một tiếng thì bảo đảm sẽ có một chiếc xe còn mới đến 8 phần cấp cho cậu. Nghe nói xe mới phải 2-3 vạn đấy. Có cơ hội ngu sao mà không muốn. Đêm đó may là toàn bộ mật phục vây kín các ngã đường. Nếu không chỉ bằng với chiếc xe Jeep cũ kỹ của đồn công an chúng ta thì đứng đó mà nhìn tức chết. Chỉ là trên cục cũng không tệ, sau khi bắt giữ đã để lại cho sở chúng ta một chiếc coi như là chiến lợi phẩm. Cậu xem, đây là xe Santana 2000 vừa xuất xưởng không lâu. Đừng nói là mấy chủ nhiệm, sở trưởng trong thị trấn đừng sợ tới mà cả chủ tịch Thái và bí thư Tần cũng thường kiếm cớ để mượt. Móa nó, e là nhanh chóng biến thành xe riêng của chủ tịch và bí thư rồi, xui xẻo a. Muốn oai phong một chút cũng không được, tuy nhiên thằng em sau này muốn mượn chỉ cần nói một tiếng là được. Nói tới đây Triệu Thiết Hải lấy tay xoa xoa chiếc xe Santana 2000 tựa như đang sờ soạng tình nhân, quay đầu lại nhìn chiếc xe Diệp Phàm một cái. Tuy nhiên nhìn xe thằng em còn ngon hơn anh à, xe này có túi khí bảo hiểm, cửa mở ở nóc, bánh xe lại lớn, chắc là đã cải tiến lại. Giá trị phải đến 70-80 vạn. Thằng em đúng là số đỏ, anh đây không phục không được a. Triệu Thiết Hải nói có vẻ hơi chua chát. Anh đùa rồi, xe của anh là xe riêng, của em có hơn thì cũng là đi mượn, còn phải trả cho người khác, sau này có thừa chiếc nào anh cấp cho em một cái đi. Diệp Phàm trêu chọc nói. Còn nữa, đêm hôm đó em nghe các anh thu được gần 300 vạn, bên trên chắc cũng trích thưởng một ít, sao không nghe thấy nói anh có phần. Lấy một chiếc xe thì không có vấn đề gì lớn, em cứ báo lên bên trên có bạn học của anh. Còn nói đến tiền thì em xem bộ công an chúng ta là cái gì, có phải thổ phỉ đi cướp đâu mà đòi có phần. Đêm hôm đó đúng là thu được gần 300 vạn, tuy nhiên phần lớn đã bị thành phố Mặc Hương và huyện phân ra rồi, một phần nạp lên ngân sách, phần chúng ta ít đến đáng thương. Xuất lực như thế nhưng chỉ còn lại chưa đến 10 vạn. Tuy nhiên anh cũng được 1 vạn, thằng em cũng có, gọi là để tiếp khách. Triệu Thiết Hải cười hơn hớn không khép miệng lại được, cũng khó trách, thăng quan thêm tước lại nhận cả tiền cả xe, cho dù là ai cũng vui vẻ. Hai người đi vào một căn phòng của quán rượu Tử Vân, đã thấy đội trưởng Lý và cục phó vô cùng cục phó Chu ở đó, Diệp Phàm giờ đã quen nên gật đầu chào hỏi. Tiểu Diệp A, lần này biểu hiện của cậu vô cùng dũng cảm, quả thực có thể dùng từ dũng mãnh phi thường để hình dung, đánh chết tội phạm, nếu không để bọn chúng chạy thoát thì phiền phức lớn. Vốn dự định trao cho cậu danh hiệu anh hùng hạng nhất nhưng đáng tiếc cậu không phải là công an hoặc quân nhân. Sau đó lãnh đạo bên trên thương lượng, thằng danh cậu lại gặp may còn được thứ hay hơn, đó là phần thưởng dũng sĩ kiệt xuất của Hoa Hạ, là phần thưởng cấp bộ, ngoài ra còn trao thưởng huân chương rồng vàng cấp đồng. Huân chương này nghe nói bộ công an từ trước đến giờ cũng chỉ mới có một người nhận được. Đáng lẽ ra là do Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Tần Kỳ đích thân trao nhưng Phó Thủ tướng Tần đang bận công tác ở châu Âu chưa về nên giao cho Ban Chính pháp tỉnh Nam Phúc bảo tôi đến trao cho cậu, còn thêm 2 vạn tiền thưởng, chúc mừng cậu, đồng chí Diệp Phàm. Đội trưởng Lý vẻ mặt nghiêm túc, đứng nghiêm thận trọng giao một cái hộp cho Diệp Phàm, sau đó làm ra một động tác chào tiêu chuẩn của cảnh sát. Cái chào theo nghi thức quân đội này là tôi đại biểu cho công an và cảnh sát vũ trang tỉnh Nam Phúc gửi lời cảm ơn tới người anh hùng. Nếu không có hành động anh hùng của cậu thì đã có thêm nhiều chiến sĩ công an hy sinh, càng có thêm nhiều người dân vô tội bị giết hại. Cậu hoàn toàn xứng đáng, xin mời nhận lấy. Đội trưởng Lý hơi kích động, nói thêm một câu làm trái tim nhỏ của đồng chí Diệp Phàm suýt nữa thì rụng xuống. Lúc tôi đi xuống đây, thường vụ phó chủ tịch tỉnh Nam Phúc Tề Trấn Đào gọi tôi thay mặt truyền lời, nói thẳng danh cậu lá gan cũng không nhỏ, dám đối chọi với ông ấy. Còn nói là Tề Thiên Đại Thánh xuống cũng không ăn thua nữa là phó chủ tịch tỉnh Tề, nói là muốn bắt chết thì bắt chết, ha ha. Tiểu Diệp, quá trâu bò đấy. Em nói vậy sao? Diệp Phàm trong lòng cả kinh gãi đầu nói, hoàn toàn không nhớ gì hết. Lúc ấy hắn lòng loạn như ma, hơn nữa còn tập trung tinh thần đuổi theo tội phạm. Lý Sương Hải nhắc một hồi mới nhớ ra hình như đã nói Tề Thiên Đại Thánh xuống cũng mặc kệ, bí thư tỉnh ủy tới cũng bỏ qua. Hơn nữa nói cái gì bắt chết thì bắt chết.
thầm nghĩ. Xong rồi, phó chủ tịch Tề còn là thường vụ tỉnh ủy, người ta tùy tiện nói một câu thì có thể hủy đi tiền đồ của mình. Diệp Phàm hối hận lẩm bẩm. Đội trưởng Lý, tôi muốn xin lỗi phó chủ tịch Tề, nếu không thì... Ha ha ha! Đám người Lý Sương Hải cười vang, vỗ vai Diệp Phàm nói. Không cần sợ, tôi thấy khẩu khí phó chủ tịch Tề lúc đó dường như rất thưởng thức cậu, không chừng lại gặp may đấy. Người ta là cán bộ lớn của tỉnh, sao còn nhớ mấy lời của cậu? Cho nên yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Diệp Phàm cuối cùng cũng nhẹ nhõm, mở chiếc hộp kia ra thì thấy bên trong lớp vải lót là một tấm huân chương bằng đồng có hình rồng năm móng. Một nhân viên phía sau tiến đến đưa thêm một phong bì nhận tiền thưởng. Triệu Thiết Hải ở bên âm thầm thèm thuồng, đặc biệt là tấm huân chương rồng vàng kia, nếu gã được trao thì lập tức sẽ thành cục phó rồi, đáng tiếc đối với Diệp Phàm chỉ có thể nói là một vinh dự. Trong lòng Triệu Thiết Hải hét lớn. Phí của trời a, ông trời, tại sao mình lại không chó ngáp phải ruồi chứ, quá bất công đi. Tuy nhiên, nếu là mình lúc đó thì đã xong đời rồi, đã vậy thì còn huân chương làm gì? Nghĩ tới đây thì y cũng thông suốt, người còn sống đây là tốt rồi, so với bất cứ cái gì cũng hơn. Không lâu sau, một người cao tuổi có gương mặt buồn bã tiến vào, lão nhìn mập mạp, mặc một bộ đồ màu đen. Phía sau có hai thanh niên tinh tráng đi kèm, vào đến nơi, lão đưa mắt quét một cái làm toát ra một khí thế quái dị đè ép mọi người khiến Diệp Phàm thầm đoán là lão là một kẻ liên quan đến tiền bạc. Chẳng lẽ là cán bộ lớn bên tài chính hay thuế vụ, hay là đại thương gia? Sau khi nhìn một vòng, lão nhìn Diệp Phàm hỏi. Cậu chính là Diệp Phàm phải không? Đúng vậy, ngài hỏi cháu có việc gì? Diệp Phàm nhìn chằm chằm lão nhân khẽ gật đầu, trả lời rất cung kính. Chương 84, Hồng Mạch Hoa Nhân Diêu. Diệp Phàm, ông ấy là chủ tịch tập đoàn Nam Cung ở Hồng Kông, tiên sinh Nam Cung Hồng Sách. Đội trưởng Lý Sương Hải đứng lên giới thiệu, liếc sang Nam Cung Hồng Sách thấy lão gật đầu liền nói tiếp. Là như vậy. Công tử Nam Cung Cẩm Thần của tiên sinh Nam Cung Hồng Sách mở công ty ở huyện Hồng Thạch thì bị Điêu Lục Thuận bắt cóc, đòi tiền chuộc 200 vạn. Tiên sinh Nam Cung vì an toàn của Cẩm Thần nên không báo cảnh sát, xuất 200 vạn chuẩn bị trao thì phát hiện không liên lạc được người. Lúc ấy Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử đang thu xếp tổ chức đánh bạc tại miếu Ma Cô ở Lâm Tuyền. Sau khi bị vây bắt thì bỏ chạy cho đến khi bị giết chết. Sau khi tra hỏi mấy tên đồng bọn còn lại thì khai là Nam Cung Cẩm Thần đã ngộ hại, nói là thủ hạ của Điêu Lục Thuận tức giận vì bị lộ tin tức ở miếu Ma Cô nên đã giết chết con tin, ai? Nói tới đây, đội trưởng Lý thở dài. Tiên sinh Nam Cung nghe chuyện của cậu nên nhất định muốn tới cảm ơn. Nói là cậu đã trả thù cho con trai ông ấy nên hôm nay đặc biệt từ Thủy Châu tới. Tiên sinh Nam Cung là một công dân Hoa Hạ, mỗi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ này. Đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy. Vì thế đây là việc cháu phải làm, xin ngài đừng bận tâm. Diệp Phàm vội vàng đứng lên từ chối, ông lão đang đau khổ vì mất con, bản thân mình sao còn dám nghĩ đến việc bắt người ta cảm tạ. Diệp Phàm nhìn sang đội trưởng Lý mới nhớ ra chuyện điện thoại di động, vội vàng nói. Đội trưởng Lý, không hay rồi, điện thoại di động đã bị hỏng, hay để tôi lấy một phần tiền thưởng để thay nhé. Nói xong mở phong bì tiền thưởng định đưa, hiện giờ Diệp Phàm từ việc buôn bán Tiên Vân Ti kiếm được 20 vạn nên cũng không đến nỗi túng thiếu, quan trọng là có thể kết giao với một người như đội trưởng Lý. Trong quan trường Hoa Hạ, có quan hệ là điều cực kỳ quan trọng, chọn cán bộ cũng muốn tìm người biết nghe lời mình hoặc có dây mơ dễ má. Diệp Phàm tuy chưa từng trải nhưng nhìn cuộc đời của cha hắn cũng hiểu được rất nhiều ngóc ngách quan trường. Đội trưởng Lý giờ chưa có tác dụng trực tiếp nhưng sau này thì chưa biết. Vì thế để lại cho y một ấn tượng tốt cũng là gieo một hạt mầm về sau. Lần trước cậu chẳng phải đã nói nếu lỡ may hỏng cũng không cần bồi thường sao? Anh đã báo lên chuyện điện thoại của em rồi, cũng không cần cậu phải bồi thường. Tiền này cậu cứ giữ đi, đây là tiền của cậu mà. Đội trưởng Lý tỏ vẻ thân thiết. Thật ra có hư hay không thì tôi cũng không lấy lại, lần này cậu giúp chúng tôi quá nhiều rồi. Có muốn gia nhập ban cảnh sát hình sự của tỉnh chúng ta không? Nửa năm sau tôi bảo đảm sẽ thăng cậu lên phó phòng. Phó phòng? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn đội trưởng Lý. Anh Lý nói đùa sao, em đâu phải tốt nghiệp Đại học Công an. Cậu mặc dù không phải tốt nghiệp Đại học Công an nhưng lại là sinh viên của trường đại học nổi tiếng Hải Giang, chủ yếu là mọi người thấy được biểu hiện của cậu lần này.
e là rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học công an chính quy cũng không có năng lực như cậu. Suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho tôi, cứ điện thoại là cậu có chỗ, ha ha. Lý Sương Hải giống như con sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ là Diệp Phàm gia nhập đội cảnh sát hình sự. Được rồi, để em suy nghĩ một chút. Diệp Phàm gật đầu. Anh bạn trẻ, chuyện của con tôi phải cảm tạ cậu, dù thế nào cũng là do cậu báo thù. Đây là một chút lòng thành, cậu nhất định phải nhận lấy. Nam Cung Hồng Sách nói xong thì có một người trung niên vẻ lão luyện tiến lên đưa cho Diệp Phàm một tấm thẻ màu xám. Tiên sinh Diệp, đây là chủ tịch Nam Cung đặc biệt cảm tạ ngươi. Bên trong có 20 vạn, mật mã là 666.666, mời nhận lấy. Mấy người đội trưởng Lý làm chứng, đây là tặng cho ngươi, ngươi đừng lo lắng gì. Người trung niên sợ Diệp Phàm không nhận còn kéo mấy người làm chứng, bởi vì Diệp Phàm là nhân viên chính phủ, chỉ sợ người ta nói là nhận hối lộ thì phiền toái. Cho nên khi xuất tiền còn đặc biệt đi công chứng để Diệp Phàm không lo lắng, nói rõ đây là thành tâm của nhà Nam Cung muốn cảm tạ, không phải để quan hệ. Không được, tiên sinh Nam Cung, cháu đã sớm nói là tiền này không thể nhận. Diệp Phàm vội vàng từ chối, không chịu nhận tấm thẻ kia. Diệp Phàm, nhận lấy đi. Đây là một chút tâm ý của tiên sinh Nam Cung. Người ta là lão đại từ Hồng Kông tới chỉ để biểu đạt lòng thành thôi đấy. Lý Sương Hải mỉm cười giải vây. Như vậy đi, cháu nhận 1 vạn coi như là tâm lĩnh, còn lại 19 vạn sẽ lấy danh nghĩa chủ tịch Nam Cung hiến cho việc sửa đường của thôn Đập Thiên Thủy. Con đường này đang cần sửa chữa, chỉ đang thiếu tài chính. Tấm thẻ này cứ để ở chỗ tiên sinh Nam Cung, sau đó lại chuyển tới Ủy ban Nhân dân Lâm Tuyền. Tuy nhiên phiền tiên sinh Nam Cung bỏ chút thời gian, hy vọng có thể chỉ đích danh cháu toàn quyền sử dụng số tiền này để sửa đường, có thể để đội trưởng Lý giám sát. Đương nhiên đội trưởng Lý bận nhiều việc nên sau khi sửa đường xong cứ đưa hóa đơn chi tiêu lên cho đội trưởng Lý xem là được. Diệp Phàm nhấn mạnh điểm mấu chốt, chỉ e số tiền này lại bị Thái Đại Giang vặt đi, lần trước vất vả mới xin được 1,2 vạn mà phải đập bàn đập ghê mới đòi lại được 1/2. Khoản tiền lần này lớn như vậy, Thái Đại Giang không động tâm mới là lạ. Thằng danh, lằng nhằng quá, không cẩn thận đã bị cậu dụ dỗ rồi. Lý Sương Hải khẽ mỉm cười, biết Diệp Phàm sợ số tiền kia đến thị trấn Lâm Tuyền thì bị bí thư, chủ tịch bớt xén liền nói với chủ tịch Nam Cung. Tiên sinh Nam Cung, tôi thấy cách này rất tốt, đồng chí Diệp Phàm luôn là một nhân viên tận tâm, tôi rất kính phục cậu ta. Tốt, cứ làm như thế. Tuy nhiên tấm thẻ này là tôi cảm tạ anh bạn nhỏ Diệp Phàm nên không thể tặng cho Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền. Nam Cung Hồng Sách nói rất kiên quyết, quay sang ra lệnh cho người trung niên bên cạnh. Đông Điều, anh làm thêm một chi phiếu lấy danh nghĩa công ty tặng cho Ủy ban Nhân 100 vạn, điều kiện như anh bạn nhỏ Diệp của tôi vừa nói. Tiền nào việc ấy, toàn quyền do anh bạn nhỏ chi dùng, không ai có quyền can thiệp và bớt xén, đương nhiên bao gồm bí thư, chủ tịch và các cán bộ của thị trấn. Nếu như Ủy ban Nhân dân làm trái với quy định thì công ty có quyền kiện lên tòa án, đồng thời cũng mời đội trưởng Lý Sương Hải toàn quyền giám sát tài chính. Cuối cùng Diệp Phàm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhận khoản tiền lớn 20 vạn. Ai, Đông Điều, gọi bà chủ mang thức ăn lên, tôi uống một chén với anh bạn nhỏ Diệp và đội trưởng Lý. Báo cho chi nhánh công ty ở huyện Hồng Mạch, sáng sớm ngày mai tôi muốn đến. Ai, nhìn xem Cẩm Thần, nó, từng. Công tác chỗ đó. Nói tới đây ông lão luôn luôn kiên cường này bất giác cũng chảy nước mắt, một cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng mọi người. Rượu đã uống được 3 vòng, thức ăn đã dọn lên 5 món. Mọi người đều hơi ngà ngà, lúc này bà chủ Hoa Mỹ Lan của quán Tử Vân đích thân bưng lên một món ăn hết sức sặc sỡ như trăm hoa đua nở, nói là món ăn mà quán vừa sáng tạo hoa đón chào người Hoa Nhân Diêu. Nhìn món ăn mà nghĩ đến tên gọi thì đúng như vậy. Nghe nói vật liệu để nấu nó đều là hoa dại hái từ trên núi, phối hợp khéo léo với nhau, vừa thơm ngon vừa đẹp mắt, lại rất lạ miệng khiến mọi người đều tấm tắc. Bà chủ Hoa, món hoa đón chào người này có chút giống cô à? Tươi đẹp như hoa đào. Ha ha! Triệu Thiết Hải đùa giỡn, bởi vì bà chủ Hoa đúng là xinh đẹp như hoa. Gương mặt đỏ hồng trông rất quyến rũ, đôi môi xinh xắn, cặp mông tròn trịa và bầu ngực căng phồng khiến bất cứ đàn ông nào cũng phải thầm nuốt nước miếng. Lại là một yêu tinh, hoa đón chào người chẳng lẽ là bà chủ làm riêng cho mình, cái cô này, thật lợi hại. Diệp Phàm thầm oán,
trong đầu chợt nhớ ra lúc Lý Đức Quý sắp chết có nói là Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử thường hay nói Hồng Mạch Hoa Nhân Diêu, con trai lớn của tiên sinh Nam Cung Hồng Sách bị bắt cóc ở huyện Hồng Mạch, trong chuyện này nói không chừng có ẩn khuất gì đó. Chương 85, thằng danh này hiểu chuyện. Hắn liều thuận miệng hỏi Phó Cục trưởng Vu Kiến Thần. Cục trưởng Vu, anh ở trên cục chắc biết nhiều về thành phố Mạc Hương, có phải ở huyện Hồng Mạch có một câu tục ngữ là Hồng Mạch Hoa Nhân Diêu? Thằng em Diệp hỏi đúng người rồi, nhà của lão Vu ở Hồng Mạch đấy. Đội trưởng Lý cười nói. Ha ha, Hồng Mạch Hoa Nhân Diêu, để tôi nghĩ xem, hình như không có câu tục ngữ địa phương nào như vậy đâu. Hoa Nhân Diêu thì có, cách huyện Hồng Mạch khoảng 30 km có một thôn nhỏ rất hẻo lánh tên là Hoa Nhân Diêu. Nghe nói vào thời Minh thôn này rất giàu có vì làm ra được một loại đồ sứ màu đỏ, ở thôn bây giờ còn có cả mười mấy cái lò đốt gốm sứ đỏ rất lớn. Trên núi lại có rất nhiều hoa đỗ quyên nên thôn được đặt tên là Hoa Nhân Diêu. Thôn đó tuy vắng vẻ nhưng phong cảnh rất đẹp, có cơ hội thì Tiểu Diệp cũng nên tới. Hồi trước tôi đi phá án có ngang qua, đầy núi là hoa đỗ quyên, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Ừ, đẹp không sao tả xiết. Vu Kiến Thần cười khẽ, nhất thời có chút ngây người giống như đang nhớ về ký ức cũ. Đúng rồi, đúng là có vấn đề. Diệp Phàm đứng dậy thất thanh kêu lên. Làm cho người trong phòng nghĩ thầm có phải hắn say rồi không, đúng là thanh niên uống vào rồi không làm chủ được mình. Làm sao vậy thằng em, có phải uống nhiều quá rồi hưng phấn không? Triệu Thiết Hải thừa cơ bỡn cợt. Không phải đội trưởng Lý, các anh yên lặng để em có chuyện quan trọng cần nói. Các anh chắc biết là Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử trốn trong nhà của Lý Đức Quý ở thôn Đập Thiên Thủy. Thằng này là một trong Lâm Tuyền Tam Bá, được xưng là ông Đức Quý. Lúc ấy em bắt được thì Lý Đức Quý có nói cho em một câu khó hiểu là Hồng Mạch Hoa Nhân Diêu. Hơn nữa nói là nghe lén lúc Điêu Lục Thuận và Tam Đức Quý mật đàm hay nhắc đến câu này, gã cũng không biết là gì. Sau vì bận rộn nên em cũng quên đi, giờ mới nghĩ ra là chắc có quan hệ với công tử bị bắt cóc của Chủ tịch Nam Cung, không chừng là giấu người ở đó. Diệp Phàm kể xong thì nói tiếp. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của em mà thôi. Đội trưởng Lý. Tôi thỉnh cầu anh lập tức tổ chức nhân viên tới thôn Hoa Nhân Diêu của huyện Hồng Mạch, tất cả chi phí tôi sẽ chịu. Chủ tịch Nam Cung cũng lập bập đứng dậy, cơ hồ giống lên. Thật ra thì không cần lão nói thì Lý Sương Hải đã đứng lên. Bất kể thật hay giả, Kiến Thần, lập tức điều cảnh sát hình sự tới Hồng Mạch chờ ở huyện thành, không được đến trễ, chú ý giữ bí mật, chúng ta lập tức đến đó. Mấy người vội vàng nói mấy câu rồi rời đi. Chủ tịch Nam Cung lại càng vội vã đi theo. Diệp Phàm sau đó tới báo cáo với Thái Đại Giang về công tác ở thôn Đập Thiên Thủy và tình hình chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Diệp Phàm, gần đây công việc của cậu triển khai cũng coi như thuận lợi, tuy nhiên tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác, thôn Đập Thiên Thủy là một nơi ăn thịt người, trước khi có thể bầu được chủ tịch thôn thì không được khinh suất. Đúng rồi, khoản tiền mà Phó Bí Thư Chu cấp xuống phải sử dụng tốt, nếu có gì sai sót tôi sẽ tìm cậu. Vẻ mặt Thái Đại Giang hết sức nghiêm túc, nghĩ tới trong túi thằng danh này có tới 10 vạn mà bản thân chỉ biết đứng nhìn, trong lòng giống như mèo con nhìn chuột mà sợ. Y sợ nhìn không được nói ra câu gì thất thố thì mất mặt bản thân là chủ tịch thị trấn. Ngày hôm qua, Thái Đại Giang trong cuộc họp đảng ủy muốn tìm cách lâm trận đổi tướng, chính là kế rút củi đáy nồi, định đem chức tổ trưởng của Diệp Phàm đổi cho vị trí phó chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch của Lý Hiên Thạch. Mục đích đơn giản chính là điều Lý Hiên Thạch đến thôn Đập Thiên Thủy làm tổ trưởng tổ công tác, còn Diệp Phàm thì làm phó chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch của thị trấn. Nếu thành công thì Diệp Phàm không còn là tổ trưởng, phải giao ra 10 vạn đồng cho Lý Hiên Thạch quản lý. Bởi vì lúc ấy phó bí thư thị ủy Chu Càn Dương giao rằng là tiền nào việc ấy, tuy nhiên cũng không chỉ đích danh Diệp Phàm. Việc này nếu như thành công thì quả thật là bản thân có thể chấm mút vài phần. Góp thêm một viên gạch cho việc đúc tượng đại sư Bão Phác Tử, dạo này đại sư Cát Phác cũng đã thúc giục y mấy lần. Đại sư Cát Phác là ngôi sao sáng trên phương diện phong thủy học của thành phố Mạc Hương, gần giống như vị trí của Võ Đang, Thiếu Lâm trong võ thuật truyền thống Hoa Hạ. Nếu để đại sư giận lên mà nói một câu, tên Thái Đại Giang là đồ lừa đảo, STC, xem chừng đồng chí Thái ngày hôm sau cũng phải bắt trước chủ tịch Ngô Dùng thắt lưng vui chơi rồi, còn mặt mũi nào mà gặp người khác a? Vì thế lửa giận của Chủ tịch Thái gần đây đặc biệt lớn, tối hôm qua ôm lấy tình nhân Điền Phù Dung chinh chiến tới Ba Hiệp, làm ả kia cũng âm thầm buồn bực, thầm nghĩ, lão Thái này làm sao vậy, con run nhỏ kia bình thường thì nửa sống nửa chết sao tối nay lại dũng mãnh phi thường.
không ban cho lão danh hiệu con run dũng mãnh của Hoa Hạ thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên lão thái dũng mãnh như vậy cũng nói lên thân thể mình còn rất hấp dẫn, nếu không. Thái Đại Giang làm như vậy là đánh cuộc rằng Chu Càn Dương chắc chắn sẽ không có thời gian quản mấy việc nhỏ này. Khi đó y có thể dở chút mánh lưới kiếm trong đó chừng khoảng vạn đồng cũng chẳng ai hay biết. Chu Càn Dương có vô tình biết được thì chuyện cũng đã rồi, chắc cũng sẽ mắt nhắm mắt mà bỏ qua. Tuy nhiên âm mưu của Thái Đại Giang không được như ý vì bị Tần Chí Minh và Tống Ninh Giang liên thủ bẻ gãy. Bọn họ nói rất có lý, công tác của Diệp Phàm tại thôn Đập Thiên Thủy đang tiến hành rất tốt, ngay cả nhiều phó chủ tịch cũng cảm thấy bội phục hắn, vậy thì làm sao phải đổi. Lý do quan trọng nhất là lần trước Lý Hiên Thạch tới thôn Đập Thiên Thủy nếu như không có Diệp Phàm cứu mạng thì nói không chừng đã bỏ mạng, người như vậy sao có thể triển khai tốt công tác. Tình hình thôn Đập Thiên Thủy rất phức tạp, mấy đảng ủy viên của thị trấn cũng lo lắng không dám làm liều. Nếu đổi vị trí của Diệp Phàm, tất cả mọi người sẽ không an tâm. Vì thế lúc biểu quyết, đồng minh của y là phó chủ tịch thị trấn phụ trách công nghiệp Diệp Mậu Tài cũng không ủng hộ. Thôn Đập Thiên Thủy liên quan quá lớn. Ai cũng không hy vọng nó có sai sót gì làm lãnh đạo bên trên gõ xuống, hành động của Thái Đại Giang quả thực chẳng khác là làm siết trên dây. Chuyện này mới vừa rồi Triệu Thiết Hải đã nhắc nhở Diệp Phàm, nói hắn phải đề phòng Thái Đại Giang. Nhưng Diệp Phàm cũng chẳng có biện pháp gì để đề phòng. Bản thân hắn là một con dê con mà Thái Đại Giang có chủ tịch huyện Trương Tào Trung chống lưng là một con sói hung ác. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại. Cảm thấy bản thân mình cứ chiếm trọn 10 vạn đồng cũng đúng là làm cho mấy lão đại trong thị trấn ngứa mắt. Lúc ăn cơm, Chủ tịch Nam Cung Hồng Sách từ Hồng Kông chẳng phải đã nói quyên góp cho thôn Đập Thiên Thủy 100 vạn tùy bản thân mình xử lý đó sao? Đã sắp có 100 vạn vậy thì trích ra một phần từ 10 vạn cho Thái Đại Giang cũng được, ngăn bớt y nói này nọ. Nếu như tài chính không đủ thì mình lại vừa có 22 vạn tiền thưởng, trích ra 1, 2 vạn cũng không to tát gì. Tránh cho lão quỷ này ngay cả khi ngủ cũng nghĩ cách dòm ngó chiếc túi của mình. Vì thế sau khi ngủ trưa, Diệp Phàm chạy tới phòng làm việc của Thái Đại Giang. Chủ tịch Thái, ngài là lão lãnh đạo, kinh nghiệm phong phú, đã quen đường lối lại có quan hệ rộng. Thôn Đập Thiên Thủy muốn sửa đường phải có quy chuẩn của huyện, mà quy chuẩn giao thông của huyện, tôi cũng không quen thuộc. Vì thế tôi muốn lấy ra 3 vạn đồng từ chỗ 10 vạn để ngài thay mặt thôn Đập Thiên Thủy đi xin quy chuẩn xây dựng. Kính xin Chủ tịch Thái ủng hộ công tác sửa đường của Tiểu Diệp, chuyện này ngài không thể bỏ qua à? Diệp Phàm nói rất ngọt ngào. Kỳ quái, thằng này hôm nay điên điên rồi, chẳng lẽ đổi tính rồi à? Chắc là biết chuyện cuộc họp đảng ủy hôm qua nên sợ mất mũ quan. Hừ, nhìn bộ dạng ngươi cũng mê làm quan đấy, tuy nhiên nói cho cùng thằng danh này cũng hiểu chuyện rồi, không tệ. Thái Đại Giang sửng sốt, còn cho là nghe nhầm. Lần trước thằng danh này lên huyện xin được 1.200.000 đồng, cho hắn 4.000 cuối cùng còn cứng rắn đòi thêm được 1.000, lần này lại có thể chủ động đưa tiền, hơn nữa xuất ra là 3 vạn. Trầm tư một chút rồi trong lòng y cũng cảm thấy thật sảng khoái a. Chương 86, sống lại. Tuy nhiên y vẫn ra vẻ nghiêm mặt, cau mày. Được rồi, tuy nhiên phó bí thư thị ủy Chu đã nói là phải tiền nào việc ấy, cậu phân ra 3 vạn. Ngày mai tôi sẽ tới Cục Kế hoạch và Cục Xây dựng Giao thông ở huyện thành để xoay sở giúp cậu, dù sao cũng là vì công tác của thị trấn chúng ta. Lão quỷ này, được tiện nghi còn khoe mẽ, loại người gì vậy? Mẹ kiếp đời! Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn hết sức cảm kích nói. Cảm ơn Chủ tịch Thái ủng hộ, có sự trợ giúp của ngài, tôi nghĩ bản vẽ quy chuẩn sẽ rất nhanh có, cảm ơn. Ừ. Thái Đại Giang hừ một tiếng rồi móc bút ra viết mấy chữ đưa cho Diệp Phàm. Tôi biết tổ công tác thôn Đập Thiên Thủy của các cậu gần đây phải tiếp đón chuyên gia về văn vật nên không thể quá tiết kiệm. Những việc cần chi thì phải chi, đây là 2.000 để mua thực phẩm cho chuyên gia và mua thêm vài thứ đồ dùng sinh hoạt. Cũng không thể để những chuyên gia này chê cười chúng ta được. Diệp Phàm đương nhiên cảm kích thu nhận, trong lòng mắng thầm. Thằng cụ nó, 3 vạn đổi lại 2.000. Làm ăn như vậy thì chẳng mấy chốc quần lót cũng phải bán đi. Thái Đại Giang lần đầu tiên đứng lên đưa Diệp Phàm ra cửa, còn đưa cho hắn một gói Trung Hoa. Mấy chủ nhiệm khác, đặc biệt là Lưu Chỉ ở ban tổng hợp trong lòng đau xót thầm nghĩ. Mẹ ơi, thằng danh này hôm qua thiếu chút nữa bị Chủ tịch Thái lấy mũ quan mà hôm nay lại đốt tốt như vậy, chẳng lẽ hắn đã đầu nhập vào Thái Đại Giang rồi? Gần đây có tin đồn xã Khanh Hương sẽ sáp nhập vào Lâm Tuyền, mình cũng phải sớm chuẩn bị.
vị trí chủ nhiệm ban tổng hợp này cũng không được yên à. Đừng bảo là lưu trì, hiện giờ mỗi chủ nhiệm các phòng, các sở trưởng, các chủ tịch thị trấn đều lo lắng cho cái mũ quan trên đầu, trong công tác đều ra sức cố gắng. Hiện tượng trước kia thường thấy như đi muộn hay vắng mặt giờ cơ bản không thấy, tất cả đều trở nên chăm chỉ, cho dù là từ một nhân viên bình thường. Mọi người chỉ e khi sáp nhập thì bản thân mình sẽ bị các chủ nhiệm tới từ xã Khanh Hương đẩy đi các vị trí bỏ đi như trạm cơ khí nông nghiệp, ban sinh đẻ có kế hoạch. Diệp Phàm tạm thời cũng không nghĩ nhiều như vậy, ăn cơm tối xong nhàn nhã đi chơi thì tới quán cơm Thái Tây Thi của Xuân Hương. Ao, tổ trưởng Diệp, cậu đã lâu không tới rồi nhé. Thái Tây Thi Phạm Xuân Hương uốn éo cặp mông ra chào đón, tiện tay cầm quyển menu áp sát Diệp Phàm, rất tự nhiên cọ cọ bộ ngực này nở vào tay hắn. Diệp Phàm cũng là ngựa quen đường cũ, không ngu đến mức đi cự tuyệt ý tốt này, tận tình phối hợp vai diễn. Cảm giác hai vật mềm mại kia ngày càng cọ tới cọ lui vào tay của Diệp Phàm làm trong lòng hắn nhộn nhạo, càng lúc càng hưng phấn. Một lát sau, Diệp Phàm đưa tay ra gọi món ăn, vừa khéo cọ cưa mười mấy phút đồng hồ đến khi cô gái giúp việc trong quán là Lý Tuyết Liên ra gọi thì Phạm Xuân Hương mới liếc mắt đưa tình với Diệp Phàm một cái rồi uốn éo đi vào phòng bếp. Diệp Phàm nhân lúc cô xoay người thì khẽ vuốt mông một cái, chỗ dưới lập tức dựng cao lên, thầm mắng. Mẹ kiếp, mình đúng là thích kiểu này. Đối với hành động mờ ám của Diệp Phàm, Thái Tây Thi cũng quay lại cười duyên một cái khiến hắn lại càng dạo dực. Yêu tinh. Diệp Phàm lẩm bẩm cười một tiếng, trong nháy mắt khi thấy cô gái khác thì ngẩn ra, kêu lên thất thanh. Quá giống, chẳng lẽ là người sống lại, chẳng lẽ cô ấy không có chết, hoàn hồn rồi sao? Thật là quá giống, hệt như cùng một khuôn vậy, không phải là sinh đôi chứ, nhất định là mình hoa mắt rồi, ai? Cũng do gần đây quá mệt mà. Đang lúc ngơ ngác thì một giọng nói thánh thoát truyền đến. Hi hi, tổ trưởng Diệp, anh nhìn cái gì vậy, da trồn vàng chứ có phải là người đẹp đâu. Có ý gì, không lẽ nhìn mắt cô, mắng mình là trồn vàng, còn nói là da gì đó, chẳng lẽ nói mình là một con trồn vàng háo sắc. Diệp Phàm vẫn ngẩn người ra. À, thật xin lỗi cô tên là gì? Diệp Phàm cuối cùng cũng tỉnh ra, vội vàng lấy thuốc ra châm để che giấu vẻ ngượng ngùng. Thật ra thì hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào cô gái kia khiến cô tưởng rằng Diệp Phàm nhìn vào tấm da trồn treo trên vách phía sau cô. Còn Diệp Phàm thì hiểu lầm là nàng mắng mình là đồ chư bát giới khoác da sói. Vì sao đồng chí Diệp Phàm lần này lại thất thố như vậy? Cũng không phải là cô gái kia xinh đẹp như tiên, ngược lại còn thua Diệp Nhược Mộng, lại càng không bì được với Lan Điền Trúc, chỉ sấp xỉ cỡ Xuân Thủy. Nguyên nhân là vì cô gái này rất giống với Lý Tuyết Hoa vì yêu hiệu trưởng Trương Gia Lâm nên nhảy cầu mà chết, gần như giống hệt nên mới khiến Diệp Phàm thất thố như thế. Em tên là Tuyết Liên. Cô gái kia bưng món ăn lên cho Diệp Phàm, nghe hắn hỏi thì khẽ cúi đầu cười nói. Chắc cô hiểu lầm đồng chí Diệp Phàm là một tên chư bát giới bị vẻ yểu điệu của mình làm cho mơ hồ, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Người mà, đặc biệt là phụ nữ luôn thích cảm giác này. Nếu đàn ông lén nhìn các cô thì bị mắng. Đồ háo sắc. Nếu đàn ông không nhìn đến thì lại bị mắng. Bà đây có phải là loại tàn hoa bại liễu sao mà không đáng để cho các anh nhìn đến chứ? Đồ mắt mờ không biết thưởng thức sắc đẹp. Vì thế đàn ông thường lắc đầu. Ai, lòng dạ của đàn bà như kim trong đáy biển à, thay đổi còn quá thời tiết, chẳng biết đâu mà lần. Cô biết Lý Tuyết Hoa ở thôn Đập Thiên Thủy không? Diệp Phàm buột miệng hỏi. Chị em, Liễu Tuyết giật mình, sắc mặt trầm xuống rồi giống như rất không vui quay đầu đi vào. Diệp Phàm nhún vai lẩm bẩm. Xem ra phiền rồi, tuy nhiên vì anh Gia Lâm thì bất cứ giá nào cũng phải tiến hành rồi. Thằng cụ nó, coi như làm sơ lốc hôm vậy. Trong đầy Diệp Phàm chợt lóe lên kế, thay mận đổi đào, để thực hiện yêu cầu mà chú út Trương Tân Huy của Trương Gia Lâm nhờ mình. Đêm hôm đó hắn đi khuyên Trương Gia Lâm kết quả lại khiến bản thân mình uống say, cuối cùng mất thể diện còn bị Diệp Nhược Mộng đặt bẫy cho vào chồng. Đang bế tắc thì gặp phải Liễu Tuyết Liên giống hệt Lý Tuyết Hoa, sao không nghĩ đến treo đầu dê bán thịt chó. Hiệu trưởng Trương si tình Lý Tuyết Hoa, e là đã có ý định độc thân cả đời ở thôn Đập Thiên Thủy. Nếu như có thể đem Liễu Tuyết Liên huấn luyện thành Lý Tuyết Hoa thứ hai đi quyến rũ Trương Gia Lâm thì biết đâu lại có thể thành công, vừa cứu lại Trương Gia Lâm vừa khiến cho Phó Chủ tịch huyện Trương thiếu mình một ân tình lớn. Chuyện này nếu không thành công cũng không xảy ra mất mát gì. Bà chủ Phạm, tôi muốn hỏi thăm,
cô giúp việc trong quán kia có phải là Tuyết Liên em gái của Lý Tuyết Hoa ở thôn Đập Thiên Thủy, sao tôi chưa từng thấy cô ấy về thôn, hơn nữa cả họ cũng không giống. Diệp Phàm tiện tay cầm một chén lên uống một ngụm, hỏi. Ai? Không ngờ Phạm Xuân Hương nghe câu hỏi lại thở dài, trên mặt không còn vẻ quyến rũ nữa mà chỉ còn vẻ chua xót. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, biết chắc bên trong có một nỗi khổ tâm rất lớn, bất giác đưa tay khẽ vuốt tóc trên trán cô một cái. Hắn có thể thề với trời, lúc đó không hề có một ý gì sàm sỡ mà chỉ có ý thương tiếc. Chương 87, hai hổ tranh nhau. Tuyết Liên và chị gái của nó số khổ như nhau, vốn là hai chị em sinh đôi, Tuyết Liên là em, sinh ở bệnh viện thị trấn Lâm Tuyền. Lúc vừa sinh vì nhà nghèo nên đem cho một nhà họ Liễu ở thị trấn Giác Lâm, còn là thân thích với tôi. Hai chị em sinh đôi bị chia cắt, chuyện này được cha Tuyết Liên giữ kín, ở thôn Đập Thiên Thủy cũng không có mấy người biết đến. Lúc 8 tuổi, Tuyết Liên tình cờ nghe được thân thế của bản thân, từ đó rất hận cha mẹ ruột. Thật ra thì cuộc sống của cô ở nhà họ Liễu tại thị trấn Giác Lâm tốt hơn nhiều so với chị gái Lý Tuyết Hoa ở thôn Đập Thiên Thủy, bởi vì hoàn cảnh cha mẹ nuôi tốt hơn. Tuy nhiên Tuyết Liên cho là bản thân mình bị vứt bỏ, cứ luôn đau đớn trong lòng. Vì thế tới giờ cũng không tới thôn Đập Thiên Thủy xem cha mẹ ruột của mình như thế nào, ngay cả thị trấn Lâm Tuyền cũng rất ít tới, chị gái Lý Tuyết Hoa cũng không biết mình có một đứa một em gái. Lúc trước quán cơm của tôi bận quá nên gọi cô ấy tới giúp. Cũng muốn tìm cho cô ấy một người tốt. Cô gái này cũng không tệ, tốt nghiệp trung học, văn hóa cũng không thấp, chỉ là tâm tình có chút cao ngạo. Tuổi tác thì đã 26, 27 rồi, qua mấy đám giới thiệu vẫn lắc đầu. Cậu đừng xem bọn tôi 26, 27 tuổi rồi nhưng vẫn còn là khuê nữ đấy khanh khách. Tổ trưởng Diệp, hay là để tôi giới thiệu cho cậu nhé, làm người tâm phúc cho cậu tại Lâm Tuyền, cậu nghĩ sao? Xuân Hương nói xong thì nháy mắt với Diệp Phàm một cái, thân thể khẽ run rẩy trông cực kỳ hấp dẫn. Được đấy, sau này tôi đến quán làm một rồng đùa với hai phượng nhé, ha ha. Diệp Phàm đưa tay véo má Xuân Hương một cái, lại cảm thấy dạo dực. Hắn tiện tay lại ôm lấy cái mông siêu gợi cảm của cô, đáng tiếc bị Thái Tây Thi lão luyện này tránh thoát. Vậy đi em Phạm, anh định giới thiệu cho Liễu Tuyết Liên một người tốt, tuyệt đối là người tốt. Diệp Phàm cười gian. Thật hay giả đó. Nhìn ánh mắt của Diệp Phàm, Thái Tây Thi cho là hắn đùa giỡn. Thật, không hề nói đùa, anh ấy là hiệu trưởng Trương Gia Lâm của thôn Đập Thiên Thủy, cũng mới chỉ 28, 29 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa, nhà ở huyện thành, nghe nói còn có mấy cửa hàng mặt tiền, một tháng tiền thuê cũng có cả ngàn đồng. Diệp Phàm nói khoác. Hiệu trưởng Trương à, sợ rằng không được, nghe nói y đã yêu chị gái Tuyết Hoa của Tuyết Liên. E là có định kiến với cô ấy. Thái Tây thì cũng biết chuyện của Trương Gia Lâm. Không sao, cô cứ nói chuyện trước đi, để lát nữa tôi sẽ mời cô ấy ăn cơm. Diệp Phàm cười nói. Một lát sau Liễu Tuyết Liên trần trừ bưng mấy món ăn lên, đoán chừng Thái Tây thì đã nói qua nên cô nàng có vẻ hơi ngượng ngùng, nhìn thấy Diệp Phàm thì cúi gằm mặt. Cô Liễu, ngồi đi, em Phạm chắc cũng đã nói với cô rồi, ý cô ra sao? Diệp Phàm mở lời. Trong lòng cảm thấy hết sức buồn cười, bản thân mình còn độc thân lại đòi làm bà mối, muốn làm cũng phải làm cho mình rồi hãy nói. Chuyện này không được, tôi sao có thể đi đoạt người đàn ông của chị gái chứ? Liễu Tuyết Liên trần trừ không muốn ngồi xuống. Có cái gì không được nào, cô có thể không biết, hiệu trưởng Trương yêu chị gái của cô đến mức nào. Lúc ấy chị gái của cô cũng vì yêu hiệu trưởng Trương mà nhảy xuống suối tự tử, còn hiệu trưởng Trương cũng vì chuyện này mà cãi lại người trong nhà. Hiện giờ ngay cả nhà ở huyện thành cũng không về. Tôi có nói chuyện với anh ấy vài lần, chắc là sẽ sống độc thân cả đời. Cô chưa từng chứng kiến, mỗi ngày anh ấy đều đến mộ của chị cô nói chuyện nửa giờ. Ai, chẳng lẽ cô không thấy khó chịu? Tôi biết cô có thành kiến với cha mẹ ruột, thật ra thì bọn họ cũng chỉ muốn cô được tốt. Thôn Đập Thiên Thủy chắc cô cũng biết, e là thôn nghèo nhất Ngư Dương chúng ta. Cha mẹ cô lúc ấy vì sợ không nuôi nổi cả hai chị em nên mới gạt nước mắt cho đi một. Cô xem bản thân bây giờ không phải là rất tốt sao? Ai, không có cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ con mình cả, trong lòng bọn họ cũng đau đớn. Diệp Phàm nói lý lẽ đến khô cả miệng mà Liễu Tuyết Liên vẫn không lên tiếng, cô gái này đúng là bướng bỉnh, tám con ngựa kéo cũng không xoay chuyển. Tuy nhiên Liễu Tuyết Liên nghe chuyện Trương Gia Lâm và Lý Tuyết Hoa thì cũng nghẹn ngào, nhỏ giọng khóc thút thít. Tuyết Liên, gia đình hiệu trưởng Trương rất tốt,
nếu như cô có thể tìm hiểu anh ấy, tôi đảm bảo sẽ tìm việc cho cô trong thị trấn, mở đầu là hợp đồng, 2 năm sau sẽ chuyển chính thức. Diệp Phàm hứa bừa, tuy nhiên nếu chuyện này thành thì với bản lĩnh của Phó Chủ tịch huyện Trương chắc là làm được nên hắn mới mạnh miệng. Lý Tuyết Liên trầm mặc hồi lâu, cũng hơi động lòng, phải biết rằng một người dân không có bằng cấp mà trở thành công chức nhà nước là một sự cám dỗ lớn. Cứ thử một chút. Liễu Tuyết Liên gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, suýt nữa thì quay người chạy mất. Thuần khiết a, thật thà a. Diệp Phàm nhìn sững rồi bất giác thở dài, sau khi ăn cơm đang muốn ra ngoài gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch huyện Trương thì chợt nghe phòng bên vang lên tiếng choang, choang như là tiếng chai bia bị đập vỡ. Lúc đầu Diệp Phàm còn tưởng rằng là do khách hàng mở không cẩn thận bị vỡ, ai ngờ lại nghe tiếp tiếng ghế dựa bị gãy rồi tiếng Thái Tây Thi và Liễu Tuyết Liên kêu khóc thất thanh. Tiêu Hổ Thạch, mẹ kiếp, đừng khinh người khác quá đáng, địa bàn bên phía Bắc đã bị mày chiếm hết giờ lại chú ý sang đây, cũng phải cho anh em chúng tao chút cháo chứ. Một giọng thô tục hét lớn. Hừ, Hồ Thất, con mẹ mày không biết tốt xấu gì hết, ông mày sợ các ngươi nuốt không nổi nên mới tới đây nói hùn vốn. Hơn nữa chúng ta chỉ chiếm 3 phần, bọn mày lại muốn nuốt hết à? Giọng của gã gọi là Tiêu Hổ Thạch còn ngang ngược hơn, sau đó lại vang lên tiếng rắc rắc, chắc là đã đập gãy ghế chuẩn bị ra tay. Mẹ kiếp, hôm nay không xin mày tí máu thì làm sao làm đại ca ở Lâm Tuyền này? Chỉ cần còn hổ ra tao ở đây một ngày thì Hồ Thất mày đừng nghĩ đến việc nhảy lên làm đại ca, mãi mãi chỉ là lão nhị biết chưa, lão nhị. Tiêu Hổ Thạch gầm lên, dường như muốn ăn thịt người, nhấn mạnh 2 chữ lão nhị khiến người ta liên tưởng đến thứ trong quần lót. Ừ, Tiêu Hổ Thạch, Hồ Tử, chẳng phải cùng với Lý Đức Quý hợp xưng Lâm Tuyền Tam Bá sao? Hừ, có việc làm rồi, đi xem náo nhiệt nào. Diệp Phàm vội vàng đẩy cửa phòng, quát to một tiếng. Làm gì vậy? Hắn thấy gian phòng này rất lớn, ở giữa có một cái bàn tròn lớn đường kính cỡ khoảng 1m8, ở trên bát chén vỡ tứ tung. Có khoảng 10 gã đàn ông đang chia ra làm 3 nhóm, có 2 nhóm đang gầm ghè và một tên chắc là trung gian đang hòa giải. Gương mặt của Thái Tây Thi hằn lên 5 ngón tay đang đứng đó khóc thút thít, Liễu Tuyết Liên cũng không hơn gì, đang ôm bụng dựa vào tường, chắc là bị đạp vào đó một cái. Ai đánh các cô? Diệp Phàm nổi giận đùng đùng. Trong thâm tâm hắn đã coi Phạm Xuân Hương là của riêng mình, còn Liễu Tuyết Liên là người yêu của Trương Gia Lâm, mà Trương Gia Lâm quan hệ với hắn không tồi, tuy chưa gọi là anh em nhưng cũng là bạn bè thân thiết. Diệp, tổ trưởng Diệp, anh đi ra ngoài, không sao đâu. Thái Tây thì sợ Diệp Phàm làm sao đánh lại Lâm Tuyền Tam Bá nên vội vàng đẩy hắn ra cửa. Lâm Tuyền Tam Bá cũng không phải là dễ trêu, đừng nói Diệp Phàm là một người ngoài. Cho dù là phó chủ tịch thị trấn ở đây cũng không dám liều lĩnh chọc vào. Thằng danh này từ đâu ra đây, chưa đủ lông cánh mà cũng đòi tập bay. Không mở to mắt cũng không nhìn xem là ai ở đây, cút đi cho ông mày. Việc của anh Tiếu, anh Hồ mày cũng có thể xen vào sao? Mẹ kiếp, chán sống rồi à? Một gã đầu tóc bù xù, mặc quần jean bó sát hùng hổ chồm tới. Nhìn Thế Quyền, Diệp Phàm ngây người một chút. Cảm giác rất quen thuộc như đã từng gặp qua. Chương 88, Lâm Tuyền Tam Bá. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ vậy nên tiện tay chụp gọn quả đấm của gã kia. Ngón tay hắn như vuốt thép kẹp cứng lấy quả đấm của gã làm gã đau gần chết, gắng sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra. Gã giận dữ giơ chân đá thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng yên không hề tránh né để mặt cho gã đá trúng chân, 2 cẳng chân vừa chạm nhau thì gã kia đau đến kêu cha gọi mẹ gào toáng lên. Mẹ ơi, chân thằng này có phải là cột nhà sao mà cứng thế, đau chết ông mày rồi. Diệp Phàm thấy cũng đã dậy dỗ rồi nên buông tay ra, gã kia lập tức ngã lăn ra nhăn nhó dưới đất. Mấy tên thanh niên đầu húi cua bên cạnh đều cầm chai bia đập vỡ rồi nhằm vào Diệp Phàm định ra tay. Chậm đã nhị thuận. Một gã đầu chọc phía sau đột nhiên tiến lên chụp lấy tay tên đầu húi cua phía trước rồi quay sang nhìn kỹ Diệp Phàm. Sau đó gã chợt biến sắc, hỏi vẻ cung kính. Ngài là anh Diệp ở tổ công tác của thôn đập Thiên Thủy sao? Ừ, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm hừ một tiếng, không hề tỏ vẻ sợ sệt với đám người xung quanh. Đã giáp mặt với thứ dữ như Điêu Lục Thuận thì loại hàng bình thường như vậy sao còn nhìn đến, một mình hắn chắc là cũng dễ dàng làm gỏi cả đám. Hơn nữa những thứ ong ve này nếu mình yếu thế một chút sẽ làm càn ngay, nếu như vừa rồi mình nương tay thì không phải đã bị nện cho đầu óc nở hoa.
Đối với bọn này chỉ có dùng nắm đấm để nói chuyện, cái này gọi là ma cao một thước, đạo cao một trường. Đặc biệt là sau khi đột phá thuật dưỡng sinh đến cảnh giới thuần hóa tầng thứ 5, ngay cả loại tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt như Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử còn thua trên tay, Diệp Phàm lại càng xem những thứ ong ve này như kiến hôi, không để ở trong lòng. Anh Diệp, em là Lý Nghiêu, em của Lý Hoành Sơn nhà họ Lý ở thôn Đập Thiên Thủy. Thật xin lỗi, mới vừa rồi con thỏ chết Lý Sơn kia có mắt như mù. Lý Nghiêu lập tức cúi mình móc ra một bao phù dung vương hậu mời Diệp Phàm rồi quay đầu tát cho Lý Sơn một cái rồi mắng. Mẹ kiếp, còn không làm lễ ra mắt anh Diệp ca, tự tát ba cái làm anh Diệp nguôi giận đi. Mắt để cho chó ăn à, mày tin nếu Hoành Sơn biết sẽ lột da mày ra không? Bốp, bốp, bốp. Lý Sơn khom người trước mặt Diệp Phàm tự tay tát mình ba cái liên tục, sau đó còn cười lấy lòng. Ừ, cũng được. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Đường Hoàng kéo một cái ghế ngồi xuống nhìn mấy tên trong phòng đang kinh ngạc rồi cười nhạt. Ha ha, hòa khí sinh tài, có chuyện gì ra ngoài giải quyết đi, đừng đem bàn ghế của bà chủ đập hỏng, con gái nhà người ta mở quán không phải dễ dàng. Đàn ông trai tráng ai lại bắt nạt một cô gái, có đúng không mấy anh em? Hừ, mày là ai, chúng ta ở Lâm Tuyền nói chuyện còn chưa đến lượt mày cua tay múa chân, giờ thì mau cút đi, nếu không, hừ. Một gã có gương mặt trắng trẻo với cặp mắt tì hí nhàn nhã ngồi hút thuốc liếc mắt nhìn Diệp Phàm hừ lạnh, chắc là vị được gọi là Hổ Gia, được xưng là đại ca của Lâm Tuyền, Tiêu Hổ Thạch. Không sai, đây là chuyện của ba người Lâm Tuyền chúng ta, mau cút ba, đừng để chúng tao nổi giận. Một gã khác có thân thể cường tráng, mũi cao, vẻ mặt hung hãn cũng lạnh lùng hừ một tiếng, chắc là tên đứng thứ hai trong Lâm Tuyền Tam Bá, được gọi là Hồ Tử Hồ Thất. Nghe nói Hồ Thất và Tiêu Hổ Thạch bất hòa, vì tranh giành khai thác cát đá và quảng khoáng của Lâm Tuyền mà dẫn theo đàn em thường xuyên ẩu đả. Hai người ở Lâm Tuyền cũng là họ lớn, đều có năm anh em, quen thói nghênh ngang. Đừng nói là người Lâm Tuyền sợ bọn chúng, ngay cả người đứng đầu huyện Ngư Dương cũng kiêng nể. Đội xe của Tiêu Hổ Thạch chuyên chở từ Lâm Tuyền tới Ngư Dương là đội xe tốt nhất trong huyện. Vào tháng trước, lão ngũ nhà họ Hồ và lão tứ nhà họ Tiêu vì tranh giành một nhân tình mà vung tay. Không lâu sau thì người hai nhà đều gọi mười mấy đàn em ra một sườn núi giải quyết, kết là tai của lão ngũ bị lão tứ gọt đi một bên. Còn cổ tay của lão tứ cũng suýt bị lão ngũ chém đứt. Hai nhà cũng hiểu biết không làm ầm lên mà đem thân nhân đến bệnh viện thành phố Phúc Xuân gần Lâm Tuyền để chữa trị. Chuyện xảy ra cũng không báo lên cảnh sát. Triệu Thiết Hải mặc dù biết tin nhưng hai nhà không báo thì y cũng coi như bỏ qua. Vì thế những đám ong ve này cách vài tháng lại xảy ra chuyện chém người nhưng tự giải quyết hay có người thứ ba ra mặt nên cũng không phiền đến công an. Hiện giờ kẻ thứ ba trong Lâm Tuyền Tam Bá là Lý Đức Quý bị Diệp Phàm giết, còn Lý Hoành Sơn thì chắc là muốn đoạt vị trí, bởi vì Lý Nghiêu chính là Lý Hoành Sơn gọi ra. Tuy nhiên không được hai tên còn lại là Đại Bá Tiêu Hổ Thạch và Nhị Bá Hồ Thất thừa nhận, còn bị vây ép. Chủ yếu nhất là chưa cho thấy được thực lực. Vì vậy nên vừa rồi trong phòng mới có ba nhóm nhân mã, nguyên nhân là do Hồ Thất và Tiêu Hổ Thạch tranh giành bãi cát ở suối Lâm Tuyền, vốn cát ở đây rất tốt, có rất ít tạp chất. Tuy nhiên bãi cát tốt dọc theo hai bên suối cũng đã bị hai tên kia chiếm hết rồi. Hiện giờ Lý Hoành Sơn muốn tiếp nhận bãi cát của Lý Đức Quý nên kêu Lý Nghiêu tới nói chuyện một chút, ai ngờ Lý Nghiêu còn chưa mở miệng thì đã bị hai vị lão đại Hồ Thất và Tiêu Hổ Thạch tranh giành. May là có Diệp Phàm ở đây, nếu không thì quán của Thái Tây Thi đã bị phá hủy. Nếu thật là vậy thì Thái Tây Thi đầu cũng không dám lộ ra vì báo cảnh sát mặc dù lấy được ít tiền nhưng sau đó để đám ong ve này tìm tới thì phiền phức rồi. Hổ Gia, anh Hồ, vị này là anh Diệp ở tổ công tác của thôn Đập Thiên Thủy, tộc trưởng Tuyên Thạch còn phải gọi một tiếng anh Diệp, ha ha. Thằng danh Lý Nghiêu này rất mau mắn, đảo mắt một cái đã tính chuyện cáo mượn oai hùng. Vừa rồi mở miệng nói chuyện tiếp nhận bãi cát, đáng tiếc hai vị lão đại không nể mặt, đang cảm thấy không có hòn núi nào để dựa vào thì có một nhân vật lợi hại như vậy liền vội vàng kéo ngay vào. Dựa vào quan hệ của hắn với anh Tuyên Thạch và anh Hoành Sơn biết đâu lại có thể lấy lại bãi cát. Thằng danh này không ngốc à? À, mấy tên đàn em gan nhỏ đều kêu lên thất thanh, phải biết rằng Lý Tuyên Thạch là đại ca của cả Ngư Dương. Tuy nói y sống ở thôn Đập Thiên Thủy. Rất ít khi đi ra ngoài nhưng trong đám ong ve đều biết đại thủ lĩnh Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng của huyện Ngư Dương gặp mặt y còn phải kêu một tiếng anh Lý. Tuy nói là Ngọc Thế Hùng tôn kính y,
nhưng nếu không có bản lĩnh gì sao để cho Kháo Sơn Hổ phải tôn kính. Còn vị tổ trưởng Diệp gì đó còn ghê hơn, đến Lý Tuyên Thạch còn phải kêu một tiếng anh Diệp, đây không phải nói Kháo Sơn Hổ còn phải kêu hắn là anh của anh rồi. Quá trâu bò! Trong lòng của Hồ Thất và Tiêu Hổ Thạch mơ hồ đều cảm thấy kinh hãi, tuy nhiên ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ hết sức tự nhiên. Bọn họ đương nhiên biết Lý Tuyên Thạch, cũng biết lợi hại nhất không phải là Lý Tuyên Thạch mà chính là tộc trưởng Lý Viêm Đình, người này trước giải phóng là lão đại của Ngư Dương, thậm chí là cả thành phố Mạc Hương. Hồi đó có một tên thổ phỉ cùng hung cực ác của Ngư Dương tên là Lang Tứ Gia lưu lạc đến thôn Đập Thiên Thủy, ý định xưng bá ở đó. Cuối cùng bị Lý Viêm Đình dẫn theo đệ tử nhà họ Lý và người thôn Đập Thiên Thủy đem bọn Lang Tứ Gia gồm cả trăm người có súng đuổi ra khỏi thôn Đập Thiên Thủy. Lúc ấy Lý Viêm Đình chỉ bằng một cây cuốc đã đánh chết bốn tên thổ phỉ hung hãn mới dọa cho Lang Tứ Gia trốn vào một cái ao, cuối cùng bị quân giải phóng tiễu trừ bắn chết ở một chỗ hẻo lánh. Nơi đó cũng chính là chỗ mà Diệp Phàm bắt chuột sói lông xanh. Tuy nhiên Tiêu Hổ Thạch và Hồ Thất giật mình nhưng một thằng danh Diệp Phàm cũng không phải là Lý Viêm Đình, cũng không phải là Lý Tuyên Thạch. Bọn chúng chưa từng nghe nói qua bản lĩnh của Diệp Phàm, đoán chừng Diệp Phàm là nhân viên chính phủ. Nhà họ Lý chọn chủ tịch thôn cần hắn hỗ trợ nên Lý Tuyên Thạch gọi Diệp Phàm là anh Diệp cũng là chuyện bình thường. Chương 89, Người Mạnh. Thôn Đập Thiên Thủy chỉ bởi vì một chức chủ tịch thôn mà đánh nhau chí chết, cho nên hai người sau khi kinh hãi thì cũng bình tĩnh lại, vẫn mang tâm lý khinh thường một thằng danh chưa mọc râu. Hơn nữa nhìn hắn cũng không cường tráng, da rẻ lại trắng trẻo, khuôn mặt non choẹt, tuy rằng không giống đàn bà nhưng nói để đánh nhau thì tuyệt đối không thể. Hai người nhìn mãi không ra dáng là người luyện võ, chức vụ thì cũng chỉ là tổ trưởng cấp trưởng ban cấp 1, không tính là cán bộ chính thức. Lâm Tuyền Tam Bá ngay cả phó chủ tịch thị trấn cũng dám chọc vào thì sao còn sợ một tổ trưởng cán bộ thôn. Vì thế cả hai quyết định cho Diệp Phàm xuống ngựa, mày không phải là quan sao, vậy để tao tìm quan đến trị mày. Cán bộ sợ nhất là cán bộ to hơn nhìn đến, cả hai liếc mắt một cái sai khiến đàn em ra ngoài gọi điện thoại. Tâm tư hai thủ lĩnh bây giờ là làm sao không để cho Lý Hoành Sơn tới tiếp nhận được địa bàn, chủ yếu nhất là nghe nói Lý Viêm Đình giờ đã bị tàn phế rồi, chỉ còn ngồi được trên xe lăn. Một ông già tàn phế thì có gì phải sợ, hơn nữa bãi cát này lại rất tốt, nghe nói còn có cả đá răm phẩm chất cao. Trước kia nghe nói thằng em Lý Đức Quý có doanh thu một năm tới 20 vạn, số lượng không nhỏ. Hai thủ lĩnh cũng đã ngắm nghía từ lâu nhưng chẳng qua ông Đức Quý không phải là dễ trêu. Lại có quan hệ rất thân thiết với chủ tịch thị trấn Ngô, hơn nữa lúc đó Lý Viêm Đình còn oai phong nên nín nhịn chờ thời cơ. Bây giờ thì đã khác ngày xưa rồi. Nói mau, rốt cuộc là người nào dám đánh Xuân Hương và Tuyết Liên, tự tát lại bản thân cho tôi mấy cái là được. Diệp Phàm bình tĩnh ngồi trên ghế đốt thuốc, thậm chí còn thong thả nhả khói ra hình vòng tròn. Ha ha, thằng danh mày cũng trâu bò quá chứ. Đồ đầu bê đâu cũng đến dám đến thị trấn Lâm Tuyền xưng hảo hán. Tao nhổ vào, ông mày không đánh cho mày kêu cha gọi mẹ ra thì không phải là người nhà họ Tiêu. Lúc này có một tên có tập luyện qua võ thuật nhìn người gồ ghề như một cái cây tên là Tiêu Đại Xuyên đứng phía sau Tiêu Hổ Thạch đã nhịn không được, chắc là chính gã đã đánh Xuân Hương nên ra tay rất tàn nhẫn. Nhìn bộ dạng chắc cũng tập tành được mấy năm, nếu chúng đòn e là không dễ chịu. Đám Tiêu Hổ Thạch và Hồ Thất cũng im lặng không lên tiếng xem kịch vui, bọn chúng muốn ước lượng xem thằng danh này được bao nhiêu phân lượng. Ha ha! Diệp Phàm cười nhạt, thuận tay cầm một đôi đũa trên bàn lên. Hổ gia và anh Hồ cảm giác mình hoa mắt, quả đấm to tướng của Tiêu Đại Xuyên đã bị đôi đũa kia kẹp cứng. Tiêu Đại Xuyên sửng sốt, ánh mắt chấp chấp, căn bản là không tin thiết quyền của mình lại bị một đôi đũa trúc tầm thường kẹp lại, nếu là đũa thép thì còn có thể. Gã nổi điên lên chửi, con mẹ mày, rồi vận sức rút quả đấm ra muốn đánh lần nữa. Câu chửi này phạm vào điều tối kỵ của Diệp Phàm nên nhẹ nhàng nhấc tay lên, Tiêu Đại Xuyên cảm giác tay có thể rút ra thì lại đánh tới. Gã chỉ thấy trước mắt hoa lên rồi thấy đôi đũa đã đập vào thiết quyền của mình, tuy nhiên trên đôi đũa đã có nội kình của người tập vào quán chú vào. Gã còn không biết nên liếc mắt khinh thường cười nói. Mẹ kiếp! Một đôi đũa trúc cũng có thể đối kháng với tay của Tiêu gia ta sao, tay của Tiêu gia ta là để. Chưa kịp nói xong thì đã vang lên tiếng xoẹt một cái, Tiêu Đại Xuyên cảm giác đầu ngón tay mình đau nhức. Cả đám nhìn vào thì giống như tự Tiêu Đại Xuyên tự đem ngón tay đụng vào đôi đũa trúc của Diệp Phàm, còn đôi đũa thì đứng yên, thật ra thì tốc độ của đôi đũa quá nhanh nên trong mắt của cả đám dường như là không chuyển động.
Không lâu sau, Tiêu Đại Xuyên ôm lấy bàn tay kêu lên như heo bị chọc tiết. Anh Hổ, đồ con hoang này đã đánh gãy ngón tay của em, anh Hổ. Bịch, lại vang lên một tiếng kêu trầm đục, Tiêu Đại Xuyên đã bị Diệp Phàm lơ đãng giơ chân nhẹ nhàng đá một cái văng bịch vào tường nằm mềm xòe y, mãi không gượng dậy nổi. Đồ con hoang, thử kêu gào nữa đi, ha ha, dám chửi tao sao, là mày tự gây họa đấy nhé. Diệp Phàm cười nhạt, thoải mái buông đôi đũa trúc xuống như không có chuyện gì xảy ra. Lý Ngưu, bọn mày cũng thấy vừa rồi tao chỉ tự vệ thôi có đúng không? Diệp Phàm quay đầu lại nói với đám người Lý Ngưu vẻ đùa cợt. Đúng thế, anh Diệp đương nhiên là chỉ tự vệ rồi, Đại Xuyên sao lại tự mình đem tay chạm vào đũa của anh Diệp làm bẩn đũa của anh ăn cơm. Lý Ngưu vội vàng phụ họa, mấy người họ Lý bên cạnh cũng gật đầu cười xác nhận. Tiêu Hổ Thạch đối diện xanh mét, đang muốn phát tác thì liếc thấy nụ cười giả tạo của Hồ Thất liền lập tức ngồi xuống, trong lòng tức giận mắng thầm, mẹ kiếp. Hồ Tử cũng không tốt đẹp gì, muốn mình cùng sống mái với họ Lý ư, không có cửa đâu. Lại còn chưa rõ lai lịch của tổ trưởng Diệp là sao nữa, chắc là cao thủ hạng nhất rồi, con mẹ nó. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Ừ, Tiểu Diệp, tới ăn cơm a. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng trầm trầm. Tiêu Hổ Thạch lập tức đứng lên rút thuốc ra mời. Chú Út tới rồi, mời ngồi. Phó Chủ tịch Tiêu, anh mạnh khỏe chứ? Diệp Phàm lên tiếng, mắng thầm thì ra là có chỗ dựa, nghĩ là ông mày sợ sao? Không lâu sau, đồn phó đồn công an thị trấn Lâm Tuyền, Hồ Đức Lượng cũng tiến vào phòng, rõ ràng là tới chống lưng cho Hồ Thất. Chú Út, thằng danh này chặt đứt đầu ngón tay của cháu rồi, chú phải làm chủ cho cháu. Hồ Đại Xuyên kêu oan. À, phải không Tiểu Diệp, thanh niên ra tay không biết nặng nhẹ, chặt đứt đầu ngón tay của người khác cũng coi như đả thương, là phạm tội hình sự rồi có phải không đồn phó Hồ? Phó Chủ tịch Tiếu lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm rồi quay sang hỏi Hồ Đức Lượng. Thực ra thì Diệp Phàm đang nắm 10 vạn đồng, Tiêu Trường Hà là phó chủ tịch quản lý giao thông thị trấn Lâm Tuyền đã sớm ngắm nghía. Y vốn tính toán chia được một chén canh trong số tiền kia, ai dè không được một đồng. Đang ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết thì lại vừa khéo tìm được cớ chỉnh thằng danh này, đừng tưởng rằng có Tần Chí Minh chống lưng thì làm loạn. Đừng bảo là đánh gãy đầu ngón tay, dù chỉ đánh gãy răng cũng phải tù nửa năm. Ha ha, tổ trưởng Diệp, cậu phải biết rõ điều này chứ. Hồ Đức Lượng căn bản không hỏi nguyên nhân, thoáng cái đã chụp nguyên bồn cầu lên đầu Diệp Phàm, bức người nhận tội. Hồ Đức Lượng vẫn luôn tranh giành vị trí đồn trưởng đồn công an thị trấn Lâm Tuyền. Nghe nói là sau khi sáp nhập, đồn trưởng ở đây có thể thăng lên cấp phó phòng, biết đâu còn là cục phó cục công an huyện kiêm nhiệm. Cái chức béo như vậy ai dè vừa rồi Triệu Thiết Hải may mắn đi theo đội trưởng Lý và hai cục phó phá được vụ án Điêu Lục Thuận, mộng đẹp làm đồn trưởng tan thành mây khói. Y nghe thoáng qua vụ án này có quan hệ đến thằng danh họ Diệp này. Đang ôm một bụng tức, Triệu Thiết Hải thì không thể đụng vào, nhiều nhất chỉ làm một vài thứ âm thầm ngáng chân. Vì thế hôm nay cũng chút lửa giận lên người Diệp Phàm. Ha ha, tôi làm sao mà đánh gãy ngón tay người khác chứ, Phó Chủ tịch Tiêu và đồn phó Hồ bị kẻ xấu dắt mũi rồi, các vị ở đây có thể làm chứng chứ. Diệp Phàm vẫn thản nhiên, thầm nghĩ đúng là hai tên dở hơi tìm mình gây sự. Người nào làm chứng, là các ngươi sao? Bà chủ Phạm, cô lên tiếng đi, đừng nói lung tung coi như làm chứng giả đấy, tống cổ vào tù đấy. Đồn phó Hồ giơ ngón tay bép mập chỉ vào Phạm Xuân Hương và Liễu Tuyết Liên đang sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Chương 90, Phúc Tướng. Tôi. Phạm Xuân Hương bị dọa cho sợ đến run rẩy, lắp ba lắp bắp. Những người này làm sao bọn cô có thể chọc vào, mình chỉ là một quán cơm nho nhỏ, dù thế nào cũng phải chịu nhún. Chúng tôi làm chứng. Đám người Lý Ngưu đứng ra nói lớn. Bọn họ biết tổ trưởng Diệp xưng huynh gọi đệ với phó chủ tịch huyện Trương và thần tài cục trưởng Triệu cho nên không sợ. Đồn phó Hồ, bọn chúng không tính. Tiếu Đại Xuyên đắc ý nói, ngón tay giờ cũng đỡ đau nên đã chỉ được. Như vậy đi tổ trưởng Diệp, cậu bồi thường cho Đại Xuyên mấy ngàn tiền thuốc thì coi như xong. Cậu vừa mới tốt nghiệp, nếu có tiền án thì phiền hà đấy. Trong người cậu còn có ít tiền sửa đường đấy, bản thân mình. Tiêu Trường Hà nói ra vẻ rất quan tâm Diệp Phàm. Thì ra là lão này muốn nhòm ngó 10 vạn đồng của mình. Diệp Phàm mắng thầm. Ừ, Phó Chủ tịch Tiêu đã nói vậy thì coi như xong, tổ trưởng Diệp sau này nên cẩn thận một chút, đừng ra tay bừa bãi.
Hồ Đức Lượng ra vẻ độ lượng. Sao phải xin lỗi, người nói xin lỗi là Tiếu Đại Xuyên không phải là tôi. Nếu đồn phó Hồ cứ nhất quyết là tôi làm vậy thì tôi chấp nhận điều tra. Xử phạt hay không xử phạt tự có người định, luật pháp quốc gia còn ở đó. Diệp Phàm quả quyết cự tuyệt, lắc đầu không chút sợ hãi, quay đầu lại nói với Lý Ngưu. Anh gọi điện thoại cho anh Thiết Hải, nói tôi tiếp nhận điều tra, bảo anh ấy về thẩm vấn. Điều tra cái gì người anh em? Có phải gọi anh đến điều tra cậu một bữa ăn bao nhiêu cơm, ăn luôn cả cô Xuân Hương rồi hay không? Tuy nhiên thằng em dạo này số đỏ, tiền không thành vấn đề. Cậu xem cục trưởng Chu cứ luôn càm ràm muốn thằng em mời khách. Cục phó Vu trên thành phố cũng đã nói rồi, hôm sau lên nhà hàng thành phố Mạc Hương phải bắt thằng em mời cơm, chuẩn bị đem tiền đi, anh chờ đấy, ha ha. Bên cạnh cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười khả ố của Triệu Thiết Hải. Ha ha, là anh Triệu và anh Chu à, đã ăn cơm chưa vậy? Diệp Phàm đứng lên chào hỏi. À, là cục trưởng Chu, mời ngài ngồi. Hồ Đức Lượng đột nhiên nhìn thấy cục phó Chu Bách Thành trên huyện tới thì vội vàng nịnh nọt. Y nghe nói rằng sau khi cục trưởng Vương lên làm bí thư chính pháp thì muốn từ chức cục trưởng để chuyên tâm bên mảng tư pháp, rất có thể Chu Bách Thành sẽ thăng lên làm cục trưởng. Ngay cả Tiêu Trường Hà cũng đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Người ta là thường vụ phó cục trưởng cục công an quyền cao chức, tuy nói là cùng cán bộ cấp phó phòng như mình nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Ừ. Chu Bách Thành đáp nhẹ, không nóng không lạnh, quay sang nói với Diệp Phàm. Đi, đi Bách Vị Các uống rượu ăn thịt chồn vàng với chúng ta đi. Cái này, em không đi được, còn phải tiếp nhận điều tra. Diệp Phàm vờ vịt ra vẻ khó khăn. Có chuyện gì vậy, xem bộ bàn rách ghế gãy như vậy cũng biết là có chuyện không hay. Thiết Hải, lập tức điều tra cho tôi, đáng phạt sẽ phạt, đây là thiên hạ của đảng, sao có thể tùy tiện đập phá quán cơm nhà người ta. Hừ, thằng em, chúng ta đi, Thiết Hải thì ở lại xử lý cho xong rồi hẵng đi. Chu Bách Thành thân thiết vỗ vai Diệp Phàm, lần này y có thể lên được vị trí cục trưởng cục công an huyện Ngư Dương, tuy không thể vào thường vụ nhưng cũng là tâm nguyện nhiều năm. Nói ra còn nhờ anh bạn nhỏ Diệp Phàm, nên hai tiếng anh em cũng là chân thành chứ không phải sáo rỗng. Lần này phá được vụ án Điêu Lục Thuận, bốn người Triệu Thiết Hải, Chu Bách Thành, Phu Kiến Thần, Lý Sương Hải đều nhận được huân chương và tiền thưởng, chắc là có thể đều lên được một cấp. Bởi vì vụ án Điêu Lục Thuận quá lớn, trong lòng bốn người đều coi Diệp Phàm là phúc tướng của mình, là một thằng em nhỏ thực sự. Thậm chí trong mắt Tổng đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh Lý Sương Hải thì phân lượng của Chu Bách Thành còn không bằng Diệp Phàm, quan hệ của y và Chu Bách Thành là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng với Diệp Phàm thì như là anh em. Ha ha, không có chuyện gì, là Đại Xuyên không biết chuyện có va chạm với người anh em họ Diệp đây. Đại Xuyên, còn không mau bồi tội cậu Diệp đi. Hồ Đức Lượng lúc này không thể không cúi đầu. Nhưng, vâng, Tiêu Đại Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Trường Hà đã nhướng mày hừ nói. Còn không mau đi, muốn vào cục cảnh sát phải không? Suốt ngày chỉ biết sinh sự là giỏi. Mẹ kiếp, ngươi u mê rồi có phải hay không? Thấy Tiêu Đại Xuyên còn chần chừ, Tiêu Hổ Thạch lập tức cho gã một cái bạt tai. Y giận đến muốn chết, Lâm Tuyền Tam Bá dù trâu bò đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ dám quậy trong vòng khuôn phép. Nếu quả thật nhắm chúng Chu Bách Thành sắp lên cục trưởng cục công an, làm cho y tức giận điều tra ra hết chuyện xấu của mình thì không chừng tù cả nút. Hiện giờ y rất hối hận, không ngờ thằng danh họ Diệp lại có lai lịch như vậy. Chẳng những xưng huynh gọi đệ với cục phó Chu mà qua miệng của Triệu Thiết Hải còn loáng thoáng nghe được là cục phó Vu gì đó ở thành phố cũng là anh em với hắn, tên châu bò như vậy sao mình có thể đụng tới. Hồ Thất ở bên cạnh cũng âm thầm kêu may mắn, nhìn Diệp Phàm có vẻ sợ hãi, trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp. Không ngờ thằng thư sinh này lại là một đại thần, ông mày chọc vào thì toi rồi. Coi như vậy đi, nói xin lỗi thì miễn, sau này chú ý một chút là được. Cô chủ Phạm. Cô nhanh tính xem bàn ghế hư hỏng hết bao nhiêu, nói ra một con số cho anh Triệu là được, cục phó Chu thấy sao? Diệp Phàm đỡ Phạm Xuân Hương dậy nhẹ nhàng nói rồi quay sang hỏi Chu Bách Thành, dù sao mới vừa rồi y cũng bảo phải xử lý nghiêm khắc. Anh Diệp, chúng tôi lập tức cho thay mới. Tiêu Đại Xuyên đúng là nhân vật co được giãn được, lập tức lật mặt gọi một tiếng anh Diệp. Ừ, sau này chú ý một chút. Chu Bách Thành nghiêm mặt hừ một tiếng. Coi như cho Diệp Phàm đầy đủ thể diện. Lý Ngưu, sau này bãi cát cậu có thể nhanh chóng tiếp quản,
nghe nói bên thị trấn Giác Lâm đang có một tòa nhà cần một khối lượng lớn cát đá. Tiêu Hổ Thạch thân mật vỗ vai Lý Ngưu, khéo léo bán cho Diệp Phàm một mối nhân tình, ý nói là bản thân mình đã buông tay. Đúng vậy, Lý Ngưu sau này cần liên lạc với người bán cát cứ tìm tôi nhất định có thể giúp được. Hồ Thất cũng không cam chịu đi sau. Không có chuyện gì rồi anh Chu, anh Triệu, tối nay đi uống thôi. Diệp Phàm cười nói. Em gái nuôi, anh đi đây, sau này có chuyện gì gọi điện cho anh. Phó Chủ tịch Tiêu, đồn Phó Hồ, có đi uống vài chén không? Diệp Phàm cố ý hỏi vì hắn biết hai tên kia sẽ không đi, bởi vì Chu Bách Thành không muốn mời bọn họ. Đúng vậy. Tiêu Trường Hà và Hồ Đức Lượng vội vàng cung kính từ chối, nói là đã ăn rồi, hôm nào bọn họ mời khách vân vân. Tuy nhiên trong lòng cũng bớt giận Diệp Phàm, cảm thấy thằng danh này vậy mà biết nhìn đại cục, không đến nỗi quá chèn ép bọn họ. Thật ra Hồ Đức Lượng đúng là muốn đi, khó có thể có cơ hội ngồi cùng với cục trưởng tương lai nhưng Triệu Thiết Hải đâu cho y cơ hội, quay đầu đi luôn, trong lòng còn mắng thầm, mẹ kiếp. Chơi ông hả, biết rõ Diệp Phàm là anh em của ông còn muốn ra tay. Buổi tối, Diệp Phàm uống ngà ngà say, khi trở lại phòng thì đã 12 giờ. Sau khi tắm rửa qua quyết đang muốn lên giường ngủ thì tính trẻ con lại nổi lên, vận thuật thần nhĩ áp vào vách tường liền với phòng của Thái Đại Giang nghe xem lão quỷ đó có cách chơi gì mới không. Thật ra thì có thể nghe được một số tin tức liên quan đến mình mới là trọng yếu, đặc biệt là tình hình sáp nhập và cuộc bầu cử ở thôn cũng vào thời khắc quan trọng. Lúc tối uống rượu đã nghe Chu Bách Thành nói về việc sáp nhập đã gửi công văn lên trên, thành phố cũng đã đồng ý. Trên nguyên tắc thì bí thư và chủ tịch xã Khanh Hương sẽ chuyển sang làm phó bí thư và phó chủ tịch thị trấn. Chương 91, con run ra mềm. Tin tức xấu nhất chính là sau khi hợp nhất, bí thư, chủ tịch xã và các ban bệ khác của xã Khanh Hương trên nguyên tắc không chuyển tới các nơi khác của huyện Ngư Dương mà đều nhắm đến thị trấn Lâm Tuyền. Điều này thì đúng là không ổn, thị trấn Lâm Tuyền vốn vượt biên chế nghiêm trọng. Giờ lại nhét vào một số lượng lớn người như vậy thì nhất định là sẽ có một nhóm lớn chủ nhiệm xuống ngựa. May ra là chỉ có mấy đảng ủy viên là an ổn nhất, tuy nhiên cũng không thể nói là lã vọng buông cần, biết đâu bên trên lại có điều chỉnh. Hiện giờ một vài phó chủ tịch thị trấn như đang ngồi trên đống lửa lo cho cái mũ quan của mình. Trong lòng Diệp Phàm cũng lo lắng không biết mình sẽ bị nhét vào đâu, vốn hắn nghĩ như lời hứa hẹn của bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương và chủ tịch huyện Trương Tào Trung. Nếu làm tốt cuộc bầu cử ở thôn Đập Thiên Thủy thì sẽ sắp xếp một vị trí phó chủ tịch thị trấn có thực quyền. Bây giờ với tình hình đang nhiễu nhương, số cán bộ của xã Khanh Hương có nhét vào một chiếc sọt lớn cũng không hết, chức vụ phó chủ tịch thị trấn chắc cũng đừng nghĩ đến, có thể tới phòng ban nào đó làm chủ nhiệm là tốt rồi. Nhìn tình hình Lưu Trì gần đây hoảng hốt có thể thấy thằng danh này giờ có giữ được cái chức chủ nhiệm ban tổng hợp cũng là khó khăn. Theo lý mà nói thì sau khi hợp nhất, chức chủ nhiệm ban tổng hợp sẽ do phó chủ tịch xã hoặc phó bí thư xã Khanh Hương đảm nhiệm, Lưu Trì may ra thì có thể được làm nhân viên. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại, vốn định đi hoạt động một chút nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vốn quen biết được mấy người bên công an thì tác dụng cũng không lớn. Người thích hợp nhất là tài thần Triệu Bính Kiện và phó chủ tịch huyện Trương Tân Huy. Tiếc là chuyện mà Trương Tân Huy nhờ mình vẫn chưa làm xong, phải tiến hành ngay nhưng phải kín đáo mới được. Lúc vừa rồi uống rượu, Diệp Phàm lợi dụng lúc đi toilet đã gọi điện thoại cho Trương Tân Huy nói chuyện mình định lợi dụng Liễu Tuyết Liên để thay mận đổi đào. Trương Tân Huy nghe chuyện thì cười ha hả, cực kỳ cao hứng, luôn miệng khen đầu óc Diệp Phàm linh hoạt nghĩ ra kế hay. Y còn đồng ý nếu chuyện có thể thành thì sẽ tìm việc làm cho Liễu Tuyết Liên trong thị trấn, một năm sau sẽ chuyển chính thức. Sau đó y lập tức gọi điện thoại cho hiệu trưởng học khu Lâm Tuyền Lan Tiến Huy bảo Gia Lâm sớm ngày mai về học khu Lâm Tuyền có việc. Sau đó vào lúc ăn trưa thì Diệp Phàm sẽ kiếm cớ kéo Trương Gia Lâm tới quán Xuân Hương để gặp Liễu Tuyết Liên. Vào hồi đó, trung tâm giáo dục và học khu của thị trấn Lâm Tuyền còn tách ra, trung tâm giáo dục là do học khu quản lý, không giống như giờ hợp nhất lại, không còn phân cấp học khu. Đang lúc Diệp Phàm suy nghĩ lung tung thì bên kia trường đại chiến đã bắt đầu. Anh chết đi, nếu lần này không xếp cho em vị trí tốt thì không yên được đâu, a. À. Nặng một chút, sâu một chút, a. À. Thoải mái. Một giọng nữ dâm đãng truyền vào tai Diệp Phàm. Kỳ quái, hình như không giống giọng lần trước là Điền Phù Dung bên ban đảng chính, chẳng lẽ là đổi người rồi. Ngoá nó, lão quỷ thái này rốt cuộc là có bao nhiêu tình nhân, con mẹ nó chứ, thoải mái thật. Diệp Phàm tức giận mắng,
thầm nghĩ mình vừa mới quen ân ái với Diệp Nhược Mộng thì đã xa cách cũng hơi đau lòng. Tuy giờ có thể tiến triển với Thái Tây Thi nhưng hắn vẫn cảm thấy khó cưỡi lên người một bà quá. Mặc dù nghe Xuân Thủy nói là tuổi của chị cô thật ra cũng không lớn, chỉ mới 23. Lúc ấy, anh họ nàng mới kết hôn được nửa năm thì anh họ cô đã ra đi rồi, hơn nữa Thái Tây Thi đầu còn chưa sinh đẻ, thân thể và bầu ngực quyết không thua kém cả thiếu nữ mới lớn. Mới vừa rồi đi uống rượu say về đi ngang qua quán Xuân Hương, Thái Tây Thi nhìn thấy một mực kéo hắn vào quán rửa mặt cho tỉnh táo, rất giống như nhân tình. Tuy nhiên cũng chẳng biết là thật hay giả, lòng dạ phụ nữ vốn khó đoán. Bởi vì vừa rồi biểu hiện của Diệp Phàm quá mức ưu tú, ngay cả Lâm Tuyền Tam Bá trước mặt hắn cũng phải chịu nhún. Một bà quá như Thái Tây Thi mở quán cơm không có ai bảo kê chắc chắn là không ổn, đám ong ve kia cứ đến ăn rồi nói ghi nợ thì cũng hết cách. Người ta cũng không phải là không trả tiền, chẳng qua là tạm thời thiếu nợ, báo cảnh sát cũng vô dụng. Cho nên Thái Tây Thi suy đi nghĩ lại rồi quyết định phải dựa vào Diệp Phàm. Muốn vậy mà bản thân mình cũng không thể giúp được gì hắn, cũng chỉ có thân thể mà mọi đàn ông trong thị trấn Lâm Tuyền này đều thèm muốn. Thái Tây Thi thật ra cũng không phải là loại đàn bà lẳng lơ. Bình thường vì quán cơm cũng không thể tránh khỏi đám thực khách quấy rầy, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là không cẩn thận bị sờ soạng vài cái vào mông. Tuy nhiên trên ngực thì vẫn bảo vệ tốt, trên căn bản ngoài việc chủ động dựa vào tay Diệp Phàm thì chưa ai được động vào. Ai, người phải sống thật khó a. Thái Tây Thi thầm khóc, cắn răng quyết định dù thế nào cũng phải trói được Diệp Phàm, còn Diệp Phàm cũng ngây ngô không biết bản thân mình đã thành con mồi đáng thương của bà chủ quán xinh đẹp. Hắn đang mải mê nghe lén một trường chiến đấu ác liệt. Ừ, yên tâm đi Tuyết Muội bảo bối. Chủ nhiệm của ban sinh đẻ có kế hoạch Lâm Tuyền bọn anh sẽ không lên chức, em vốn là chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch của xã Khanh Hương, lúc đó anh sẽ hết sức cho em. Mẹ kiếp, lão quỷ Tần lão, chức chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch là của ông mày rồi, đè chết ngươi lão quỷ này. Thái Đại Giang tạm thời đem chỗ kín của tình nhân làm Tần Chí Minh, ra sức thọc cái gậy vào. Tốt, cố lên, sẽ đè chết lão quỷ Tần đấy, Khanh khách. Ả đàn bà có tên là Tuyết Muội kia cười dâm đãng. Ả làm vậy cũng là bất đắc dĩ, bản thân mình cũng không có nhiều bản lĩnh, sau lưng lại không có chỗ dựa gì lớn. Vì vị trí chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch đành phải dùng thân thể mập mạp đổ lấy, tuy nhiên chồng Ả vì tử sắc quá độ nên đã trúng độc mà chuyển thế đầu thai. Đang lúc đó thì Trịnh Tuyết Muội này lúc ăn cơm ở quán rượu trên huyện thành Ngư Dương lại gặp Thái Đại Giang. Lúc ấy Thái Đại Giang đã bị Trịnh Tuyết Muội với cặp ngực cực lớn làm cho chảy nước miếng. Thật ra thì Trịnh Tuyết Muội cũng chẳng phải là sắc nước hương trời gì, chỉ có thân thể rất mập mạp, cặp mông to như cái phản, bầu vú như cái hổ lô, mà Thái Đại Giang lại có sở thích về phương diện này. Hai người như rơm khô gặp lửa, đêm đó ở khách sạn Ngư Dương làm đủ các trò hay, cái gì mà vác cầy qua núi, quan âm ngồi tòa sen, doggy.etc. Mấy tư thế này là học trộm của Linh Mộc Anh Tử trong phim JAV của Nhật Bản. Vì cái mũ quan nên Trịnh Tuyết Muội tận tình hầu tiếp nên để cho con run của Thái Đại Giang quấy rối. Song tiểu đệ đệ của Thái Đại Giang thực sự hơi nhỏ một chút, đặc biệt khi đi vào sơn động của Trịnh Tuyết Muội chẳng khác đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, Trịnh Tuyết Muội cũng chẳng cảm thấy kích thích gì chỉ ra bộ rên rỉ để y cao hứng. Ai, thỏa mãn Thái Đại Giang một chút cho y cao hứng vậy. Lần hợp nhất này, một số phòng ban bỏ đi chuyện gì cũng dám làm ra. Tuy nhiên từ đáy lòng Trịnh Tuyết Muội đúng là rất bất mãn với cây gậy nhỏ của Thái Đại Giang, e là chỉ lớn hơn con run một chút xíu. Chỉ làm được vài nhát đã ỉu xìu khiến Trịnh Tuyết Muội khóc không ra nước mắt, mỗi lần đang ở cao trào thì đều bị lão Thái đạp xuống, tư vị thống khổ hẳn là không dễ chịu. Nghe nói lão quỷ Tần gần đây rất cưng chiều một thằng nhóc tên là Diệp Phàm, định sắp xếp cho hắn làm chủ nhiệm ban đảng chính sau khi Vương Nguyên Thành điều lên huyện. Ban này sau khi hợp nhất thì nhân số sẽ lên đến 40 người, rất uy phong. Trịnh Tuyết Muội có chút tiếc nuối, chắc là cũng muốn tranh giành, tuy nhiên tự biết phân lượng không đủ. Những ban bệ trọng yếu này dĩ nhiên sẽ do thân tín của Tần Chí Minh nắm giữ. Đáng tiếc Tần Chí Minh lại không thích thân thể mập mạp của ả, Trịnh Tuyết Muội khẳng định lão thích kiểu người thon gọn, thậm chí còn định giảm cân nhưng cuối cùng lại không dám thử. Biết đâu sau khi giảm cân Tần Chí Minh nhìn không vừa mắt mà Thái Đại Giang lại nổi giận thì mình trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Vì thế Trịnh Tuyết Muội đã làm ra quyết định sáng suốt nhất đời mình, hơn nữa Tần Chí Minh căn bản là không háo sắc, nếu không Trịnh Tuyết Muội. Chương 92, 100 vạn mang đến vài chuyện. Không ngờ bí thư Tần còn nhớ mình,
ngày mai phải đi tìm bí thư Tần hồi báo công tác mới được. Diệp Phàm nghe đến đó thì kích động trong lòng, vào lúc hợp nhất hỗn loạn này có thể đến làm chủ nhiệm một ban quan trọng như vậy thì quá vui mừng, không muốn cao hứng cũng không được. Thật ra thì Tần Chí Minh cũng không phải là hoàn toàn nhìn vào thành tích gần đây của Diệp Phàm mà nghe đâu là do Xuân Thủy mới có ý định này. Đoán chừng y còn có một chút tâm tư là làm mối cho Xuân Thủy và Diệp Phàm. Nếu như việc giữa Diệp Phàm và Xuân Thủy thành công thì y có thêm một đệ tử đáng tin, việc này chỉ có Diệp Phàm không biết mà thôi. Ừ, tin tức của em cũng nhanh nhạy đấy chứ. Lão quỷ Tần đã đánh tiếng với anh, tuy nhiên tạm thời anh chưa đồng ý. Vương Nguyên Thành cũng muốn đi lâu rồi nhưng cho dù cho Diệp Phàm lên thì cũng phải đổi lại bằng mấy vị trí khác mới được. Hiểu được chưa bảo bối, em cầm chắc vị trí chủ nhiệm của ban sinh đẻ rồi, ha ha. Anh vào sâu đây. Một cây gậy của Thái Đại Giang mãi không mò thấy đáy, cố nén giọng cười. Sao anh không cho luôn em làm chủ nhiệm bang đảng chính được sao? Trịnh Tuyết Muội làm nũng. Không được, em cho rằng chỉ riêng Tần Chí Minh là có thể quyết định được vị trí đó sao? Nếu là lúc trước thì còn có thể, nhưng sau khi hợp nhất xã Khanh Hương vào thì có khá phức tạp, nghe nói vị trí kia là do hai vị lão đại của huyện quyết định. Trước kia hai vị lão đại có từng hứa hẹn, giờ do hợp nhất nên không thể thực hiện nên phải tìm một vị trí tương đối để trấn an thằng danh Diệp Phàm, vì thế nên Vương Nguyên Thành mới được điều đi để nhường vị trí đó cho Diệp Phàm. Tuy nhiên thằng danh đó gần đây cũng rất may mắn, tiền kiếm được không ít, ngay cả bí thư thị ủy Dương cũng thích hắn. Nghe nói vừa rồi còn dám quát tháo với cả bí thư Dương. Tuy nhiên cũng chỉ là lời đồn, không biết có thật không. Anh nghĩ cho thằng danh đó ăn gan cóc tía cũng không dám quát tháo bí thư Dương. Mẹ kiếp, bịa đặt chuyện gì mà ngay cả chuyện liên quan đến bí thư Dương cũng dám bịa đặt. Thái Đại Giang dường như hơi tức giận rộng mạnh xuống làm Trịnh Tuyết Muội đau điếng hét toáng. Anh chết đi, làm sao dám dùng tay chứ, ngứa chết há. Không dùng tay. Không dùng tay thì làm sao con run nhỏ của anh đi vào được một nửa sơn động của mày, đúng là đuôi chuột ngoáy lọ mỡ mà. Thái Đại Giang tức giận mắng thầm, mặc niệm cho con run nhỏ của y một lát. Kỳ quái, sao mình dám quát tháo với cả bí thư Dương, lão quỷ thái này cũng nói bậy rồi. Diệp Phàm lắc đầu cảm thấy không có chuyện gì hay nên lê bước về giường ngủ. Lúc ấy Diệp Phàm vì cái chết của Diệp Nhược Mộng nên có nói gì cũng đâu nhớ. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Trương Gia Lâm đã lên học khu làm việc còn Diệp Phàm cũng chạy đến bí thư Tần báo cáo chi tiết công tác gần đây ở thôn Đập Thiên Thủy công tác. Nghe nói cậu phân ra 3 vạn kinh phí sửa đường đưa cho Chủ tịch Thái lên huyện tìm người vẽ bản quy hoạch thiết kế sửa đường có phải hay không? Tần Chí Minh ra vẻ vô tình hỏi. Đúng vậy bí thư Tần, cháu cũng không quen biết về phương diện này trên huyện nên phiền đến Chủ tịch Thái. Cháu nghĩ đường vào thôn Đập Thiên Thủy đã được bên quân đội làm ra hình dáng sơ bộ rồi thì dứt khoát phải sửa cho hoàn chỉnh, cũng coi như không phụ lòng những người dân thôn Đập Thiên Thủy đã chết, ai? Diệp Phàm cẩn thận trả lời, lén liếc nhìn Tần Chí Minh, không biết trong lòng y nghĩ như thế nào. Ừ, phải sửa chữa cho tốt, tuy nhiên có 10 vạn đồng mà muốn làm hoàn chỉnh thì không đủ nên phân ra 3 vạn để làm quy hoạch có chút. Bỏ đi, cậu tự có chủ ý của bản thân. Gần đây trong thị trấn sẽ có thể thay đổi nên cần phải bám sát công tác. Ai, vì đợt mưa lần trước mà đường xá ở thôn Đàm Đình, thôn Khê Khanh cũng hỏng hết cả, ngay cả xe lam cũng không vào được, e là hơi phiền. Tần Chí Minh vẫn thản nhiên nhìn không ra hỉ, nộ, ái, ố, tuy nhiên Diệp Phàm cũng đoán ra y mất hứng vì mình đưa cho Thái Đại Giang 3 vạn, xem bộ cũng muốn có phần. Y nói cái gì mà đường xá ở Đàm Đình? Khê Khanh bị hỏng không phải là có ý này sao, mẹ kiếp. Có 10 vạn đồng mà phân ra như thế thì còn sửa cái gì nữa, may mà còn có Nam Cung Hồng Sách quyên góp 100 vạn bằng không thì phải kiếm một chút chỗ công tử Lô Vĩ, nếu không thì vị trí chủ nhiệm ban đảng chính nguy rồi. Bí thư Tần, cháu muốn báo cáo chú một chuyện, tuy nhiên việc này cháu cũng không dám chắc chắn. Diệp Phàm hơi ngập ngừng. À, nói nghe một chút, không thành cũng không việc gì. Tần Chí Minh nói nhẹ. Thật ra thì vừa rồi y chỉ định nhắc nhở Diệp Phàm đừng đi lại quá thân mật với Thái Đại Giang. Bí thư Tần, hôm qua có một vị chủ tịch tên là Nam Cung Hồng Sách từ Hồng Kông tới, nói là muốn cảm ơn cháu vì đã báo thù cho con ông ấy nên có lòng tốt muốn quyên góp 100 vạn để sửa đường cho thôn Đập Thiên Thủy, tiền nào việc ấy. Tuy nhiên vì có việc gấp nên đi trước, nhưng giọng rất chắc chắn, nếu khi ấy không có chuyện thì đã thành rồi. Chuyện này ngay cả chủ tịch Thái cháu cũng không dám nói.
sợ làm không được thì mang tiếng. Giờ cháu chỉ nói riêng với chú. Diệp Phàm nói một hơi. 100 vạn, thật không? Tần Chí Minh đứng phắt dậy, trên mặt dù che giấu rất khéo nhưng cái miệng vẫn run rẩy bán đứng sự kích động trong nội tâm của y. Số tiền 100 vạn vào năm 95 dù là đối với một bí thư thị trấn cũng là một con số trên trời, huyện nào nghèo tài chính thu vào một năm cũng chỉ mấy trăm vạn, 100 vạn có thể làm bao nhiêu chuyện a? Thị trấn Lâm Tuyền tuy nói là thị trấn lớn nhưng vẫn hết sức khó khăn, nghe nói tiền lương giáo viên 3 tháng gần đây đều chỉ phát trước một nửa. Tiểu Diệp, chú hỏi thật cháu nắm chắc được mấy phần? Tần Chí Minh rõ ràng đã kích động. Sau khi vất bao phủ dung vương cho Diệp Phàm thì cứ đi lui đi tới trong phòng. 5, không, là 6 phần. Diệp Phàm đưa ra 6 ngón tay. Tốt, thật tốt quá, số tiền kia nhất định phải có được, chú đại diện cho đảng ủy thị trấn giao nhiệm vụ cho cháu. Vào 3 giờ chiều ngày mai, cháu chờ chú ở quán Tử Vân, chú sẽ dẫn cháu tới một nơi. Tần Chí Minh cao hứng nói. 100 vạn chính là trọng điểm, công việc của cháu phải lấy nó làm trung tâm. Nếu người của thôn Đập Thiên Thủy không đủ thì cứ nói. À, có muốn dùng xe Mitsubishi của chú hay không thì cứ dùng. Không cần bí thư Tần, cháu có mượn được xe của một người bạn trong một thời gian ngắn rồi. Lúc ấy Lô Vĩ có nói rằng đừng đem chuyện ở thôn ở Đập Thiên Thủy tiết lộ ra ngoài, chắc là sợ mấy quan huyện Hóa Duyên đòi hỏi gã đầu tư gì đó thêm phiền toái. Mấy ngày hôm trước, chuyên gia văn vật chứng thực cho Lô Vĩ cũng đã đi rồi. Hiện tại chuyện khai quật là chuyện riêng của nhà người ta, cũng không muốn ai dòm ngó đến. Sau khi ra khỏi trụ sở chính quyền, Diệp Phàm đi gặp Trương Gia Lâm như lời hẹn. Hai người đi bộ về quán cơm. Anh Diệp, anh tới rồi. Phạm Xuân Hương nhiệt tình ra đón dẫn Diệp Phàm vào phòng VIP. Mang thức ăn lên đi chị Xuân Hương, đói bụng lắm rồi. Diệp Phàm nháy mắt với Thái Tây Thi, cô nàng cũng khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu, chạy ra gọi Liễu Tuyết Liên. Hôm nay vì để tạo hiệu quả đặc biệt nên Diệp Phàm bảo Liễu Tuyết Liên phải thắt bím đuôi ngựa, mặc một cái áo màu vàng, quần nhung, hoàn toàn giống như bức ảnh của Lý Tuyết Hoa để tạo cảm giác sống lại cho Trương Gia Lâm. Quả nhiên là kinh ngạc lòng người. Liễu Tuyết Liên mặt mũi hơi đỏ bưng mấy món ăn đi vào phòng VIP. Trương Gia Lâm trong nháy mắt đã hóa đá, mồm miệng há hốc, đôi môi lập bập không biết nói cái gì. Vài giây sau, Trương Gia Lâm đột nhiên như mê sảng. Không hề có phong độ của một giáo viên, bắt lấy cổ tay của Liễu Tuyết Liên hô lớn. Tuyết Hoa, thật là em sao, anh không phải nằm mơ chứ, ô, thật sự là em sao. Trương Gia Lâm cứ lẩm bẩm vậy rồi nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của con gái nhà người ta khóc rưng rức như một đứa trẻ. Liễu Tuyết Liên cũng ngẩn ra, khuôn mặt càng lúc càng hồng rực như quả cà chua. Cô muốn rút tay lại nhưng Diệp Phàm bên cạnh cứ nháy mắt ra hiệu để yên. Một lúc lâu sau, chương 93, tình si, Trương Gia Lâm lại càng kích động. Tuyết Hoa, ngồi đi, sao em lại phải bưng thức ăn, muốn ăn cái gì để anh gọi món tốt nhất cho? Nói xong khăng khăng kéo Liễu Tuyết Liên vào ghế sau đó giống như đánh giặc công thành vọt ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu gọi Thái Tây Thi. Bà chủ, đem món ăn ngon nhất dọn lên đây, nhất định là phải ngon nhất, nếu không có thì ra chợ mua. Sau đó lại nhảy phốc lên lầu. Y cứ liên tục gắp thức ăn cho Tuyết Liên, si ngốc nhìn cô ăn cơm, đến nỗi Diệp Phàm ở bên cảm thấy mình là người thừa. Diệp Phàm biết Trương Gia Lâm đang trong cơn mê tưởng rằng Lý Tuyết Hoa còn sống, khi tỉnh lại thì không biết thế nào, nếu như có thể tiếp nhận Liễu Tuyết Liên thì thành công rồi. Một lát sau, mấy món ăn được dọn lên, Diệp Phàm cũng mấy chén với Gia Lâm làm y cũng ngà ngà, làm một phát hết 12 chén, nói cười vui vẻ. Em không phải là Lý Tuyết Hoa, cô ấy là chị em. Liễu Tuyết Liên cáu giận chừng mắt liếc bàn tay Trương Gia Lâm vẫn âu yếm trên người cô. Chị em, chuyện là sao? Tuyết Hoa sao lại có em gái, anh không tin. Không tin, Tuyết Hoa, là em gạt anh có phải không? Em không muốn ở cùng anh có phải không? Chú út không còn phản đối nữa đâu, để anh lập tức gọi điện thoại bảo người nhà tới ăn hỏi, em tin anh đi. Trương Gia Lâm cuống quýt, nếu không phải nhờ có Diệp Phàm giữ lại thì quả thật đã chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại. Gần nửa tiếng sau, Trương Gia Lâm mới hơi trấn tĩnh, Diệp Phàm lựa lời khuyên nhủ. Anh Trương, cô ấy quả thật là em gái sinh đôi của Lý Tuyết Hoa, lúc vừa sinh ra thì đến làm con nuôi ở thị trấn Giác Lâm. Diệp Phàm bất đắc dĩ kể lại chuyện của Liễu Tuyết Liên, dù sao cũng phải nói rõ ràng một lần.
giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh, tuy nói rằng hiện thực luôn tàn khốc. Trương Gia Lâm cũng đã bình tĩnh lại, nghẹn ngào vài câu rồi uống đến say mềm. Diệp Phàm không còn cách nào khác là đưa y về phòng, chạy đi chạy lại đến mệt nhoài. Trương Gia Lâm say rượu nôn mửa tung tóe, quần áo bẩn hết làm Diệp Phàm phải chạy ra ngoài mua để thay. Sau đó thì cả hai ngủ một giấc thẳng cẳng đến ngày hôm sau. Tổ trưởng Diệp, cảm ơn cậu, tôi không sao rồi, làm phiền cậu quá. Trương Gia Lâm sau khi tỉnh lại thì ân hận. Gia Lâm, người chết cũng đã chết rồi, người ở lại dù sao cũng phải sống. Anh xem Liễu Tuyết Liên là chị em song sinh với Tuyết Hoa, cô ấy đã mất chị gái thì anh cũng nên săn sóc, hai người thử tiến tới đi. Diệp Phàm khuyên nhủ Trương Gia Lâm, trong lòng cũng hơi đau đớn nghĩ tới Diệp Nhược Mộng, thầm nghĩ, ai? Khuyên người khác thì dễ, sao bản thân mình thì khó thế? Tổ trưởng Diệp, nhiều năm như vậy tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Nếu như Tuyết Hoa còn có em gái, lại xa nhà từ nhỏ vậy thì tôi phải có nghĩa vụ thay Tuyết Hoa chăm sóc cô ấy. Ha ha, tổ trưởng Diệp, vậy thì thử một chút, anh nói giúp tôi có thể Tuyết Liên như vậy không? Trương Gia Lâm hy vọng. Dĩ nhiên là có thể, tuy nhiên nếu anh cứ một mực ở lại thôn Đập Thiên Thủy thì cũng hơi khó, em nghĩ hay là anh về lại trung tâm giáo dục của Lâm Tuyền đi. Anh nghĩ xem, Liễu Tuyết Liên cũng đã 25, 26 tuổi rồi đó, một cô gái nhiều tuổi như vậy không nắm chặt thì e vịt luộc chín rồi lại vỗ cánh bay đi không chừng. Diệp Phàm đương nhiên xoáy ngay vào chuyện chính. Nói xong nhìn chằm chằm vào Trương Gia Lâm. Tốt, cảm ơn cậu, tổ trưởng Diệp, anh nói đúng. Để tôi lập tức nói cho chú Út, anh cứ lo việc anh đi, tôi đi đã. Trương Gia Lâm vội vàng ra ngoài, xem bộ rất quyết tâm. Ai, người anh em, chỉ mong anh lại có thể một lần nữa có được hạnh phúc. Nhìn Trương Gia Lâm rời đi, Diệp Phàm thở dài, một nỗi nghẹn ngào khẽ dâng lên trong lòng. Nhược Mộng, hy vọng em ở dưới kia cũng biết. Thù anh đã báo, nhưng thế thì làm sao chứ, người có còn đâu, ai? 3 giờ, Diệp Phàm đã ngồi đợi trong xe của Lô Vĩ ở quán Tử Vân. Hắn cứ suy nghĩ không biết Bí Thư Tần gọi mình đến đây để đi lên huyện có việc gì, nếu là báo cáo công tác thì cũng đã báo rồi. Từ thị trấn Lâm Tuyền đến huyện Ngư Dương ngồi xe cũng phải mất nửa giờ, 3 giờ mới khởi hành thì đến Ngư Dương đã tan giờ làm rồi. Nếu như không phải đi báo cáo công tác thì vì chuyện gì? Chẳng lẽ là đi ăn cơm, giao lưu với ai đó? Đi ăn cơm với ai? Tại sao Lai gọi mình? Chẳng lẽ vì mình uống được rượu sao, hay là do Xuân Thủy nói lại, có thể lắm, bây giờ nhiều lãnh đạo thích mang theo thủ hạ uống được rượu. Mẹ kiếp, mình thành tựu bảo rồi. Đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe già nua của Bí Thư Tần chạy tới rầm rầm. Bí Thư Tần vẫn tương đối tiết kiệm, xe này là xin từ trên huyện về. Còn xe của Chủ tịch Thái là một chiếc xe mới toanh, mấy người buôn chuyện còn trước mặt Bí Thư Tần nói là xe của Bí Thư không bằng xe của Chủ tịch, Tần Chí Minh nghe xong cũng chỉ cười mà không để trong lòng. Chiếc xe Mitsubishi phanh két một cái trước quán Tử Vân, tài xế Dư Phi của Bí Thư Tần mở cửa xe ra trước ngó nghiêng một lúc, chắc là đang tìm Diệp Phàm vì gã căn bản không nghĩ là tổ trưởng Diệp lại đang ngồi trên một chiếc Mitsubishi mới keng. À, anh Dư, em ở đây, anh cứ đi trước đi. Em theo sau cũng được. Diệp Phàm cũng phát hiện ra Dư Phi nên vội vàng gọi. Ừ, tổ trưởng Diệp, châu bò thật, xe của ai đấy? À, còn mới tinh nhé, chắc là phải 30-40 vạn. Dư Phi hâm mộ đến chảy nước miếng sờ soạng xe của Diệp Phàm giống như đang âu yếm mỹ nhân. Diệp Phàm cười nói. Không nhiều lắm, nghe nói là 40 vạn, xe mượn đấy, em sao có tiền mua thứ đồ chơi này? Diệp Phàm vừa nói vừa xuống xe đi lại phía Tần Chí Minh. Tiểu Diệp, xe này không tệ, bạn cậu rất có tiền đấy. Tần Chí Minh cười rất hiền lành. Ha ha, gã nói là cũng có một ít, cháu cũng không rõ lắm. Diệp Phàm nói qua quýt. Sợ Tần Chí Minh ngồi lâu bốc hỏa nên Dư Phi cũng vội vàng trở về khởi động xe. Hai chiếc xe Mitsubishi chạy về hướng huyện thành Ngư Dương. Trên đường mấy người dừng lại nghỉ ở thị trấn Nam Khê một lát, thấy chủ tịch thị trấn Nam Khê Trung Minh Đào ngồi trên một chiếc Santana 2000 mới tinh cũng đi về hướng huyện thành. Lão Trung, lúc nào phát tài cho tôi mượn chút nhé, ha ha, đổi xe rồi hả? Tần Chí Minh nhìn lướt qua chiếc Santana 2000 mới tinh trêu chọc. Ha ha, mới tới một nhà máy xăm lốp, được người ta tài trợ, tôi đâu có tiền mua được thứ này. Trung Minh Đào hơi có vẻ đắc ý nghiêng đầu.
Nhà máy xăm lốp, mình vừa nghĩ sao xe tới Nam Khê thì có mùi là lạ, hóa ra là mùi xăm lốp. Chắc là chủ nhân ở khu kinh tế bên miền Duyên Hải lĩnh Nam không cho làm nên mới chui sang vùng miền núi này. Diệp Phàm nghĩ tới liền nhíu mày, ai? Loại nhà máy bỏ đi này tuy nói là đem lại chút tiền thuế cho huyện Ngư Dương nhưng tác hại đối với môi trường là không thể đo lường. Lâm Tuyền chúng ta sau này nhất định phải bảo vệ môi trường nếu không con cháu xong rồi. Diệp Phàm đọc rất nhiều tài liệu, trong đó có nói các quốc gia phát triển đã sớm công bố các quy định về chất thải, chỉ tại Hoa Hạ quá nghèo, vì để phát triển kinh tế nên còn bỏ qua vấn đề này. Đối với Ngư Dương thì lại càng không có điều kiện. Sau lần bị lãnh đạo thành phố điểm danh phê bình, huyện ủy đã quán triệt tư tưởng bất kể mèo đen hay mèo trắng, cứ mèo nào bắt được chuột là tốt, chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà bỏ qua các phương diện khác. Bọn họ cũng là bị dồn ép đến bước đường cùng, nếu không phát triển được kinh tế thì sang năm chắc là kéo nhau sang hội đồng đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lão. Đối với hoàn cảnh này, Diệp Phàm còn nhớ rõ vào năm 91 đi ngang qua công viên chơi, thấy một chỗ còn tưởng là đường định dẫm lên thì may mà có một ông lão bên cạnh kéo lại. Lúc ấy Diệp Phàm còn không biết gì, sau đó ông lão chỉ vào một cây cầu nhỏ phía trên mới ngớ đó là một khe nước thối. Khe nước ngập đầy chất thải đến nỗi không chảy được, nếu như không có ông lão hảo tâm kéo lại bước lên đó, trầm mình xuống thì xong đời, không chết cũng lột ra. Chương 94, chỗ ngồi bí mật. Không lâu sau, một tuyệt sắc giai nhân yểu điệu từ bên trong thủy vân cư bước ra, áng chừng 23, 24 tuổi, hai má trắng mũm mĩm tròn xoe, tóc búi cao như công chúa. Dưới bộ váy màu xanh là một đôi giày cao gót đỏ chói, đồ trang sức nhã nhặn, hàng lông mày cong vút, đôi môi đỏ gợi cảm hút hồn. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng thật lớn, trái tim tưởng đã chết đi sau mối tình đầu lại đập dạo dực. Mặc dù có thuật tính tâm của lão phí bảo trụ nhưng thiên tính con người sao có thể ngăn cản. Chỉ có Diệp Phàm là ngây ngốc nhìn sững vào thiên sứ áo xanh còn Tần Chí Minh và Trung Minh Đào chắc là đã tới đây vài lần rồi nên cũng có sự miễn dịch nhất định. Cả hai nhìn thấy bộ dạng của chàng trai trẻ Diệp Phàm thì mỉm cười độ lượng, bọn họ lần đầu đoán chừng cũng như vậy trước giai nhân. Người anh em, mời lên lầu 3. Tiếng nói thỏ thẻ vang lên như anh hót bên tai làm Diệp Phàm rốt cuộc bừng tỉnh. Đỏ bừng mặt rồi vội vàng đuổi theo mấy người kia. Ách, ách! Diệp Phàm liên tiếp đọc một câu thơ cổ để trấn tĩnh, khúc kính thông u, hảo khứ xử. Trong lòng hắn thầm mắng, quá mất mặt á! Tự nhiên sao ra bộ dạng như vậy, có phải chưa gặp qua gái đẹp đâu, Lan Điền Trúc cũng đâu kém gì, ai? Công phu sư phụ dạy dỗ đổ cho chó ăn cả rồi. Mất mặt a! Ha ha, người anh em muốn đi tìm hảo khứ xử tôi sẽ sắp xếp. Bảo đảm thanh lệ thoát tục nhé. Hơn nữa còn có thể nguyên đai nguyên kiện không hề giả dối. Người đẹp áo xanh có thể là hiểu lầm, hoặc có thể là cố ý làm chuyện xấu, nói một câu mập mờ. Ta chửi con mẹ nó chứ. Xong rồi, tại sao mình lại có thể nói ra, khúc kính thông ua chứ, chữ u yêu thăm thẳm, tối tăm, có thể ám chỉ bộ phận kín của người phụ nữ chẳng phải hay được các bậc phong lưu so sánh với chỗ tiêu hồn kia của phụ nữ sao, đúng là anh hùng tương ngộ a. Diệp Phàm không kịp phản ứng, cảm thấy cổ họng khô rát vội vàng hành khí một vòng cảm giác đỡ hơn rất nhiều liền cười nói. Ha ha, chị hiểu lầm rồi, tôi đang ca ngợi chỗ đây đẹp, khôn có ý gì khác. Chị à, ha ha ha, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang trong trời chiều mê hoặc lòng người. Cô gái càng đong đưa thân hình như rắn, bộ ngực sung mãn ưỡn ra càng khiến Diệp Phàm hoảng sợ, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt hắn đã bình tĩnh lại, cười nhạt. Không đúng sao? Không có gì không đúng. Tôi tên là Tạ Mỹ Nhi, thật lâu không có nghe người gọi là chị rồi, ai? Đây là điện thoại của tôi, rảnh thì gọi tới nói chuyện. Tạ Mỹ Nhi còn tưởng là thật, yêu nhã lấy ra một tấm danh thiếp màu xanh nhạt thoảng mùi thơm dịu. Tuy nhiên Diệp Phàm cảm giác cô có tâm sự, bước chân líu díu dường như có chút bối rối và buồn khổ, trong lòng bất giác nảy sinh tình cảm nam tử hán phải bảo vệ người đẹp. Có lẽ đây chính là khí phách anh hùng rơm mà mọi người thường nói. Mẹ kiếp, mình vừa mới làm gì vậy? Thấy Tạ Mỹ Nhi đi xa, Diệp Phàm mới phun ra, cảm giác phiền muộn trong lòng giảm đi, lắc đầu. Có thể cai quản một thủy vân cư khí phái lịch thiệp trang nhã như vậy còn cần mình bảo vệ sao? Đúng là làm cho người khác chê cười, người ta có thể xếp vào nhân vật thượng đẳng ở huyện Ngư Dương, không tự lượng sức a.
Suy nghĩ một chút rồi Diệp Phàm đuổi theo Tần Chí Minh lên lầu đông. Một thiếu nữ tên là Tiểu Liên mặc sườn xám đẩy cửa một căn phòng ở lầu đông, khom khom người thi lễ, cười ngọt ngào nói. Các vị tiên sinh, xin mời ngồi tạm chốc lát. Sau khi tiến vào một lối đi nhỏ uốn lượn, rẽ sang bên trái đẩy một cửa kính mở thì bên trong là một căn phòng ưu nhã. Bài trí bên trong phòng cũng không lộ vẻ hiện đại mà phảng phất phong cách thời xưa. Cảm giác đều là cổ vật thật, hình thức một phòng khách xưa, chiều dài chừng 20 mét, chiều ngang chừng 10 mét, bên phải có một dãy cửa sổ có chạm trổ lộ ra vẻ quý phái thanh khiết. Chính giữa bày một chiếc ghế điêu khắc hình hổ, sau lưng là một bức tranh phong thủy cực lớn, ở giữa có một hàng chữ viết theo lối thảo, khí thế cuồng phóng đạm bạc u viễn. Hai bên có đặt mấy cái ghế hình chim hoặc hình sói. Có cả một chiếc bàn kiểu uống trà dài hẹp, nước sơn trong suốt, nhìn rõ chất gỗ đàn hương, nhìn qua khí phái tao nhã, tinh khiết thiên nhiên, ở góc phòng có đặt chừng 10 chiếc đôn tròn điêu khắc khéo léo, chắc là phòng khi khách vào quá nhiều. Ha ha, lão Trung, hai chúng ta là nhanh nhất. Tần Chí Minh cười đặt mông an vị ở chiếc ghế hàng thứ hai bên phải, kỳ lạ là không hề ngồi trên chiếc ghế hàng thứ nhất, kỳ quái hơn là Trung Minh Đào cũng không ngồi sát Tần Chí Minh mà ngồi ở ghế hàng thứ sáu. Mặc kệ ở giữa còn nhiều ghế trống. Diệp Phàm cảm thấy hơi khó hiểu, cách nhau mấy ghế như vậy chẳng phải là khó nói chuyện, ở giữa cũng chẳng có ai ngồi. Diệp Phàm đứng một lát thì nghe Tần Chí Minh nói. Tiểu Diệp, tùy tiện ngồi đi. Hắn liền liếc qua thì thấy dưới Trung Minh Đào còn có hai ghế trống liền ngồi xuống một chiếc ghế điêu khắc hình đầu sói. Tần Chí Minh liếc nhẹ, hơi nhíu mày, Trung Minh Đào cũng cười nhẹ không nói khiến Diệp Phàm hết sức buồn bực. Không biết trong hồ lô của hai lão hồ ly này bán thuốc gì. Chẳng lẽ mình ngồi sai ghế rồi, nhưng mình ngồi cuối cùng rồi mà. Diệp Phàm đúng là một con chim non, không hề có kinh nghiệm về việc này. Không lâu sau. Ha ha ha, lão Tần, lão Trung, bị hai anh đến trước rồi. Ha ha, tôi đến thứ ba, thiếu chút nữa bị. Một giọng nói quen thuộc vang lên tiến vào trong phòng, đi thẳng tới chiếc ghế thứ bảy rồi ngồi xuống. Ách, đây không phải là Triệu Bính Kiệt, anh Triệu sao? Diệp Phàm vui mừng vội đứng dậy kêu. Anh Triệu. Ách, thằng danh này cũng tới à, ừ, không tệ. Triệu Bính Kiệt sửng sốt vài giây rồi liếc qua Tần Chí Minh đầy thâm ý, khẽ liếc nhìn hàng đôn nhỏ hình tròn phía sau. Có ý gì, chẳng lẽ là bảo mình ngồi sau sao? Diệp Phàm cả kinh vội vàng móc một bao trung hoa ra mời mọi người, lúc châm lửa cho Triệu Bính Kiệt chỉ y nói rất khẽ. Chú ý nhé, nói ít nghe nhiều là được. Nói xong vỗ vai Diệp Phàm vẻ thân mật, hai người tiến vào sau thấy Triệu Bính Kiện đối với Diệp Phàm như vậy thì cũng hơi kinh ngạc nhưng cũng im lặng ngồi xuống vị trí của mình, từ vẻ lạnh lùng có thể đoán chức quan không thấp. Diệp Phàm nói vài câu rồi rất tự nhiên tiến đến sát tường lấy một cái đôn tròn ngồi xuống, Tần Chí Minh liếc qua một cái rồi không nói gì. Tiếp tục có thêm một nam một nữ tiến vào, đi theo sau là một cô gái trẻ, chắc là thư ký. Người nữ mặc một chiếc áo trắng quyến rũ, loáng thoáng lộ ra một khuôn ngực cao ngất làm người ta mê mẩn, chiếc quần bó bên dưới làm nổi bật cặp mông tròn trịa, thêm một cái thắt lưng màu đen vắt hững hờ trước bụng. Chị ta rất có phong độ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế thứ hai bên trái, nữ thư ký theo sau nói nhỏ mấy câu gì đó rồi đến bên cạnh Diệp Phàm chọn lấy một chiếc đôn nhỏ ngồi xuống, cũng không nói gì với hắn. Diệp Phàm nhìn vào có cảm giác hoang đường là cán bộ của Bộ Ngoại giao đi đâu cũng mang phiên dịch theo. Đến khi nghĩ lại thì thấy nữ thư ký kia cũng không có bộ dạng giống phiên dịch. Mẹ kiếp, anh mày trong mắt mày lại coi như cặn bã, hay là do lãnh cảm? Có lẽ là thế. Diệp Phàm ác độc oán thầm nữ thư ký xinh đẹp. Chương 95, vòng tròn. Còn người đàn ông có chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt gầy thì ngồi ở vị trí thứ tư, người thư ký đẹp trai phía sau cũng tới ngồi cùng Diệp Phàm. Trưởng ban lỗ. Lúc nào rảnh cùng với Tiểu Lưu đến suối Lâm Tuyền chúng tôi dạo đi, phong cảnh không tệ, ha ha. Tần Chí Minh nhiệt tình chào hỏi người đẹp họ Khổng kia. Đã có kế hoạch bí thư Tần, gần đây đài truyền hình có mua mấy cái camera mới, để rảnh rỗi tôi vào Tiểu Lưu sẽ tới, tuyên truyền cho thị trấn cổ Lâm Tuyền của Ngư Dương chúng ta. Trưởng ban tuyên giáo Khổng mỉm cười làm người khác dạo dực. Cảm ơn nhiều, hôm nào để tôi làm chủ. Tần Chí Minh cười sảnh khoái. Bí thư Vương, gần đây có mấy tên lưu manh thường xuyên quấy rối ở Nam Khê, làm ảnh hưởng đến an ninh của mấy nhà máy, chắc phải nhờ bí thư Vương phái thêm mấy cảnh sát lão luyện đến chỗ thị trấn Nam Khê chúng tôi trợ giúp. Trung Minh Đào chào hỏi người trung niên mặt gầy kia.
Ha ha, Chủ tịch Trung, nhân viên cảnh sát ở thị trấn Nam Khê các anh đã vượt biên chế từ lâu rồi, cảnh sát cũng phải ăn cơm nhận tiền lương. Tuy nhiên nghe nói gần đây anh kéo được mấy hạng mục đầu tư lớn, phát tài rồi nên sắp xếp một, hai người chắc không vấn đề gì, tuy nhiên tiền lương phải do thị trấn trả a, ha ha. Bí thư chính pháp huyện kiêm cục trưởng cục công an Vương Sương Nhiên cười ma mãnh, da thịt trên mặt Trung Minh Đào đột nhiên căng ra, cười nhăn nhó, trong lòng mắng thầm, muốn ông mày xuất tiền thì nằm mơ đi, tiền lương cảnh sát một năm cộng với phụ cấp cũng chừng 6.000, hai người là 1.200.000, được đấy. Bản thân ông đây còn sắp chết đói sao còn nuôi nổi thùng cơm các ngươi. Cảnh sát gì mà chỉ lo đi bắt mấy con bạc tép, gặp phải tay cứng thì co vòi. Ở đâu đến vậy? Thư ký của bí thư Vương hỏi Diệp Phàm vẻ bề trên. Ách, thị trấn Lâm Tuyền, tôi tên là Diệp Phàm, người anh em là. Diệp Phàm vội vàng móc bao Trung Hoa ra mời. Gã kia sau khi nhận lấy điếu thuốc xem qua rồi gật đầu. Ừ, không tệ, còn là Trung Hoa, tôi họ Hồ, tên đầy đủ là Hồ Chí Hòa, là thư ký của bí thư Vương. Hồ Chí Hòa rất tự nhiên để cho Diệp Phàm giúp gã châm lửa, có vẻ hơi đắc ý. Tuy nhiên nhìn cậu em Diệp đây không giống như là thư ký, cậu là. À, tôi không phải là thư ký, tôi ở tổ công tác thị trấn Lâm Tuyền trú tại thôn Đập Thiên Thủy, ha ha. Một cán bộ thôn thôi. Diệp Phàm cố ý cười lấy lòng. Ừ, khó trách. Hồ Chí Hòa ừ một tiếng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi thất thanh. Thôn Đập Thiên Thủy, cậu em có thể làm ở đó. Ao, không đơn giản. Không có cách gì, làm bừa thôi. Thằng em giờ thành người dã man rồi. Anh Hồ, bí thư Vương quản lý bên gì vậy? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Bí thư chính pháp huyện kiêm cục trưởng cục công an. Giọng của Hồ Chí Hòa ra vẻ quan trọng, cứ như gã là cục trưởng vậy. À, em nói không trách anh Hồ khí thế như vậy, được đấy. Anh là thư ký của thường vụ, là lão đại trong thư ký A. Diệp Phàm bốc thơm làm Hồ Chí Hòa mừng rỡ vỗ vai hắn hạ giọng. Cũng không có gì. Mệt mỏi lắm, cả ngày chạy đông chạy tây, uống rượu cho to đầu chứ báu bở gì. Người anh em sau này có chuyện gì cứ tìm anh. Nói xong tiện tay lấy ra một tấm danh thiếp điện thoại, Diệp Phàm cẩn thận nhận lấy nhét vào cặp, ra vẻ ngượng ngùng đưa lại một tờ giấy. Không hay rồi anh Hồ, em không có điện thoại. Trong thôn có điện thoại cũng vô dụng, chẳng lẽ gọi anh đến thôn Đập Thiên Thủy ăn mấy món quê. Món ăn thôn quê cũng có, nhưng đường khó vào lắm, đây là số máy nhắn tin của em. Anh Hồ, cô kia là trưởng ban gì vậy? Thật ra thì Hồ Chí Hòa cũng chỉ có số điện thoại phòng làm việc và một số nhắn tin, điện thoại di động chắc là không có, dĩ nhiên là không đưa số điện thoại di động của Vương Sương Nhiên cho Diệp Phàm. Trưởng ban tuyên giáo Lỗ Lệ Châu, thường vụ huyện ủy. Hồ Chí Hòa cũng không quay đầu sang nói tiếp. Bên cạnh chính là thư ký của chị ta, Khúc Phượng Muội, cô này, hắc hắc. Hồ Chí Hòa cười khan không biết có ý gì. Không lâu sau, cánh cửa kính mở ra làm mấy người ngồi trên đều đứng bật dậy chào đón một người đàn ông trung niên lộ vẻ uy nghiêm tiến vào. Diệp Phàm biết chính chủ đã đến, nhưng cũng không biết là ai, cũng đứng dậy theo Hồ Chí Hòa, dặn ra một nụ cười. Ai, bí thư gần đây đúng là vì dân mà hao tổn tâm sức a. Hôm nay thư giãn một tí. Gương mặt vừa rồi còn đầy vẻ nghiêm túc của Vương Xương Thần thoáng cái đã tươi cười lên tiếng nịnh nọt Lý Hồng Dương làm Diệp Phàm choáng váng, thầm nghĩ, cảnh giới cao tuyệt như thế không biết cả đời này mình có tu luyện được không, khó khăn a. Người ta nói luyện võ khó khăn, mình xem thuật biến đổi sắc mặt này còn thâm ảo hơn à. Mấy vị quan này ai cũng là cao thủ trong việc thay đổi sắc mặt. Không nói Vương Xương Nhiên, Lỗ Lệ Châu vừa rồi còn kiêu ngạo như một con công giờ xòe cánh như một con gà mái hầu hạ. Vẻ quyến rũ làm người khác nổi cả da gà. Thần tài chịu cố chen vào nhưng bị cô ta dùng khuôn ngực đồ sộ đánh bật về sau, ai nói nữ không bằng nam chứ? Diệp Phàm trong lòng muốn cười nhưng cố nín không dám biểu hiện. Lúc này máy nhắn tin vang lên, Diệp Phàm cúi xuống nhìn thì thấy là quản gia Đông Điều của Chủ tịch Nam Cung gọi tới. Vốn hắn định tiến lên chào hỏi thay cho bí thư Tần nhưng thấy Tần Chí Minh đang cười híp mắt với Lý Hồng Dương. Tần Chí Minh dù sao cũng là quân nhân chuyển ngành. Tuy nói giải ngũ nhiều năm, nhưng vẫn còn hết sức bản lĩnh, người bình thường không thể chen được với y, nên cả đống người nhưng vẫn để cho y chiếm được địa hình có lợi. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là len lén chạy ra ngoài gọi điện thoại. Tiên sinh Diệp Phàm, Chủ tịch Nam Cung vô cùng cảm kích sự trợ giúp lớn của người.
Đại thiếu gia Nam Cung đã được cứu ở thôn Hoa Nhân Diêu huyện Hồng Mạch, tuy nhiên bị thương nặng nên vẫn hôn mê. Chủ tịch quyết định sáng mai quay lại Hồng Kông trị liệu, mới vừa rồi giao cho tôi cảm tạ ân đức của người với gia tộc Nam Cung. Quyết định lại thêm 100 vạn, là thành 200 vạn để sửa đường cho thôn đập Thiên Thủy. Tiền nào việc ấy, toàn quyền tùy người sử dụng. 10 ngày sau tôi sẽ đem chủ tịch tập đoàn Nam Cung đến thị trấn Lâm Tuyền làm việc cùng với chi phiếu. Chủ tịch nói, tiên sinh Diệp yêu cầu gì cứ việc nói, chủ tịch là một người trọng nghĩa. Nam Cung Đông Điều nói tiếng phổ thông qua điện thoại. Yêu cầu, tôi không có yêu cầu gì. Tôi thay mặt cho nhân dân thôn đập Thiên Thủy và Lâm Tuyền cảm tạ hậu ái của chủ tịch Nam Cung đối với nhân dân vùng chiến khu cũ, chúc thiếu gia Nam Cung sớm ngày bình phục, cảm ơn. Diệp Phàm nói rất dứt khoát. Nhà người ta gặp phải nạn lớn như vậy, mình sao còn có yêu cầu gì? Hắn cảm thấy nếu nhắc lại việc vừa rồi thì bản thân đúng là không ra gì, nghe nói người Hong Kong rất mê tín, chắc là chủ tịch Nam Cung muốn tích chút âm đức, chúc phúc cho con mình mau bình phục. Cúp điện thoại xong đi vào nhà, vừa đẩy cửa kính ra thì thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình chằm chằm, hơn 10 cặp mắt làm Diệp Phàm cảm thấy rất ngượng ngùng cười nói. Xin lỗi đã quấy rầy. Tiểu Diệp, cậu đi đâu vậy? Còn chạy loạn cả lên. Sắc mặt Tần Chí Minh âm trầm, cũng không biết là do nguyên nhân gì. Cháu vừa đi gọi điện về, thật xin lỗi Bí Thư Tần. Tuy nhiên Bí Thư Tần, cháu có một tin tốt muốn báo cáo với chú. Diệp Phàm gãi đầu vẻ vui mừng. Tin tức tốt, có thể nói cho mọi người biết không? Chủ tọa Lý Hồng Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này. Vẻ mặt Diệp Phàm do dự nhìn chằm chằm vào Tần Chí Minh, hắn sợ là có nhiều lão đại biết chuyện như vậy thì 200 vạn sau này đến tay mình chỉ có chút xíu nữa rồi, nghiệp lớn sửa đường của mình lại coi như XNG. Tuy nói tập đoàn Nam Cung cho mình làm chủ nhưng cánh tay mình nhỏ làm sao đấu lại với các vị lão đại vạm vỡ ngồi đây. Chương 96, vui lớn buồn nhiều. Bí thư Lý hỏi cậu đấy, có chuyện gì không mau nói ra? Tần Chí Minh trong lòng ấm áp. Cảm giác thằng danh này rất hiểu biết, không tự ý qua mặt nhưng vẫn ra vẻ nghiêm khắc. Cháu nói đây, Bí Thư Lý, ngài là quan lớn nhất của huyện Ngư Dương, nếu như người ta cho Lâm Tuyền một khoản tiền thì ngài cũng không thể động đến. Diệp Phàm dứt khoát nói ra, tuy nhiên vừa nói xong thì có cảm giác đối đầu, giống như xem Bí Thư Lý Hồng Dương là cường đạo vậy liền vội vàng chữa cháy. Bí Thư Lý, cháu không nói ý kia. Toàn bộ người trong phòng đều trợn mắt. Tần Chí Minh quả thực muốn tìm một cái hang để chui vào, thầm nghĩ thằng danh này làm sao vậy. Cho dù có ý đó cũng không được nói toẹt ra chứ, tuy nhiên vẫn thấy là Diệp Phàm một lòng vì Lâm Tuyền, có tư tưởng địa phương chủ nghĩa. Hừ, thằng nhóc, chưa đủ lông đủ cánh thì có thể lấy được bao tiền, cậu cho mấy ngàn mấy vạn là có thể giao động đại giá của Bí Thư Lý. Ha ha, buồn cười. Vương Xương Nhiên vội vàng tranh phần nổi nóng. Lão Tần, đây là người nào? Dẫn nói tới làm gì? Thằng nhóc, nói chuyện phải chú ý một chút, Bí Thư Lý là hạng người như vậy sao? Lỗ Lệ Châu cũng nghiêm mặt chỉ dạy. Lão Tần A, ha ha. Trung Minh Đào cười ma mãnh, thật ra Tần Chí Minh là cán bộ cơ sở được Lý Hồng Dương coi trọng nhất để đối đầu với bên phe của Trương Tào Trung. Trung Minh Đào ngoài mặt coi là bạn bè, gặp nhau cười nói vui vẻ nhưng tận đáy lòng vẫn muốn chèn ép. Gần đây thị trấn Nam Khê vì lôi kéo được mấy hạng mục đầu tư đã bắt đầu có thế, giờ lại có thể thấy Tần Chí Minh khó xử thì thật là thoải mái. Diệp Phàm thấy Tần Chí Minh cúi đầu thì lửa giận bắt đầu phát tác. Dù sao hắn cũng chỉ mới 19 tuổi, làm sao không có chút bồng bột, thấy mọi người đều chĩa súng công kích Tần Chí Minh, mà lão hổ ly Lý Hồng Dương vẫn thản nhiên, không biết trong lòng nghĩ gì. Cho nên hắn cắn răng bước lên dõng dạc. Bí Thư Lý, thật xin lỗi. Cháu nói sai rồi, ngài có thể phê bình cháu. Tuy nhiên Bí Thư Tần không sai, chú ấy một lòng vì thị trấn Lâm Tuyền, cháu nói vậy cũng vì thị trấn Lâm Tuyền. Có lẽ như vậy là hơi ích kỷ, nhưng cháu nghĩ những lãnh đạo đang ngồi đây cũng làm việc vì nơi công tác của mình, cố gắng làm ra thành tích cũng vì nơi công tác của mình. Cháu bây giờ đang công tác ở thôn đập Thiên Thủy, đương nhiên phải suy nghĩ cho Lâm Tuyền, cháu cũng không tranh giành với ai cả. Ừ, Tiểu Diệp nói được nữa có lý. Triệu Bính Kiện gật đầu tỏ vẻ ủng hộ, y không nhịn được nữa, hơn nữa cũng có cảm tình với Diệp Phàm, không muốn một người thanh niên như vậy bị một đám cao quan làm hỏng. Ha ha, mọi người làm gì mà nghiêm túc vậy chứ? Hôm nay thư giãn chút đi, Tiểu Diệp, chú thay mặt mọi người đáp ứng cháu,
cho dù cháu có xin được bao nhiêu tiền thì chú tuyệt đối không nhúng tay lấy một đồng. Ha ha, Tiểu Diệp rất chịu trách nhiệm đấy. Hiểu được việc phải mưu cầu lợi ích cho người mình, các người xem đi, chẳng phải các người cũng có ý nghĩ đó sao, ha ha. Lý Hồng Dương cũng tán thưởng, thầm nghĩ một thằng nhóc mới tham gia công tác lại ở thôn đập thiên thủy hẻo lánh thì có thể hóa duyên được bao nhiêu tiền, chắc là được 1 vạn đồng đã hoa mắt cho là lớn lắm rồi, đây là vấn đề về tầm nhìn. Đối với phú ông 100 vạn thì 100 đồng là nhỏ nhưng với phú ông tiền tỷ thì 100 vạn còn là tiền trinh. Tuy nhiên tinh thần thằng nhóc này thì rất đáng khen. Là như vậy, bí thư Lý, bí thư Tần, lúc cháu công tác ở thôn đập thiên thủy tình cờ biết được 2 tên tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt là Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử chạy trốn tới huyện Ngư Dương, chuyện này chắc đồn trưởng Triệu Thiết Hải ở Lâm Tuyền cũng đã kể. Sau đó cảnh sát hình sự xuống vây bắt được một tập đoàn đánh bạc thu được gần 300 vạn, chắc là cục trưởng Vương Sương Nhiên đang ngồi đây là rõ nhất. Diệp Phàm mới vừa nói xong, Vương Sương Nhiên gật đầu, Lý Hồng Dương cũng nói. Không sai. Chuyện này Sương Nhiên đã nói cho chú, nói tiếp đi, Tiểu Diệp. Tất cả mọi người đều hứng thú nhìn Diệp Phàm. Sau đó chuyện Điêu Lục Thuận chạy trốn tới thôn đập thiên thủy gây huyết án mọi người cũng biết, thôn dân vì bảo vệ cổ vật triều đường mà chết 2 người, tàn phế 1, bị thương 2 người. Hôm kia đồn trưởng Triệu Thiết Hải gọi điện thoại tới bảo cháu trở về Lâm Tuyền có chuyện. Tới nơi mới biết là Tổng đội trưởng đội cảnh sát hình xử lý đại biểu Ủy ban Chính pháp đưa cho cháu 1 bằng khen. Dũng sĩ kiệt xuất của Hoa Hạ còn có 1 tấm huân chương và 2 vạn tiền thưởng. Diệp Phàm mới vừa nói tới đây, Lỗ Lệ Châu cũng xen vào. Chuyện này là xác thực, tôi đang định báo cáo với bí thư Lý. Vừa rồi ban tuyên giáo tỉnh ủy có đánh công văn xuống. Các anh có thể không biết rõ, bằng khen, dũng sĩ kiệt xuất của Hoa Hạ, là phần thưởng của Bộ Công an, từ trước giờ cũng chỉ có khoảng 30 người đạt được mà thôi. Ví dụ như một công dân tên là Mã Thiên Nhất năm trước một mình cứu được 30 người chắc mọi người đều biết, còn được Chủ tịch nước khen ngợi mới được bằng khen này, đồng chí Tiểu Diệp rất giỏi. Nói tới đây, Lỗ Lệ Châu thấy tất cả mọi người đều ồ lên thán phục thì cố ý ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Còn có một phần thưởng lớn hơn, chính là huân chương mà Tiểu Diệp vừa nói. Mọi người có thể đã nghe về huân chương rồng vàng, lần này Tiểu Diệp đã đạt được 1 huân chương rồng vàng cấp đồng. Đáng lẽ ra còn được đích thân Phó Thủ tướng Ủy viên Quốc vụ Viện Tần Kỳ trao. Huân chương này 2 năm mới trao 1 lần, là phần thưởng cấp quốc gia, lần này chỉ có 3 người, mộ trong đó là chuyên gia đạn đạo nổi tiếng, viện sĩ Vương Gia Cường. Tuy nhiên vì Phó Thủ tướng bận đi công tác châu Âu mà ủy nhiệm cho Ủy ban Chính pháp tỉnh Nam Phúc trao tặng. Tiểu Diệp, làm sao cậu không nói cho tôi biết chứ? Tần Chí Minh tự đắc ngẩng đầu, ra giọng trách cứ. Thật xin lỗi bí thư Tần, cháu thấy chỉ là 1 tấm huân chương thôi, cũng chẳng có gì đáng nói. Diệp Phàm cẩn thận trả lời. Tốt, Tiểu Diệp là một anh hùng, là dũng sĩ của Hoa Hạ, trưởng ban Lỗ phải tuyên truyền thật tốt, quán triệt tinh thần này cho tất cả các cán bộ đảng viên trong huyện. Đề cao năng lực công tác, phát huy đầy đủ tư tưởng của đảng, ra sức vì sự nghiệp đổi mới. Chủ tịch đã nói, muốn đem chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể. Chủ nghĩa xã hội khoa học giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan. Từ đó kết hợp tạo thành niềm tin và lý tưởng cho nhân dân, xử lý tốt mối quan hệ cá nhân và tập thể với quốc gia. Tôi thấy tư tưởng của đồng chí Tiểu Diệp cũng rất cao, không so đo được mất, vì lợi ích của đảng và quốc gia, vì an nguy của nhân dân ngay cả chết còn không sợ, tinh thần này nhất định phải tuyên truyền. Ai, nói tiếp đi, bản thân tôi cũng rất tò mò cậu có thể xin được bao nhiêu tiền, ha ha. Cải cách cũng cần kinh tế mạnh làm chỗ dựa. Lý Hồng Dương cũng cảm giác trên mặt có hoa, địa phương mình quản lý có người đạt được vinh dự đặc biệt như vậy thì nói lên mình quản lý tốt. Vậy nên công lao của ngươi cũng có 1/2 phần của ta. Sau khi phát xong giải thưởng thì có mấy người tiến vào. Nhờ đội trưởng Lý giới thiệu mới biết được họ là người của tập đoàn Nam Cung từ Hồng Kông, trong đó có vị chủ tịch tập đoàn là tiên sinh Nam Cung Hồng Sách. Lúc ấy nói là con trai lớn của chủ tịch là Nam Cung Cẩm Thần bị bắt tóc ở huyện Hồng Mạch, còn thủ phạm chính là đám người Điêu Lục Thuận. Sau khi điều tra ra con trai bị sát hại nên chủ tịch Nam Cung nói là cháu đã báo thù cho con trai ông ấy, lấy ra 20 vạn để cảm ơn nhưng cháu kiên quyết không lấy, chỉ cầm 1 vạn còn 19 vạn thì lấy danh nghĩa của chủ tịch Nam Cung quyên góp cho việc sửa đường của thôn đập thiên thủy. Tâm nguyện lớn nhất của cháu là sửa đường cho thôn đập thiên thủy thật tốt. Ai? Cũng bởi vì con đường này quá nguy hiểm nên hàng năm đều có người chết.
ai ngờ chủ tịch Nam Cung vừa nghe nói thì bắt cháu phải nhận 20 vạn, còn quyên góp 100 vạn khác cho thôn đập thiên thủy sửa đường, tiền nào việc ấy. À, 100 vạn, không ít. Diệp Phàm mới vừa nói tới đây thì mọi người trong phòng đều than thở, Lý Hồng Dương không nhịn được quay đầu hỏi Tần Chí Minh nói. Tới tay chưa? Còn không có. Tần Chí Minh có chút bất an đáp. Chương 97, mới vào vòng tròn. Là như vậy bí thư Lý, lúc ấy chủ tịch Nam Cung nói sau khi ăn cơm xong sẽ đi đưa tiền cho chính quyền thị trấn. Tuy nhiên trên bàn cơm cháu chợt nhớ ra Lý Đức Quý trước khi chết đã nói một câu là hồng mạch hoa nhân diêu. Lúc ấy nghe phó cục trưởng nói qua liền liên tưởng đến nơi con trai lớn của chủ tịch Nam Cung bị bắt cóc cũng là huyện Hồng Mạch. Vì thế mọi người đều chạy đến đó, nhất thời chưa kịp đưa tiền. Diệp Phàm mới vừa nói tới đây, trong phòng đây tiếng thở dài. Thật là đáng tiếc. Bí thư Vương nhìn không được nện một quyền xuống mặt bàn nghe bịch một cái, mọi người đều quay lại nhìn, y ngượng ngùng. Ha ha, thất thố rồi. Sắc mặt của Lý Hồng Dương và Tần Chí Minh cũng sầm xuống, Lý Hồng Dương lại gõ gõ cái nắp ấm, còn giống như rất mạnh, mọi người trong phòng đều không dám lên tiếng sợ lại xảy ra rủi ro. Sau đó thì sao? Lý Hồng Dương nghiêm mặt hỏi, thầm nghĩ thế là xong rồi, 100 vạn cứ thế bay mất, đáng giận a. Tần Chí Minh cũng cúi đầu chờ phê bình, trong lòng cũng oán giận Diệp Phàm không lão luyện. Người trẻ tuổi nên không biết che đậy, có gì cũng nói toạc ra, thật hối hận là đã dẫn hắn tới chỗ này. Mới vừa rồi cháu nhận được điện thoại của quản gia Nam Cung Đông Điều của chủ tịch Nam Cung gọi đến nói là đã cứu được công tử Nam Cung Cẩm Thần, tuy nhiên thương thế nghiêm trọng nên phải về Hồng Kông, e là còn phải đi nước Mỹ. Tuy nhiên chủ tịch Nam Cung là một người trọng ân nghĩa, nói là sẽ cảm tạ cháu vì đã cung cấp đầu mối để cứu con trai ông. Đồng ý 10 ngày sau sẽ theo quản gia Nam Cung Đông Điều tự mình đến thị trấn Lâm Tuyền đại biểu gia tộc Nam Cung quyên tiền 200 vạn cho thôn đập thiên thủy sửa đường. Cháu nghĩ bí thư Lý, bí thư Tần, có lẽ phải nhanh chóng chuẩn bị. Lúc nãy cháu sợ 200 vạn bị chuyển lòng vòng nên có chút tư tâm, xin mời bí thư Lý phê bình, cháu phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo. Sau khi Diệp Phàm nói xong, toàn phòng lặng ngắt, mỗi người một vẻ. Trung Minh Đào nhìn Tần Chí Minh, ánh mắt lại càng chua xót, thầm nghĩ lão quỷ Tần này sao mà tốt số, thủ hạ lại có một phúc tướng dũng mãnh như vậy. Trong phòng cũng có mấy người mang tâm trạng như vậy, Lý Hồng Dương trầm tư một chút đột nhiên nói. Tiểu Diệp, cháu nắm chắc mấy phần là Nam Cung Đông Điều sẽ đến không? Lý Hồng Dương vẫn hơi lo lắng, sợ là cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không? Dù sao 200 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa lần này nếu như tập đoàn Nam Cung đến thật, y còn có kế hoạch lớn nên phải nắm chắc đến tám phần mới được, nếu không rốt cuộc trở thành trò cười thì mặt mũi mình vứt hết. Cháu có thể gọi điện trực tiếp cho tiên sinh Nam Cung Đông Điều gặp ngài. Diệp Phàm nói rất tự tin. Tốt, dùng điện thoại trên bàn đi, để loa ngoài đi cho mọi người cùng nghe, ha ha. Lý Hồng Dương cũng không giấu giếm. Chắc y thấy tinh thần phe mình gần đây xuống thấp nên muốn thừa cơ sốc lại. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại. Người khỏe chứ tiên sinh Đông Điều, tôi là Diệp Phàm ở thị trấn Lâm Tuyền. Là như vậy, người nói là 10 ngày sau đại biểu cho tập đoàn Nam Cung tới thị trấn Lâm Tuyền bày tỏ lòng tốt. Tôi mới đem chuyện này nói với bí thư Lý Hồng Dương của huyện Ngư Dương và bí thư Tần Chí Minh của thị trấn Lâm Tuyền. Bọn họ muốn xác định chắc chắn thời gian để làm tốt công tác chuẩn bị. Người có thể nói chuyện trực tiếp với bí thư Lý được không, ông ấy cũng có mặt ở đây. Tốt, bí thư Lý, tôi là Nam Cung Đông Điều, vào 10 ngày sau sẽ đến thị trấn Lâm Tuyền đại biểu cho tập đoàn Nam Cung ở Hồng Kông quyên góp 200 vạn cho thôn đập thiên thủy. Nói thật, đây là công lao của tổ trưởng Diệp ở thị trấn Lâm Tuyền. Chủ tịch chúng tôi cảm tạ ân đức của hắn với gia tộc nên giao hẹn tiền nào việc nấy, toàn quyền ủy thác tổ trưởng Diệp Phàm được sử dụng khoản tiền này. Bất luận là ai, ha ha. Đương nhiên bao gồm ngài cũng không thể can thiệp, nếu không tập đoàn Nam Cung sẽ thu hồi khoản tiền. Nam Cung Đông Điều chắc là cũng nghiên cứu qua quan trường Hoa Hạ nên tạo thế cho Diệp Phàm, phút cuối còn nói một câu. Tôi hy vọng các anh có thể phái ra một quan viên có phân lượng để tiếp nhận khoản tiền, ha ha. Câu nói sau cùng của Nam Cung Đông Điều có ý gì, loại giảo hoạt quan trường như Lý Hồng Dương sao có thể không hiểu. Đã là nhất định phải do Diệp Phàm toàn quyền chịu trách nhiệm. Giờ lại nói là phải có một quan viên có phân lượng. Ý tứ không phải nói là cấp bậc Diệp Phàm quá thấp, nhưng nếu như có một cán bộ khác cấp bậc cao hơn thì tập đoàn Nam Cung lại mất hứng,
đây không phải là buộc huyện Ngư Dương thăng cấp cho Diệp Phàm sao? Không thăng cấp thì không đủ phân lượng, người ta sẽ mất hứng. Lý Hồng Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp lời. Cảm ơn, tôi đại biểu cho 68 vạn người dân Ngư Dương cảm tạ hậu ái của tập đoàn Nam Cung, đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp đón long trọng, Tiểu Diệp là một đồng chí tốt. Đảng chúng tôi đối với cán bộ làm ra thành tích luôn biết trân trọng. Sau đó quay lại nói với Tần Chí Minh. Chí Minh, chuyện này là một chuyện lớn phải hoàn thành. Tập đoàn Nam Cung rất có thể là một tập đoàn lớn, nếu như quan hệ tốt biết đâu sẽ là một cơ hội lớn với huyện chúng ta trên phương diện thu hút đầu tư. Nếu không thì 200 vạn cũng là một khoản tiền lớn. Lý Hồng Dương nói xong quay sang thư ký bên cạnh nói nhỏ. Được rồi, mọi người chúng ta ăn cơm trước đi, vui vẻ thư giãn một tí. Tiểu Diệp, cùng ngồi xuống đi. Nghe Lý Hồng Dương nói vậy, mọi người trong phòng đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt quái dị, đoán thằng nhóc này sẽ là một ngôi sao mới trên chính trường Ngư Dương. Còn thư ký Hồ và thư ký Khúc lại càng ghen tị, hai người bọn họ đương nhiên không có tư cách ăn cơm với những lão đại này, thức thời đi xuống lầu tự giải quyết. Lý Hồng Dương rất hứng thú, còn đặc biệt uống với Diệp Phàm một chén, đương nhiên là y một chén, Diệp Phàm ba chén. Trong bữa cơm, y cười đùa vui vẻ, Diệp Phàm lại càng cẩn thận ứng phó. Ngồi ở đây không là thường vụ huyện ủy thì cũng là bí thư, chủ tịch thị trấn, đều là vua một cõi, bản thân mình là một thằng nhãi danh cứ nói ít, nghe nhiều, uống nhiều rượu là được. Diệp Phàm vốn định xin điện thoại mấy người để tiện liên lạc nhưng bọn họ tạm thời chưa xem hắn là nhân vật có phân lượng, vì thế cuối cùng cũng không mở miệng. Tuy nhiên bọn họ thấy thái độ của Lý Hồng Dương nên cũng khách khí với hắn, tuy nhiên cũng chỉ là khách khí mà thôi, bởi vì Diệp Phàm chưa đạt tới tầm mức mà bọn họ cần phải kết giao. Tuy nói hiện giờ Lý Hồng Dương đã bước đầu cho hắn tiến vào vòng tròn của bọn họ, nhưng chưa đến mức có quyền lên tiếng. Lý Hồng Dương vừa rồi gọi Diệp Phàm cùng ngồi ăn cơm là bắt đầu phát ra một tín hiệu, người này bước đầu thông qua khảo sát, nhưng cũng chỉ mới là chân trong chân ngoài. Vì thế mọi người đều giữ thái độ quan sát, nếu như Diệp Phàm muốn bọn họ thật sự để mắt thì phải làm ra một chút thành tích, hơn nữa cấp bậc cũng phải cao hơn. Người ta thấp nhất cũng là một thổ hoàng đế. Chức vụ thực sự cũng là trưởng phòng hoặc hơn, lại có chân trong thường vụ, làm sao có thể ngang hàng với một kẻ cấp trưởng phòng, thậm chí coi như chưa là cán bộ chính thức. Trong phòng này coi như tạm thân thiết nên mọi người coi như không có ngạo khí mà cùng chén với hắn. Nhưng nếu đổi lại là nơi khác, người ta thậm chí còn coi như không biết ngươi, nói gì đến chạm cốc, thực tế quan trường chính là tàn khốc như vậy. Tựa như mới vừa rồi, Diệp Phàm đi vào phát hiện chỗ ngồi ở đây dường như đều định sẵn. Mọi người đều có vị trí của mình, người khác chưa tới cũng không dám tự tiện ngồi lên, nếu như đến tai người kia không phải là y sẽ coi mình có tư tưởng đoạt ghế y sao. Tự dưng lại gây ra một cường địch thì đúng là không nên, vì thế mỗi người đều tự giác ngồi đúng chỗ của mình, tuyệt đối không lầm lẫn, đây là chỗ tối kỵ trong quan trường. Nói thật trong lòng Diệp Phàm vẫn cảm thấy ấm ức, nếu không phải là cuộc họp thường vụ mà là tụ tập thì thoải mái một chút. Vòng tròn nhỏ hiện giờ cũng một dạng ban bệ thân tín của Lý Hồng Dương, chắc là cũng mới chỉ một nửa. Vì thế thu hoạch hôm nay đối với một kẻ tay mơ như Diệp Phàm là rất lớn, làm cho hắn hiểu được nhiều thứ chỉ có thể hiểu mà không thể sờ đến được, đây là những khía cạnh bí ẩn trong quan trường. Tuy nhiên thần tài anh Triệu thì vẫn hết sức nhiệt tình, một lúc cạn với hắn sáu chén, hô hét thoải mái. Ý tứ của y là tận lực giới thiệu thằng em Diệp Phàm cho mọi người cùng biết. Chương 98 Âm hồn bất tán. Trước kia Triệu Bính Kiện gặp gỡ với Diệp Phàm chẳng qua là giới hạn trong một tính chất bạn bè hoặc là một quan hệ cấp trên cấp dưới tốt. Hiện giờ nhìn Lý Hồng Dương đối xử thân thiết với hắn, hơn nữa Diệp Phàm cũng đúng là đạt được một chút thành tích. Về phần quan hệ giữa Diệp Phàm và con gái của Phó Chủ tịch Tiêu thì Triệu Bính Kiện cũng đã hỏi thăm rõ ràng, nguyên là mình cầm đèn chạy trước ô tô. Tuy nhiên bây giờ đúng là Triệu Bính Kiện thật sự có ý kết giao nên mới liên tiếp cạn chén với hắn. Lại còn tạo thế xưng huynh gọi đệ biểu diễn cho những người khác xem. Phân lượng của Triệu Bính Kiện dĩ nhiên là lớn, y là thần tài của huyện Ngư Dương, vị trí so với các phó chủ tịch bình thường trong lòng Lý Hồng Dương còn lớn hơn. Nói ngay như cả chủ tịch thị trấn Nam Khê Trung Minh Đào, là vua một cõi, cùng cấp bậc với Triệu Bính Kiện, nhưng nếu anh Triệu xuống thị trấn thì Trung Minh Đào còn phải khiêm nhường gọi một tiếng anh Triệu. Anh Triệu có thể lờ người nhưng người tuyệt đối không được bỏ qua. Nếu không người ta chỉ cần ho khan một tiếng thì trì hoãn tài chính của ngươi dăm bữa nửa tháng vậy thì ngươi như con kiến bò trên chảo rồi. Không lâu sau,
người đẹp Tạ Mỹ Nhân của Thủy Vân Cư đi vào mời rượu, cô vừa nhìn lướt qua thì thấy Diệp Phàm cũng có thể ngồi đây thì hơi sửng sốt. Lúc đầu Tạ Mỹ Nhân còn tưởng rằng Diệp Phàm là thư ký hay tài xế của đám chủ tịch hay bí thư gì đó, không ngờ hắn lại có tư cách ngồi ở đây. Đây chính là một loại thân phận tượng trưng, thầm nghĩ ban đầu mình nhất thời cao hứng, vốn chỉ đùa giỡn một thằng em thư sinh, ai ngờ hắn lại có khả năng, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể ngồi cạnh Lý Hồng Dương, xem ra mình trông nhầm rồi. Sau giây lát ngạc nhiên, Tạ Mỹ Nhân cố ý liếc Diệp Phàm một cái thật phong tình như hoa mẫu đơn khoe sắc làm các lão đại sớn xác, thầm than vưu vật a vưu vật. Người theo đuổi Tạ Mỹ Nhân ở huyện Ngư Dương không ít, tất cả đều là tay có máu mặt nên cô gần như là một món hàng cấp thái tử. Vưu vật như thế mà lại cười tình với thằng danh họ Diệp, chẳng lẽ có ý gì? Điều này thật không thể, một cán bộ thôn sao có phân lượng gì, mọi người đều hoài nghi, tám phần là không tin. Mọi người đang nghĩ lung tung thì đã thấy Tạ Mỹ Nhân cúi người khẽ nói. Cậu em, cậu thay chị uống với những lãnh đạo nhé. Chị là phụ nữ, tử lượng có hạn, cậu phải đỡ cho chị đấy, khanh khách. Lập tức, bá nữ á, mọi người lại càng tròn mắt nhìn Diệp Phàm, độ tin cậy tăng lên 3 phần, trong lòng đều suy đoán tại sao thằng danh này lại dựa được vào bà chủ Tạ Mỹ Nhân này. Theo lời đồn đại thì người đứng sau Tạ Mỹ Nhân này khá bí ẩn, có người nói là thường vụ huyện ủy Tạ Cường, cũng có người nói là thị ủy, tuy nhiên cũng chỉ là suy đoán. Nhưng mọi người thà rằng tin còn hơn là không, nếu không tin thì tự dưng lại có thêm một kẻ địch. Còn nếu tin thì cùng lắm là để yên cho cô làm ăn. Hơn nữa bà chủ Tạ Mỹ Nhân đối xử rất đàng hoàng, tiền nhà nước chỉ cần một tờ hóa đơn là xong, vậy thì tại sao không làm? Tạ Mỹ Nhân mở ra Thủy Vân Cư lớn như vậy nhưng tới giờ vẫn không ai dám chọc tới. Ngay cả một vài vị thủ lĩnh của Ngư Dương cũng không dám thò tay ra, nếu không có tài năng thì không thể làm như vậy. Tuy nhiên nghe nói lúc đầu thì đại thủ lĩnh của huyện Ngư Dương là đàn em hắc thất của Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng đến Thủy Vân Cư ăn một bữa cơm hơn 1000 đồng rồi tuyên bố thu phí quản lý. Kết quả không lâu sau hắc thất phải đem theo đàn em tự mình mò đến thanh toán hết. Ngay cả Ngọc Thế Hùng cũng thường xuyên đến đây, mỗi tháng một lần, từ đó về sau không một tên ong ve nào dám đến đây giở trò ăn quỵt. Nếu không thì làm sao những lão đại của Ngư Dương lại thích chiếu cố nơi đây? Một nơi vắng vẻ như vậy nhưng lại làm ăn khấm khá, hơn nữa người đến đều là có danh phận. Thằng em, có bà chị xinh đẹp như vậy mà không nói với chúng ta, anh em kiểu gì thế? Triệu Bính Kiện cười khan, mọi người cũng nhìn chằm chằm chờ hắn giải thích. Mới biết ngay lúc vào cửa. Diệp Phàm thành thật nói. Hiểu, ha ha. Triệu Bính Kiện lại càng vờ vịt, cả bàn cũng khẽ cười. Chính xác là vừa mới biết. Lúc vào cửa hắn gọi tôi một tiếng chị nên tôi nhận làm em kết nghĩa, đơn giản vậy thôi. Làm sao vậy đại tài thần Triệu, anh cho là nói dối phải không? Tạ Mỹ Nhân khẽ nhếch miệng duyên dáng làm Triệu Bính Kiện tim đập thình thình, vội vàng giơ chén rượu lên che giấu nói. Tốt, tốt, anh Triệu chúc mừng thằng em, Mỹ Nhân của chúng ta thật không đơn giản, sai này thằng em đến, Thủy Vân Cư của bà chỉ kết nghĩa ăn cơm nhớ đừng quên anh, ha ha. À. Thằng em sao không dám gọi anh chứ? Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ, hắn sao dám đến chỗ của Tạ Mỹ Nhân ăn cơm, nếu vậy thì e là bị cả một đám người giết chết. Ngay vào lúc này, điện thoại của Tần Chí Minh vang lên liền bước ra góc tường để nghe. Cái gì, chuyện gì xảy ra, bị thương có nặng không? Gãy á, Thiết Hải, khống chế tốt hiện trường cho tôi. Người bị thương mau đưa bệnh viện, báo cho Chủ tịch Thái không có. Tôi trở về ngay. Tần Chí Minh sau khi để điện thoại xuống thì sắc mặt xanh mét. Sau đó y đến bên Lý Hồng Dương hạ giọng nói gì đó. Lý Hồng Dương nghe xong nhăn mặt, thở dài nói. Ngô Tín Dân a, thật là âm hồn bất tán. Chí Minh, anh lập tức về đi, Tiểu Diệp ở lại nói chuyện với tôi một chút. Cứ theo lệ xử lý tốt, có gì báo ngay cho tôi. Đúng rồi, cũng nhanh chóng báo cho Chủ tịch Trương một tiếng, ai? Phải xử lý nhanh lên. Ngàn vạn lần đừng để dây dưa đến lúc tiếp đón tập đoàn Nam Cung tập đoàn. Lão Vương, Trương Hy Lâm thị trấn Lâm Tuyền bị Lưu Lương Huy ở sở tài chính chém đứt chân, anh lập tức gọi người xuống điều tra thêm, đừng để hỏng việc lớn. Lý Hồng Dương quay sang nói với Cục trưởng Vương Sương Nhiên. Tần Chí Minh và Vương Sương Nhiên nhanh chóng rời đi, mọi người thấy Lý Hồng Dương không vui thì cũng đứng cả dậy đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Diệp Phàm và Lý Hồng Dương. Tuy nhiên đợi cho mọi người vừa đi thì Lý Hồng Dương lại trở nên bình tĩnh,
thân thiết nói với Diệp Phàm. Tiểu Diệp A, cậu cũng biết tình hình huyện Ngư Dương chúng ta, là một huyện nghèo, ngay cả tiền lương cũng thấp hơn huyện bên cạnh mười mấy đồng. Ủy ban nhân dân khóa trước cũng muốn dẫn dắt nhân dân Ngư Dương ra khỏi đói nghèo, nhưng do hạn chế về vị trí địa lý và hoàn cảnh đặc thù nên không thể phát triển kinh tế. Sinh viên đại học quê ở Ngư Dương tốt nghiệp xong cũng không trở về quê, cứ nghĩ chấn hưng kinh tế Ngư Dương dễ vậy sao, ai? Lý Hồng Dương thở dài thật lâu không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bí thư Lý, cháu hiểu rồi. Mấy ngày nữa khi tập đoàn Nam Cung tới cháu sẽ hết sức giới thiệu để bọn họ tới Ngư Dương đầu tư xây dựng nhà máy. Bọn họ đã có thể xây dựng nhà máy ở huyện Hồng Mạch thì nói rõ Ngư Dương chúng ta cũng có hy vọng, chẳng qua Ngư Dương nền tảng đúng là quá thấp, cháu cũng đã suy nghĩ xem huyện chúng ta có thể có hạng mục nào đáng giá để đầu tư. Gần đây cháu cũng có một vài ý tưởng nhưng chưa chín muồi nên vẫn để trong lòng. Diệp Phàm thấp giọng nói. À, nói nghe một chút. Lý Hồng Dương nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cũng cảm thấy hơi hứng thú. Tuy nhiên y cũng không ôm nhiều hy vọng mà để cho Diệp Phàm có cảm giác là lãnh đạo coi trọng suy nghĩ của hắn. Nhà máy giấy của Lâm Tuyền, cháu đã nghiên cứu qua. Nhà máy này trên thực tế gọi là nhà máy giấy Ngư Dương, thuộc huyện quản lý, nghe nói giám đốc Hoàng Hải còn là cán bộ cấp trưởng phòng, thị trấn Lâm Tuyền căn bản là quản không được, chẳng qua là thu được một chút thuế từ đất, tuy nhiên nghe nói mấy năm gần đây không được một đồng nào. Diệp Phàm nói tới đây thì dừng lại khẽ liếc nhìn Lý Hồng Dương. Tiếp tục đi. Lý Hồng Dương vẫn thản nhiên, nói gọn ba chữ,